Tối hôm qua Pháp Hòa vừa ở đáp chuyến xuống tới Đà Lạt thì Pháp Hòa nhận một tin. Một anh Phật tử ở Cali Pháp Hòa quen. Chiều hôm qua đi làm về, nói với người nhà sao mệt quá, lên giường nằm chút. Tới chiều vợ về, anh đã đi luôn ở trên giường. Lớn hơn Pháp Hòa 1 tuổi. Ảnh sanh 73, Pháp Hòa 74. Mà mới tuần rồi, ngày hôm qua mọi người còn gặp, còn nói chuyện, và ảnh còn đang lo những công việc Phật sự cho các thầy. Chiều hôm qua đi rồi. Thành ra mình nghe một cái tin như vậy mình sốc. Nhưng mà cuối cùng định hồn định tĩnh rồi thì hai cái chữ vô thường mà chúng ta nghe hoài ở bên tai mình: sống nay chết mai nè, dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai, mạng người hô hấp kinh thai, nghỉ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Con người mình chỉ trong hơi thở thôi. Cho nên hồi nãy Pháp Hòa chỉ hướng dẫn đại chúng vài phút thôi. Và chỉ một điều mà Pháp Hòa muốn nhắc là đừng quên rằng sự sống mình không phải ở mấy mươi năm như mình tưởng, mà sự sống của mình nó chỉ ở trong từng hơi thở thôi. Mình thở vào được mà không còn sức thở ra, hay thở ra xong rồi không còn đủ sức để thở vào, thì coi như là mình nghỉ thở. Và mấy mươi năm nay hơi thở mình chưa ngưng làm việc cho mình, đều đặn thở cho mình. Nhưng chúng ta ít khi nào biết quay trở về để trân trọng cảm ơn từng hơi thở của mình. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi tối lên giường nằm ngủ, lắng tâm xuống, hay là buổi sáng ngủ dậy kiếm chỗ ngồi 5-10 phút, 5 phút thôi, 5 phút trước đi. Ngồi 5 phút, buông thư toàn thân, nhắm mắt lại, chú âm tới chỗ mũi, mỉm cười và trân quý từng hơi thở. Xong rồi mình thấy cảm ơn ngày mới, con đã tiếp tục sống thêm được một ngày. Rồi đi làm, mà lỡ mà ai làm gì mà trật mắt me mình á thì bây giờ mình nhờ sáng mình nhắc rồi. Cảm ơn có một ngày nữa để sống, không phải sống để mà đi lượm rác, đi móc bọc, đó là đi phiền não lắc nhắc. Hãy sống thật xứng đáng mà hơi thở đang cho mình. Ví dụ như vậy. Cho nên cũng cùng một cái công việc đó, nhưng mà đối với mình đi ngang một cái người lầm tên, chuốt mũi tên, đẽo một cái khúc gỗ để làm bánh xe, thì mình thấy là thấy vậy thôi. Nhưng mà người sa di này đã thấy rõ tại sao con người không có đục đẽo cái tâm mình, gọt bào cái tâm mình, cái bất thiện pháp, cái không dễ thương ra khỏi lòng mình, để mà mình có một cái vật sử dụng cho nó tốt. Ai cũng muốn mình trở thành một người hữu dụng cả. Nhưng mà nếu mình không có thực tập thì làm sao mình dụng được chỗ nào? Quý vị mua một cái máy mới về mà chưa ghim điện xài, có bảo đảm máy này xài được không? Lúc nào về đâu ghim điện coi xài được không? Nhiều khi brand new trong thùng dở ra chứ nó đã broken on the way rồi, phải không? Thành thử ra chắc chắn phải mở máy ra và ghim điện vô và thử máy coi coi có xài được không. Thì chúng ta cũng vậy, mỗi ngày tất cả những cái gì nó đến với mình là thử máy hết. Ví dụ như người ta nói một câu mình sốc, thử nhẫn. Người ta bẹo hình bẹo dạng trước mình mà thường lệ là mình nói phát ghét rồi đó. Bây giờ thôi, nãy mình vừa khởi ra miệng rồi, bây giờ mình thực tập chỉ khởi trong tâm thôi mà chưa phát ra ngôn từ. Thì trước hết mặc dù nó còn nghiệp, nghiệp của ý, nhưng mà nó không cộng thêm cái nghiệp khẩu nữa, giảm được cái nghiệp khẩu. Tại vì mình nói ra xong rồi á, cho cái người khác nghe, người khác chắc gì để câu đó im, người ta sẽ đi nói lại. Rồi từ đó mình sẽ thấy khó chịu kỳ cục. Tôi chỉ nói lúc đó thôi mà tôi đâu có ý gì đâu.
anh đi học lại làm chi để cho có chuyện. Biết dè vậy tôi không nói. Nhưng mà khi mình biết vậy, dè vậy là đã xong rồi. Cho nên nhiều lúc những cái giận hờn trong cuộc sống không phải do mình cố tình, chỉ là mình không có control được, mình không có manage được, không có chế phục được ngay cái giây phút đó thôi. Rồi thì cái lời nói đó sẽ biến dạng. Cái gì nó đi ra là sao nó biến dạng? Cái lời nói mình nó sẽ tác ý khác. Nhiều khi mình không có tác ý xấu như vậy, đến mức như vậy, nhưng cái người diễn tả lại câu nói đó, nó sẽ làm cho câu nói đó thêm thành. Cho nên chúng ta thấy cảnh là cảnh, nhưng với cái tuệ giác có chánh niệm, chúng ta nhìn cảnh mà chúng ta tỉnh ngộ. Chúng ta thấy đăng báo, có thể mình không quen, nhưng mình nhìn cái tuổi. Thường thường Pháp Hòa đi nghĩa trang, đi tấm tang, đi vô đi ngang mấy cái mộ, Pháp Hòa hay nhìn cái tuổi, tuổi mất lắm. Không phải là để mình nhiều chuyện con người này chết trẻ chết già, nhưng mà để cho mình một ý thức. Đọc báo mình thấy người này kia qua đời, có thể mình không quen, nhưng mình nhìn cái tuổi ta mình thấy người ta 30 tuổi chết, mình 50 tuổi còn sống đây cũng là một hạnh phúc rồi. Rồi có những người, người ta lớn tuổi nhưng ta rất còn muốn sống. Cho nên cuộc sống chết thì nó dễ rồi, nhưng quan trọng là mình tạo được gì để đem đi, mình có hành trang gì để chuẩn bị cho mình. Đó, thì thưa đại chúng, có một hôm ngài Na Tiên Tỳ Kheo, ai mà đọc tác phẩm Na Tiên Tỳ Kheo Kinh là biết, thì ngài Na Tiên là có một cái cuộc đối đáp với một ông vua tên là Mi Lan Đà. Thì cái ông vua ông hỏi: thưa đại đức, cái kèn nó có nói lên ý nghĩa gì không? Thì ngài Na Tiên mới nói: có chứ, cái kèn nó có một pháp. Một pháp đó là gì? Đó là người thổi kèn không thể, cái tiếng kèn nó hay hay là nó dở, âm thanh nó như thế nào là tùy cái hơi thở, cái xin lỗi, tùy cái hơi, tùy cái thổi của người thổi. Hễ người thổi có hơi mạnh thì, và cái bàn tay họ thì họ làm ra, phát ra những âm thanh như vậy thì họ ngưng. Nếu họ ngưng, họ không thổi thì tiếng kèn không có. Mà nếu mà họ, cái hơi thở của họ mạnh mà họ biết luyến lấy, thì cái tiếng kèn nó sẽ theo cái hơi đó. Như vậy thì giữa cái kèn với người thở không thể tách ra được, phải vậy không? Thì ngài mới nói: thưa đức vua, ở trong giáo pháp cũng thế, người tu và cái pháp thực tập tu không thể thiếu. Nói cách khác là người tu và pháp hành không thể thiếu. Pháp hành là gì? Là cái thực tập trong đời sống của chúng ta. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, những gì mà quý vị ngày nay, quý vị có nghe bao nhiêu bài giảng của các thầy, quý vị mới có pháp học thôi. Cái mình nghe giảng để mình mở mang, mình hiểu, cái đó gọi là pháp học. Nhưng mà mình đem về mình ứng dụng trong cuộc sống mình mới là pháp hành. Mà cái pháp hành thì nó không thể thiếu ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta đâu phải hành ở trong chùa không? Hành ở đâu? Hành ở trong nhà của chúng ta. Đối với vợ, với con, với chồng, với con, với anh em, với cha mẹ, với tất cả những người xung quanh. Làm sao mà mình với cái pháp tu mình là một, lúc nào cũng thể hiện được ít nhiều cái chất, chất Phật, cái chất của cái người có học. Pháp Hòa ví dụ, mình ra đường mình nói chuyện, lúc nào mình cũng phải có một cái ngôn ngữ lễ độ. Đối với người nào mình sử dụng ngôn từ nào, trong lúc nào mình cũng có thể nói. Nhưng vì mình đã có sẵn rất nhiều những từ ngữ để sử dụng đối với tất cả những đối tượng. Người ngang mình sẽ nói làm sao, người lớn hơn mình sẽ dùng từ làm sao, vân vân. Vậy thì qua lời nói chúng ta cũng không thể thiếu được sự lễ độ. Qua cái hành động của chúng ta cũng không thể thiếu. Ví dụ như khách tới nhà,
Tự nhiên mình biết đứng dậy, đứng dậy chào khách và mời khách vào ghế ngồi, lật đật đi vô nấu nước, rồi lấy một cái ly, xong rồi châm trà, lấy dĩa để. Thì cái đó là pháp hành đó. Khách tới là mình tự nhiên mình phải biết ứng xử với khách như thế nào để người khách cảm nhận là một sự welcome, một sự chào đón tới. Đó là pháp hành. Như vậy thì cái tiếng cây kèn không thể thiếu hơi, cái hơi của người thổi. Và người thổi cái hơi họ như thế nào, luyến lấy như thế nào. Cho quý vị thấy nhiều khi họ, cái nhiều người họ cầm, họ thổi một cái kèn một phun mắt trợn mang gì, họ cố tình họ phải như cái hơi thở phải như vậy, nó mới nói ra được những cái âm thanh của tiếng kèn. Mình thấy cây kèn là cây kèn, và mình cũng biết được cái quy luật là người thổi cái tiếng kèn hay hay không là do người thổi. Nhưng mình chỉ thấy vậy thôi. Nhưng đối với người có Phật pháp, có biết đưa nó vào trong cái đời sống tu tập, thì người ta thấy sao? Người ta vẫn lượm ra được cái giáo nghĩa tu tập. Bây giờ người thổi với cái kèn không thể rời, thì pháp hành với người sống trong đời, một vị đệ tử Phật không thể rời pháp hành. Cho nên pháp học có thể thiếu, nhưng pháp hành càng hành thì chúng ta càng linh động trong cuộc sống. Cho quý vị thấy có nhiều người, người ta ứng xử rất là đẹp, xử sự rất đẹp, ứng xử rất nhanh, không thiếu sự lễ độ, và biết cách để làm sao mà mọi người trong cuộc sống hài hòa. Vì phần lớn chúng ta buồn nhau là buồn cái gì? Buồn cái cư xử không hả? Chúng có gì đâu, quý vị để ý thôi. Hàng ngày chúng ta buồn nhau là phần lớn là buồn cái cư xử với nhau thôi. Thành thử được cái pháp hành trong việc cư xử, đó là cái pháp liệu tốt. Cho nên chúng ta phải làm sao thích ứng. Rồi ông vua Mi Lan Đà hỏi tiếp: thưa đại đức, vậy cây súng nó có nói lên được gì không? Ngài mới nói: dạ, cái cây súng nó tùy thuộc vào cái nòng súng. Vậy thì cái nòng súng và cái thân cây súng nó phải xuyên suốt với nhau, tại vì đạn nó để ở dưới, mà nó phải thông thì viên đạn nó bắn ra được. Thì ở đây chúng ta phải làm sao xuyên suốt thấy được mọi cái xử lý trong đời, mọi cái việc làm của chúng ta có sự có lý. Ví dụ mình đem bình hoa lên cúng Phật là sự. Bàn Phật để bình hoa lên nhìn nó tươi, nó mát, nó đẹp, đó là hình tướng, là sự. Nhưng mà cái lý của nó là nhắc nhở chúng ta hoa là vô thường, nó tươi, nó đẹp, nhưng kết cuộc rồi trước sau gì có ngày nó phải rụng tàn héo. Đời người chúng luôn luôn nhắc nhở chúng ta luôn luôn có những sai thay đổi vô thường. Đây là một ví dụ thôi. Cho nên phải thông suốt. Thậm chí chúng ta thích, chúng ta sống với nhau, chúng ta có những cái tôn trọng, cần biết được để chúng ta thích ứng. Ví dụ mình sống ở nước Mỹ, mình phải thông suốt một vài văn hóa của nước Mỹ. Thông qua ví dụ ở Việt Nam mình nó gặp nhau, hỏi tuổi nhau là chuyện bình thường. Thậm chí còn lúc này làm đâu, lương khá không? Đối với người Việt Nam là chuyện nó rất bình thường, gặp nhau là chuyện hỏi thăm. Nhưng mà người Mỹ là không có thích. Cho nên tự nhiên qua đây rồi cái là mình cũng học được cái chuyện gọi là gì, đừng có hỏi tuổi người ta. Nhưng mà hầu như là mình quen cái cách sống của người Việt. Gặp người Việt với nhau là hỏi. Tại vì thật ra không phải mình tò mò, nhưng mà bởi vì chúng ta cái văn hóa là khi chúng ta nói chuyện á, chúng ta có nhiều ngôn từ để gọi anh, chị, cô, chú, bác. Cho nên hỏi tuổi không phải tò mò, mà để dễ xưng hô. Nhưng mà người Mỹ không có cái chuyện đó. You me thôi. Già cỡ nào cũng you me, chứ hỏi tuổi làm chi. Bà kia 90 con he you khỏe không? Nhưng mà nếu mà người Việt mà gặp một bác lớn tuổi, ê bác khỏe không? Thì bà cụ kia chẳng những bà không trả lời, bà nói mày con ai vậy?
Như vậy thì khi mình hiểu được tại sao người Việt gặp nhau hỏi tuổi, để mình giải thích, mình giải thích cho người ta hiểu là tại văn hóa người Việt nói chuyện là có gọi, gọi đối tượng, mà gọi đối tượng đó là mình phải hiểu tuổi tác người ta. Thậm chí người ta còn nói: xin lỗi anh tên chi để dễ xưng hô, xin lỗi anh tuổi gì để tôi dễ xưng hô. Nhiều khi tôi tuổi lớn hơn anh hay tôi nhỏ hơn anh, thí dụ vậy. Giải thích cho con mình nó biết, ủa tại sao gặp nhau phải hỏi tuổi. Giống như Pháp Hòa giải thích cho mấy đứa nhỏ: tụi con biết tại sao người Việt gặp tụi con hay ôm hay nựng? Tại vì văn hóa của người Việt, dù tụi con lớn cỡ nào, nhưng trong mắt của cha mẹ ông bà, tụi con vẫn là những đứa nhỏ, vẫn là những người con, mà gặp là muốn bày tỏ tình thương, nói cho nó hiểu. Chứ không thôi nó gặp mình cái nó né né, nó đẩy đẩy, nó gross. Tại vì mình hay có cái cách là gặp con cháu là mình ôm. Như vậy thì mình thông suốt trong cuộc sống. Để làm gì? Để chúng ta sống thích ứng. Để sống thích ứng, mình đi tới đâu mình biết được cái phong tục đó, cái tập quán nó tốt. Vì nhiều lúc mình không biết, mình làm không đúng thì người ta cười. Không, mà ví dụ như mình dọn cơm, cái văn hóa của mình là dọn cơm, dọn muỗng, mình úp cái muỗng xuống. Nhưng mà có những đất nước á, dọn cơm cho người sống là phải lật cái muỗng lên. Cái muỗng úp xuống là chỉ khi nào cúng cho người chết thôi. Nhưng mà tại mình quan niệm úp xuống đi, lỡ bụi, cho nên mà đùa cái muỗng của mình là mình úp xuống. Nhưng mà có những văn hóa chỉ cây muỗng úp xuống là để trên bàn thờ thôi. Còn mò dọn cơm cho người sống là cây muỗng phải lật lên. Thì mình biết được chút xíu nhỏ đó thôi thì mình thông suốt sự việc. Cũng giống như mình cầm đôi đũa mấy chục năm nay, nhưng chưa bao giờ mình thắc mắc tại sao đầu đũa ở trên là vuông mà ở dưới tròn. Vậy thì ông bà mình chế đôi đũa đâu phải tự nhiên mà chế, ở trên vuông dưới tròn mà có ý ở trong đó. Đầu vuông là tượng trưng cho trời, đầu tròn là tượng trưng cho đất. Văn hóa của người Việt là ăn cơm gấp đũa, để cầm đôi đũa lên là không bao giờ quên ơn đất trời. Thiên nhiên đã giúp cho mình có rau, có lúa, có gạo mình ăn. Như vậy người Việt Nam đã hướng dẫn cho con cháu ăn mà phải biết ơn, chứ không phải ăn trong quên lãng. Còn trong Phật giáo còn dạy kỹ hơn nữa, là mỗi khi gấp đôi đũa, cầm đôi đũa lên gấp, thì phải phát nguyện bất cứ vật gì con gấp lên, cũng giống như trong cuộc đời này, bất cứ việc gì con làm, nó đều chuyên chở cái sự việc thành tựu thiện lành ở trong đó. Thí dụ như mình tới mình sửa, mình set up cái bàn, thì phải chắc chắn mình phải bẻ cái chân bàn ra cho nó ngay, chứ đừng có bẻ ra bật cái bàn mà không để ý, không có để nó vô khớp, một lát nữa người ta bày lên nó nặng quá, nó sập cái bàn, đổ đồ phỏng hết. Cho nên chỉ dù chỉ bắt một cái bàn, mình make sure phải chắc chắn là mình đưa cái chân bàn ra cho nó vô khớp đàng hoàng, rồi gài chân bàn cho đàng hoàng để nó không gây tai nạn. Vật khiêu nhất thiết, vật đắc thanh lương. Việc gì mình làm, mình phải để tâm mình đó, để không có những cái tai nạn đáng tiếc. Một lời nói, một việc làm của mình. Cầm cái áo tràng Phật tử lên, mặc cái áo tràng xong rồi phải xếp cái áo tràng cho được. Không được phải học cho được, xếp hoài đến khi nào xếp được cái áo tràng. Vật gì mình cầm lên, vật đó phải trở thành thanh tịnh. Việc gì mình làm, việc đó phải mang lợi ích cho người. Lời nào mình nói, việc lời nói đó phải mang lợi ích cho người. Vậy thì đôi đũa có ai mà gấp xin phép, có ai gấp tầm bậy để ăn không? Không. Thậm chí đang nhai vậy chứ mắt nhìn được á. Thì vừa xong một cái là đôi đũa mình gấp đúng cái món mình ăn. Chứ đũa là không bao giờ xới xới lên lựa những món mình ăn. Thích cái gì ngắm nó trước đi.
Ông bà đâu có bao giờ cho mình mà ăn ăn thức ăn chung với người ta mà ngồi mà xào lên như vậy rồi lựa gấp những cái món mình ăn đâu. Muốn cái gì thì nhìn. Chúng ta cũng thế. Phải nhìn cho kỹ trước khi làm. Phải thấu đáo việc đó trước khi làm. Ở đây có ai cắt bánh, mỗi lần mình có một cái khung bánh. Thì khi mình cắt một cái khung bánh, không phải là mình cứ nhắm con mắt mình vô. Trước hết mình cắt cái giữa một cái, rồi sau đó hai phân nữa là giữa một cái nữa. Thì bánh nó làm sao? Nó đều tay. Và thậm chí người ta hỏi cái miếng, cái khung này chị muốn chia làm bao nhiêu miếng. Rồi mình lấy cái dao, mình thử trước, mình nhân trước, trước khi mình để dao xuống mình cắt. Chỉ là cắt một miếng bánh thôi, mà phải hỏi người ta bánh này chị muốn nhiêu miếng. 100 miếng tôi cắt theo 100 miếng, 50 miếng tôi cắt theo 50 miếng. Và trước khi đưa dao xuống nó thắt nó thành khoảnh, thì lấy cái dao chẻ trên này bằng cái sự suy nghĩ của mình trước. Mỗi khi Pháp Hòa thấy mấy cô làm vậy đó, thì Pháp Hòa học được một cái chuyện tu tập trong đời sống là gì? Chúng ta làm việc gì, dù đó là chuyện thế gian như là cắt một miếng bánh, nhưng đó cũng là đưa vào một đời sống của chúng ta một bài học Phật Pháp. Vì vậy bây giờ quý vị rõ được cái lý là gì? Cái gì cũng là Phật Pháp. Pháp nào cũng là Phật Pháp. Quan trọng là chúng ta biết nhìn nó bằng con mắt tư duy chánh niệm để rút tỉa một bài học cho mình không? Chứ đâu phải Pháp thế gian. Phật Pháp không có lìa thế gian. Nhưng mà quan trọng chúng ta phải có con mắt trạch Pháp chánh niệm. Cho nên ngày xưa chư tổ mới dạy một câu: thế sự vô nan sự, do lai tâm bất chuyên. Thế sự vô nan sự, thật sự trong cuộc đời này, sự việc trên đời này nhiều lúc nó cũng chưa thật sự là việc khó đâu. Thế sự vô nan sự. Nhưng mà do đâu nó khó? Do lai tâm bất chuyên. Do cái tâm mình không có chuyên chú vào đó, không hết lòng vào đó. Quý vị thấy đạo tràng Liên Hoa là một trong những đạo tràng xây dựng ở nước Mỹ rất là đẹp. Đây là một trong những ngôi chùa đẹp của nước Mỹ đó. Nhưng mà nếu mà làm mà không có tư duy, không có đầu tư trí tuệ vào đây, làm sao đạo tràng này nó ra được như vậy? Phải không? Bất cứ việc gì chúng ta làm, mấy chị mà được khách đông làm nail, mà khách đông là mấy chị cũng khéo tay create lắm. Bông này bông kia rồi mới có khách đông. Chứ mình nếu mình mở cuốn catalog ra có một hai cái làm vậy thì bài bản quá. Cái này của mình nó linh động, nghề của mình nó tay nghề mình đã hay, cái đầu mình nó suy nghĩ được rất nhiều những cái kiểu cách để mà làm cho cái người khách họ thích. Chuyện đó bình thường thôi. Bình thường ở đây nghĩa là rất đáng làm. Và từ đó chúng ta rút được một bài học là gì? Cuộc sống này là một nghệ thuật. Một nghệ thuật. Dù chỉ là một cái móng tay nhưng cũng phải có nghệ thuật. Nấu ăn là một nghệ thuật. Và quý vị thấy một cái món đó thôi mà không biết bao nhiêu hình thức, sắc thái do nghệ thuật chúng ta. Vậy thì Phật Pháp muốn chúng ta sống như vậy. Sống như thế nào để chúng ta nhìn Pháp nào cũng tìm ra được một cái Pháp học của chúng ta. Trong Kinh Di Đà dạy, ai mà niệm Phật từ một ngày cho tới bảy ngày, từ một niệm tới mười niệm mà không tạp niệm, thì người đó khi lâm chung Đức Phật Di Đà có mặt. Nhưng mà thật sự ra cái ý nghĩa câu đó là gì? Tại sao để mà từ một ngày tới bảy ngày, từ một niệm tới mười niệm? Đó là một khoảng thời gian chúng ta sống mà chúng ta không hề sao lãng. Thì cho dù chúng ta ngay giây phút đó chúng ta có nhắm mắt, chúng ta cũng không có hối tiếc, vì chúng ta làm hết lòng. Cho nên á, nếu một ngày nào mà mình cần phải ra đi thì đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong, vì việc cần mình đã làm xong. Ai luận nghĩ bận lòng chỉ ghi nhớ.
Ngày nào mà không nhắm mắt để chuẩn bị đi. Vậy thì chữ lâm chung là gì? Lâm vào cái giây phút cuối cùng. Nhưng xin phép, nhiều khi mình đi ngủ chứ chắc gì ngày mai mình được mở mắt dậy đâu. Nghĩa là ta mình làm sao khi mình sống việc của cái ngày đó, xong công việc đó, tâm mình không hối hận vì mình làm tất cả những gì mình có thể làm. Thì cái chữ lâm chung ở đây là muốn nói cái đó. Cực lạc Tây Phương Di Đà có mặt, nghĩa là chúng ta làm sao từ giây phút khởi đầu cho tới giây phút cuối chúng ta vẫn một lòng như thế, giữ tâm được như vậy. Có một vị đệ tử tới hỏi một vị thầy: thưa thầy, làm sao để mà con giữ được cái nghĩa của Phật tánh? Thì vị thầy mới nói: thí dụ một căn nhà có 6 cái cửa, rồi bây giờ tự nhiên có 6 con khỉ nó xuất hiện ở 6 cánh cửa, nó mở cửa ra, rồi nó chui cái mỏ nó vô trong cái nhà, cái cửa thứ nhất nó kêu lên, cửa thứ hai nó kêu lên, thì 6 cái cửa nó có 6 con khỉ. Thì cái người đệ tử nghe tới đó, thì người đệ tử nói: dạ thưa thầy, nếu mà 6 con khỉ nó kêu con, nhưng mà lỡ con ngủ rồi thì sao? Thì ông thầy mới chạy tới chụp cái tay người đệ tử: ta với ngươi gặp nhau rồi. Thì cái câu chuyện nó muốn nói gì? 6 cánh cửa là tượng trưng cho sắc thanh hương vị xúc pháp trong cuộc đời này. 6 căn của chúng ta là mắt, tai, mũi, miệng, hàng ngày mình mở nó ra toang cửa hết. Mắt mình mở lớn lắm, ai làm gì mình cũng biết hết đó. Và mình rất tự hào, đừng có hòng qua mặt tôi. Đừng có hòng qua mặt tôi biết hết đó. Rồi gì nữa phải không? Đừng có bao giờ, đừng có nói lén sau lưng tôi. Coi vậy chứ linh lắm á. Tức là mình rất tự hào đó. Cho nên mình sao? Cả ngày mình vui, buồn, giận, ghét. Tại vì có giờ nào yên đâu. Ngồi đây chứ để ý có ai nói gì mình sao. Mắt ăn cơm chứ ngó ra cửa coi có ai nhìn tôi không. Hồi nhỏ Pháp Hòa 7 tuổi đi chùa tụng kinh đó, cũng nổ dữ lắm. Tại vì 7 tuổi là thuộc kinh rất là nhiều, mà mình đứng mới có tới chân đâu, mà mỗi lần vô tụng kinh là mình tụng lớn lắm. Tụng xong rồi mình nhìn vòng vòng coi có ai ngó mình không. Và rất là thích đi kinh hành nha. Hồi nhỏ là rất thích đi kinh hành. Tại sao biết không? Tại vì có những cái nhà đám mình tới mình tụng á, trong khi mình tụng trong nhà thì khách người ta tới, người ta đợi thắp nhang, người ta ngồi ngoài vui lắm. Ta ăn bánh men, người ta uống nước trà, người ta ngồi ngoài đông lắm. Mà đi kinh hành là được đi ngang cái cửa chính là coi có ai ngó tôi không. Thì thưa đại chúng là con mắt mình mở ra để mình giao tiếp, rồi để mình thấy cảnh, rồi mình thích, mình không, mình vui, mình buồn theo cảnh đó. Cho nên người đệ, ông đệ tử hỏi là làm sao con hiểu được cái nghĩa của Phật tánh. Thì người thầy mới nói: nếu 6 cánh cửa nó mở rồi 6 con khỉ nó kêu. Mà nếu như con khỉ nó, thứ nhất nó kêu mà mình đáp, thứ hai kêu là đáp là sao? Là mình loạn rồi. Cho nên người đệ tử đó nói: nếu con ngủ rồi thì sao? Nghĩa là giờ tâm con yên lắng, con không có bị nó lôi thì sao? Ông thầy nói: ta với ngươi gặp nhau rồi. Thì cuối cùng ở đây chúng ta chỉ học cái gì? Cái quan trọng là cái tâm sâu lắng của mình, để mình thấy được mọi sự việc nó như thế nào, dù đó là không phải là Phật Pháp. Ngày hôm qua có một cái vị đó tới gặp Pháp Hòa, mới hỏi Pháp Hòa: chứ bây giờ mấy em nhỏ nó hỏi con một cái chuyện mà con không biết trả lời sao. Vì có những em nhỏ hồi nhỏ nó bị người ta abuse, sexual abuse, xâm phạm tình dục. Mà bây giờ nếu con giải thích đó, do quá khứ nghiệp mình tạo này kia, Pháp Hòa nói không, đối với mấy đứa nhỏ không có trả lời vậy được. Nếu mà con trả lời như vậy là giống như mình đổ thừa cho một cái quá khứ mà nó không biết gì hết, thì nó không có làm cho nó thoải mái được. Thì Pháp Hòa mới bày cho mấy thầy nhỏ trả lời theo cái nghĩ Pháp Hòa thôi nha. Pháp Hòa nói nếu mà được thì tụi mấy đứa con giải thích cho mấy em.
Trong cuộc sống á, không có bất cứ một con đường nào mà nó thẳng tắp hết. Mình đi đường thỉnh thoảng có những cái lỗ lớn nhỏ, nhưng mà dù mình sụp xuống cái lỗ nhỏ thì cái xe mình nó cũng rung cái. Thì những cái giai đoạn mà nó rung như vậy, như là những cái biến chuyển tai nạn trong cuộc đời. Và khi chúng ta bị bất cứ một cái đó, chúng ta ôm ấp cái đau khổ đó, chuyển hóa nó và tiếp nhận nó như là cái bất rủng, cái không lành trong cuộc đời mình. Nhưng mà nó không phải là cái mà chúng ta có thể kết thúc. Và vì đây là một phần của cuộc sống. Cũng giống như mình ăn vậy đó. Ví dụ mình ăn nhầm một cái tô bún nó cay, nó không đúng ý mình thôi. Nhưng mà hãy vớt lên cái cọng bún ăn để lấy no, mà không cần phải bỏ tô bún đó, thì mình biết nó không phải là cái tô bún dở hay là có thuốc độc. Chẳng qua là nó không đúng cái khẩu vị của mình. Nghĩa là làm sao có đủ khả năng mình có mặt cho đau khổ của mình, để mình tìm cách, mình ôm ấp, mình vượt được nó, mình đi với nó đến một giai đoạn nào đó. Chứ còn mình, nếu mình nói là cái nghiệp của quá khứ thì nó là khó tin. Hôm nay cả người lớn mà dù Phật tử đây mà mình gặp nhau cái mình nói thôi kệ, ráng chịu đi, chắc tại quá khứ đó, chị làm gì với người ta đó, giờ người ta làm vậy, nhiều người ta đâu có chịu, phải không? Thành tử ra mình nhiều khi mình nói thực tế một chút là làm sao chỉ cho người ta cái cách người ta tiếp nhận sự đau khổ thật sự trong đời này bằng tất cả khả năng trí tuệ từ bi của người ta ôm ấp cái khổ đau đó. Ở đây không phải ví dụ như là mình có một đứa con, mình sanh nó không lành mạnh, mặc dù mình buồn đó, nhưng mình làm sao mình bỏ nó đây? Thì cái quan trọng là mình tiếp nhận nó như một đứa con ruột, nó là con ruột của mình, và đây là đứa con của mình. Chẳng qua là mình không được một đứa con bình thường, thì mình phải sống và cố gắng học hỏi làm sao để mình thích ứng được với đứa con không bình thường này, nhưng mà nó vẫn là con mình. Cũng giống như đóa hoa này, hoa hồng nó khác với hoa ly, hoa ly nó khác với hoa cúc. Nhưng mà mặc dù mỗi người sẽ một cái thích, tôi thích hoa ly hơn, hoa ly đẹp hơn, sang hơn. Tôi không thích hoa cẩm chướng gì, hoa cẩm chướng rất bình thường. Nhưng mà trong cái bình hoa này mà nếu không có những cái này thì nó không có điểm, nó không có cái điểm nhấn để là làm nổi của hoa ly. Như vậy mặc dù nó không phải là sang như hoa ly, nhưng cuộc đời này cũng không thể thiếu nó. Thì cuộc đời này cũng không thể thiếu những cái tì vết. Có ai mà đẹp hoàn hảo không? Không. Đẹp trên mặt mình đẹp, nhưng cũng phải có một cái gì đó. Thì trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải tập mở lòng để tiếp nhận. Cái đó mới là cái thực tế nhất. Còn nếu mình là Phật tử, mình học Phật, mình chấp nhận cái nghiệp của quá khứ vân vân, được, không sao. Nhưng mà trong cuộc sống có những người, người ta chưa có khả năng đó. Và hãy làm sao cho người ta có cái nghị lực để người ta tiếp nhận nó sự thật. Ví dụ mình lỡ người ta ăn tô bún cay nó đó, tại vì quá khứ bà chuyên môn cho người ta ăn cay. Cho nên giờ bà bị quả báo ăn tô bún cay. Vô giờ mình nói kệ đi, thôi thì nếu nó cay ráng ăn mấy cái lấy no thôi, khỏi húp nước. Còn không thì mình cầm cái cọng bún đó mình rửa rửa với nước mình ăn. Thí dụ vậy, tức là mình làm sao để mình nuốt được có một miếng gì đó vô bụng mình để gọi lấy no, mà không cần phải ăn cả cái tô bún cay. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói với lại Ngài Thiện Tài Đồng Tử: hãy đi ra lấy một cái cọng cỏ, cái cọng cỏ nào mà có thể dùng làm thuốc. Ông đi vô, ông không lấy gì hết. Hỏi sao vậy? Tại vì cái nào cũng là thuốc, mà cũng có cái nào cũng là độc. Cái quan trọng là biết sử dụng nó. Ví dụ như là cái đó là thuốc bổ, nhưng mình nếu mình nói là thuốc bổ, mình ăn nhiều quá thì nó có bổ không? Nó thành độc. Như vậy bổ cũng nó,
mà đọc cũng nó. Cái quan trọng là chúng ta biết làm sao điều hòa cái liều lượng. Cho nên Tylenol là thuốc chữa bệnh, nhưng chỉ 2 viên, rồi 2 viên nữa sau mấy tiếng, chứ không phải một. Nó là thuốc trị bệnh cho nên uống nửa chai là bảo đảm hết nhức đầu liền tức khắc. Không phải vậy. Bây giờ quý vị lấy á, 2, con số 2 mà cộng 5 lần lại là ra số mấy? Rồi mình lấy con số 5 cộng con số 3 cộng con số 2 thì ra mấy? Như vậy thì dù là 5 con số 2 hay là chỉ 3 con số, tất cả những con số này cộng lại là thành 10. Và chúng ta nên nhớ rằng con số 10 không phải tự mình ơn nó có thể, nó có con số 10, mà nó do cái gì? Do những con số khác mà có mặt. Có phải không? Thì trong cuộc đời này cũng vậy. Nhiều khi một cái khổ đó, nhưng mà nếu nó có pha với một cái khác á, nó thành ra cái pháp. Và bằng chứng là quý vị đọc lại những câu chuyện của những người thành công trong cuộc đời này. Có ai mà lớn lên trong một gia đình giàu có rồi họ thành công? Có, nhưng mà phần lớn họ thành công là do gì? Từ những cái khổ đau, những cái bế tắc, những cái gọi là bất như ý trong cuộc đời họ. Mà thật sự họ như vậy mình mới đáng trân trọng học hỏi. Họ mới truyền được cái cảm hứng cho nhiều người để người ta vươn lên chứ. Còn nếu như mà họ là một người thành công mà giờ họ thành công tiếp, thì mình nói họ hưởng cái gia tài của người thân, của cha mẹ. Còn họ từ một con số 0 mà đi lên thì chắc chắn họ phải được học hỏi thôi. Cho nên mai mốt mà ai muốn xây chùa phải tới gặp thầy trụ trì để học hỏi. Thí dụ vậy. Rồi thì cuối cùng Pháp Hòa đọc đại chúng nghe một bài thơ rất quen thuộc. Bài này của bà Huyện Thanh Quang. Bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá lá chen hoa, lơm khơm dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông tợ mấy nhà. Nhớ nước đau lòng con quất quất, thương người mỏi miệng cái da da. Dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Cũng bài thơ của một thi sĩ Việt Nam, mình đọc như một án văn chương của Việt Nam. Nhưng bây giờ mình sẽ đọc bài này với cái nhìn của Phật Pháp. Bước tới đèo ngang bóng xế tà, đi ngang qua cái đi ngang đi đi qua đèo ngang thấy chiều tà. Thấy đằng kia là gì? Cỏ cây chen đá lá chen hoa, đẹp không? Rồi dưới núi thì lơm khơm dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông tở mấy nhà, cảnh đẹp quá chừng. Nhưng mà nếu mà cái người không biết cảm, không biết nhìn thì đi ngang thấy vậy thôi. Nhưng mà người có biết cảm, biết nhìn thì hưởng được cái cảnh đẹp đó. Nhưng mà hưởng cảnh đẹp đó từ cái chỗ nào? Từ cái chỗ then chốt nè. Dừng chân đứng lại trời non nước. Nếu mình đi thì không bao giờ hưởng được. Chỉ khi nào chúng ta dừng lại để chúng ta cảm nhận được cái đẹp của đất trời, của thiên nhiên. Dừng chân đứng lại trời non nước. Và cuối cùng phát hiện một điều là gì? Một mảnh tình riêng ta với ta. Chỉ có ai sống được với cái lặng lẽ đó mới cảm nhận được cái gì? Cái bình an, cái thiền vị, cái cảnh đẹp rất là quê hương như vậy. Còn nếu không mình đâu có hưởng được. Giống như ngài Huyền, ngài Mãn Giác mà khi đi du học nhớ chùa vậy đó. Từ thuở ra đi nhớ vào nhớ bóng chùa, đường đời nhọc hơn thua. Mà ngài mới diễn tả được cái cảnh mà 14-30 người dân làng đi chùa lại sám hối. Mình thấy cảnh đó bình thường, nhưng mà nó chính là cái cảnh đẹp. Cho nên cũng một bài thơ, nhưng nếu chúng ta biết đọc bài thơ đó bằng cái cảm nhận của cái người tu tập. Thở đây, qua cái buổi nói chuyện này, Pháp Hòa chỉ muốn chia sẻ với đại chúng một cái cách tu tập
là tất cả mọi sự việc trong cuộc đời này, cái gì nó cũng mang được, chuyên chở được cái đạo lý trong đó. Quan trọng là chúng ta có đủ định lực, sự an bình để chúng ta nhìn nhận sự việc đó, để chúng ta rút tỉa trở thành một bài học cho chính mình không? Nhiều khi thấy nó vậy nhưng mà nó sẽ cho một bài học khác. Có một vị thiền sư được một người khách tới thăm, thì trong khi quá trình ngồi nói chuyện thì ông mới hỏi cái người khách đó: hồi nhỏ khi mà ông đọc văn chương, hồi nhỏ khi mà ông đọc văn chương, ông có đọc bài thơ của Tiểu Diễm không? Tại vì trong văn chương nó có một cái bài gọi là Tiểu Diễm Thi. Tiểu Diễm Thi là diễn tả lại một cái hai người này họ thương nhau, nhưng mà vì cái văn hóa phong kiến, nam nữ không có được gặp nhau, thường bị cản trở. Mà bây giờ cái anh chàng này anh xuất hiện ở cái khu vực của cô đó, mà cũng không, ổng không biết cái phòng nào của cái người yêu của mình. Thì cái cô này biết người bạn trai của mình đang ở dưới, mà không biết làm sao để báo cho ảnh biết là mình đang ở đây. Cho nên ở trong phòng cổ mới kêu cái người hầu của cổ: Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, lấy cho cô cái kéo. Tiểu Ngọc, lấy cho cô cái ống cuốn cuốn tóc. Tiểu Ngọc, cổ kêu như vậy chỉ muốn cho người bạn cũng biết rằng anh ơi, em đang ở phòng này. Từ đó cái câu chuyện đó nó có một cái bài thơ, mà trong đó hai cái câu cuối đó là: tần hô tổ Tiểu Ngọc nguyên vô sự, chỉ hướng đàn lan nhận đắc thinh. Luôn gọi Tiểu Ngọc nguyên không có việc, chỉ muốn bạn mình nhận được tiếng mình. Thì cái câu chuyện đó là một câu chuyện văn chương và của thế sự, nhưng mà đối với nhà thiền, đối với người tu thì người ta lấy cái câu thơ đó để người ta muốn nói là cái gì? Nhiều khi nói việc này nhưng mà nhầm cái ý khác. Thì khi mà đọc câu đó xong thì cái ông mà ông khách đó, ông nghe thì thiền sư đọc hai câu đó: tần hô tổ Tiểu Ngọc nguyên vô sự, chỉ hướng đàn lan nhận đắc thinh. Ông nói dạ dạ, ông nói vậy thôi. Thì lát nữa thì khách đi về, thì cái người đệ tử đứng hầu thầy á mới nói: thưa thầy, hồi nãy thầy đọc hai cái câu thơ đó, cái người khách đó họ nghe mà họ có lãnh hội được cái ý gì không? Thì thầy, người thầy mới nói: ổng chỉ nghe được tiếng thôi. Thì cái ông đệ tử mới nói: thì đúng rồi, tại cái trong cái bài thơ đó là chỉ hướng đàn lan nhận đắc thinh, là chỉ là hướng cho cái người ta nghe được cái tiếng thôi. Thì thầy đọc thơ đó, ổng nghe tiếng thầy là được rồi, ổng nghe tiếng bài thơ là được rồi. Thì giật người, người đệ tử vẫn chưa hiểu ý của người thầy. Người thầy mới hỏi: thế nào là ý của tổ sư sang Đông Độ? Thì cái câu trả lời là: cây tùng trước ngõ, nó có ăn nhập gì không? Hỏi thế nào là ý của tổ sư sang đây, vậy mà trả lời cây tùng trước ngõ. Hai cái nó ăn nhập không? Không. Nhưng mà ý muốn nói gì? Hỏi câu này: thế nào là ý của tổ sư qua đây? Nhưng mà nếu mình trả lời ý của tổ sư quá gì thì mình trả lời bài bản. Còn bây giờ là không trả lời bài bản, nhưng tôi cho anh biết một điều rằng không có gì ngoài chánh niệm có mặt hiện tiền. Có thấy cây ở trước không? Hiểu ý không? Nói đường này mà phải hiểu đường khác. Cũng giống như nhỏ cha mẹ mình vô mình xin nói: ba cho con đi chơi được không ba? Mày làm được hay mày thám? Mày đi được mà mày thấy mày đi được mày cứ đi, mày làm coi được mày cứ làm. Nói vậy mình dám làm không? Tại vì nói sao, ý cha mẹ là có cho làm không? Không. Nhưng mà nếu con mình bây giờ mình nói là con làm được, con cứ làm, dạ con làm được. Người Việt Nam ông bà mình nói, mình vô nói này nhưng mà trả lời câu khác, rồi chúng ta nghe chúng ta tự hiểu lấy, có phải không? Như vậy ở đây á, cái câu đó là giống như giả thiệt như này. Hay dùng cái từ giáo ngoại biệt truyền, tức là truyền ngoài cái giáo.
Có những cái việc mà nó không nằm, không ăn nhập gì tới Phật Pháp hết á, nhưng mà với cái người có con mắt Phật Pháp thì người ta sẽ nhìn sự việc đó một cách linh động Phật Pháp. Ở chùa Pháp Hòa hiện nay đang có mấy chú tiểu nhỏ 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi vậy đó, mấy chú vậy đó. Thì Pháp Hòa mới giao mấy chú nhỏ này cho mấy thầy đệ tử lớn hơn dạy. Thì Pháp Hòa, mấy thầy mới hỏi ý Pháp Hòa là bây giờ tụi con dạy oai nghi cho mấy em, thì bây giờ dựa theo những cái cuốn luật xưa dạy, Pháp Hòa mới nói theo thầy thì tụi con có thể đọc, nghiên cứu, lấy những cái ý tứ trong đó. Nhưng mà vì các em nó quá nhỏ, hãy nên dạy nó cái gì mà nó thiết thực với cái tuổi của tụi nó, mà không cần dựa sách vở, kinh điển. Nó sống với mình, mỗi ngày nó có những cái vở gì, mình hãy dựa vô cái vở của nó mà mình dạy nó. Cái này thiết thực hơn. Đừng có lấy bài bản của con người khác mà đem dạy con mình, gì đó nó khác đi. Pháp Hòa ví dụ, con mình nó có tánh là ăn bỏ mứa, mà đứa nhỏ kia nó không có phải như vậy, mà nó học giỏi thì không thể nào đem vô mà sát nhập vô mà dạy. Hãy nên base vô đó. Nó, con cái ở nhà của mình nó có những cái dở nào, mình nên từ cái chỗ đó mình đi tìm những bài học thiết thực đúng vào cái dở của con mình để dạy nó thì nó hay hơn. Còn mình đọc sách vở là để gì? Làm có thêm tài liệu, có thêm kiến thức tài liệu để mình dạy dỗ, nhưng cuối cùng phải trở, tại vì mình, mục đích của mình là chuyển hóa một đứa nhỏ, chứ không phải mình dạy nó kiến thức. Ở đây không phải dạy nó kiến thức biết kinh điển, mà làm sao bây giờ 4 đứa nhỏ chùa mình nó gặp phải cái gì nhiều nhất trong cuộc sống huynh đệ nó, hãy dựa vào cái này mà dạy nó thì nó sẽ hay hơn. Còn tụi con có đọc cái gì đi nữa để lấy kiến thức làm tài liệu thôi. Nhưng mình không muốn đào tạo một đứa nhỏ mới có 7-8 tuổi một mớ kiến thức của Phật Pháp, mà phải dạy nó sống như thế nào để nó trở thành một đứa nhỏ dễ thương và nó biết cái nguy hại của những cái sự việc. Ví dụ ở chùa Pháp Hòa ví dụ chùa cao có những cái thang đi bộ, thì con nít mà nó đâu bao giờ mà nó đi bình thường đâu, nó sẽ tuột từ những cái thành cầm tay nó tuột xuống. Con thấy những cái đó là con phải dạy nó liền tức khắc, và không nên như vậy với những lý do gì. Thứ nhất, lỡ con té một cái là con gãy cổ gãy tay. Thứ hai, cha mẹ con gửi cho thầy là thầy phải chịu trách nhiệm. Con làm như vậy là thầy sẽ bị mất trách nhiệm với cha mẹ. Và đây là một cái chỗ công cộng. Thì con mình, đệ tử mình ở chùa đây, nó tuột cầu thang đó. Nhưng bây giờ mình đem đó mình nói đây không có chỗ nào có vậy, cái nói trật nó, tôi có thấy đó là gì đâu, có phải không? Như vậy thì một đứa nhỏ mình muốn dạy á, mình muốn hướng dẫn nó thì phải nên căn cứ vào những cái gì mà hiện tại trong cuộc sống của nó. Gia đình mình gặp phải cái gì thì ngay nơi cái problem đó, cái chuyện đó mà chúng ta chuyển hóa, chứ không cần đem một cái tài liệu nào vào thì nó không có. Quý vị thấy được cái đó. Giống như mình nấu ăn vậy đó, mình nấu chè là giỏi rồi, nhưng mà có nấu xôi chưa được thì học cái nấu xôi, chứ đâu cần phải tối ngày cứ phải lau chè. Vì mình giỏi cái món chè rồi thì cái nào dở, dở từ đâu, dở từ khúc nào. Tôi nấu 20 người ăn rất ngon, mà lên tới 40 người tôi nấu nó rất quớt à. thì anh phải nhân lên như thế nào, nấu 20 người với công thức như thế nào thì anh sẽ gia giảm sao để nấu cho được 40 người. Quý vị hiểu được chỗ và muốn nói ha. Thì ở đây chúng ta học Phật để có con mắt chánh niệm tuệ giác, và chúng ta sẽ nhìn mọi sự việc trong cuộc sống này với con mắt Phật Pháp đó, thì không có cái gì mà không phải là bài học cho cuộc đời mình cả. Và từ đó chúng ta sẽ phát hiện rằng pháp nào cũng là pháp Phật, pháp nào cũng pháp Phật, và pháp nào cũng cao siêu màu nhiệm hết. Và đúng với cái bài chúng ta học, pháp Phật cao siêu rất nhiệm màu, pháp Phật cao siêu màu nhiệm, cơ duyên may được thọ trì. Bất cứ một cái đối tượng nào, một cảnh duyên nào cũng là cái cơ duyên, là cái đối tượng của mình hết. Xin nguyện đi vào biển tuệ, hãy sống với nó, hãy từ nơi đó mà tìm ra được những bài học.
Ở đây quý vị có biết người ta làm ngọc trai không? Khi người ta muốn làm con ngọc trai á, là người ta phải lấy cát, người ta dồn vô cái bụng của con trai, để cho cái nó, rồi nó khi mà nó đau, cái loại đá cát đó nó quằn quại nó đau, thì trong khi nó quằn quại nó đau, nó sẽ tuôn ra một cái chất nhờn, nó bao cái hạt cát đó lại, và chính cái chất nhờn đó biến cái cát mà mình nhét vô bụng nó trở thành là một hạt ngọc. Rồi người ta muốn lấy cái ngọc trai đó, người ta mới bổ bụng con trai đó để người ta lấy cái hạt đó ra. Mà nếu mà cái hạt nào mà tròn trĩnh thì người ta làm chuỗi người ta đeo. Còn cái hạt nào mà nó méo mó, nó không ấy, thì người ta nghiền ra làm kem cho người ta sức. Như vậy thì con trai đó trong cái quá trình đau, nó biết sống gì gì đâu, nó phải quằn quại và tự nó phải tươm ra một cái chất nhờn để nó bao bọc những cái hạt cát đó, để đừng làm cho nó đau nữa. Chúng ta đã từng là một con trai chưa? Khổ đau ai giúp mình? Tự mình phải quằn quại và tự mình tươm ra được một cái chất nhờn, một cái chất linh động, một cái chất tuệ giác để mình vươn lên mình sống. Hãy cố nương nhau mà sống, hình như trong một bài hát nào đó. Phải không? Thì đó là một cái cách sống. Nhưng mà có ngược lại, chúng ta sẽ, nếu không thì chúng ta sẽ trở thành một con cua nằm trong một cái giỏ, mà hễ con nào bò bò lên gần tới miệng thì con cua nó kéo xuống. Con cua nó không bao giờ nó cho đồng loại nó được cơ hội rời khỏi cái giỏ cua. Lúc nào nó thấy con cua kia sắp sửa ra khỏi miệng của cái giỏ đó thì con cua kéo xuống. Và không chừng chúng ta sẽ trở thành những con cua vậy, thấy ai hơn sắp sửa hơn mình kéo xuống. Ê, bằng tao thôi mày. Chúc đại chúng vui vẻ cuối năm, đầu năm. Chúng con rất biết ơn thầy trụ trì đã tạo duyên cho chúng con tối hôm nay được gặp quý đồng hương Phật tử. Và Pháp Hòa xin một lần nữa được cảm niệm công đức của tất cả quý vị rất nhiều. Pháp Hòa gặp những vị lái xe từ Houston xuống nè, ở những cái vùng xa, vài ba tiếng đồng hồ xuống đây. Và có những vị đi làm về chưa kịp ăn gì hết trơn, nãy Pháp Hòa thấy cầm bịch chip nhai ngoài cửa rồi, để chuẩn bị vô nghe Pháp thôi. Kệ ăn chip nhai rột rột, nãy giờ có được một bữa cơm Phật Pháp rồi ha. Thì rất cảm ơn đại chúng đã dành tình thương cho Pháp Hòa nha. Thưa đại chúng, Pháp Hòa đã có một bài nói chuyện về tổ rồi. Nhưng mà hôm nay bởi vì chúng ta làm lễ dỗ tổ, cho nên Pháp Hòa chỉ nhắc lại một vài điều. Tổ sư Khương Tăng Hội, tại sao gọi Ngài là Khương Tăng Hội? Bởi vì cha của Ngài là người nước Khương Cư. Nước Khương Cư tức là bây giờ chúng ta gọi là Sogdian ở Bắc Ấn. Cha của Ngài là một người thương buôn sang Việt Nam và lấy vợ người Việt Nam mới có ra Ngài Tăng Hội. Nhưng mà Ngài là người mồ côi từ khi Ngài 10 tuổi, cho nên Ngài đã vào chùa tu. Năm sinh của Ngài thì không ai biết, và bây giờ trong sử chỉ biết là Ngài mất vào rằm tháng 9 280 Tây Lịch, tức là cách đây 1742 năm. Và Ngài, thật ra Ngài không phải là họ Tăng, mà người ta chỉ biết Ngài chỉ một tên thôi, đó là tên Hội. Nhưng mà bởi vì người xưa hễ cái vị Tăng đó mà ở nước nào thì mình sẽ gọi cái nước đó trước, cái quốc gia đó trước, cho nên Ngài là gốc người Khương Cư, cho nên gọi là Khương. Nhưng mà Ngài là một ông thầy tu cho nên gọi là Tăng, và Ngài tên Hội cho nên gọi là Hội. Vậy thì Khương Tăng Hội không phải là họ Khương lót chữ Tăng tên Hội, hiểu không? Mà ông thầy tên Hội ở nước Khương, Khương Cư, Sogdian.
Giống như ngày xưa ngài Kumala Thập, khi mà bây giờ quý vị dở những bản kinh á, thì mình sẽ thấy người ta để vậy nè: Diêu Tần. Diêu Tần là đời Diêu Tần, đời vua Diêu Tần. Tam Tạng Pháp Sư, tức là cái ngài là một bậc pháp sư thông cả kinh luật luận của Phật giáo, tên là Kumala Thập, cho nên để là Diêu Tần Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập dịch, đó là ngài dịch vào thời vua Diêu Tần. Còn nếu như mà bản kinh đó là do vua ban chiếu chỉ xuống và thỉnh cầu ngài dịch bản kinh đó, thì sẽ thêm hai chữ phụng chiếu dịch. Phụng chiếu tức là phụng hành cái chiếu chỉ của vua để mà dịch cái bộ kinh đó. Thì Pháp Hòa thưa như vậy, bởi vì nhưng mà tại sao ngài là cái người sanh vào thế kỷ, ngài có mặt ở Việt Nam, ngài đã sanh ra tại nước Việt Nam rất sớm và ngài đi tu rất sớm, cho nên ngài là cái người có cái công kiến lập trung tâm Ly Lâu ở Việt Nam ngoài Bắc. Sau này vua nước Ngô ở Trung Hoa nghe tiếng tâm của ngài, cho nên đã mời ngài sang Trung Hoa để mà truyền bá Phật giáo. Và ngài đã đến Trung Quốc, lúc đó là nước Ngô á, kinh đô của nước Ngô á, tức là Nam Kinh bây giờ. Ngày xưa cái thời đó đã kinh đô nó nằm ở tại Nam Kinh, và ngài đã lập ngôi chùa đầu tiên tại Trung Quốc, tên là chùa Kiến Sơ. Và từ trong kinh, trong sử thường hay ghi là trung tâm Ly Lâu ở tại Việt Nam và trung tâm Kiến Sơ ở tại Trung Quốc. Và vua nước Ngô ở Trung Hoa nghe tiếng tâm của ngài, mời ngài qua. Và chính ngài là người mang Thiền Tông Việt Nam sang Trung Quốc, chứ không phải như xưa nay chúng ta hiểu là mình du nhập. Nói đây không phải là mình giành giật, nhưng mà lịch sử, hiểu không? Tới mình thờ tổ thì mình phải hiểu tổ, lịch sử thôi chứ không có giành giật gì ở đây. Cho nên là ngài là người mang Thiền Tông sang Trung Hoa và truyền bá tại Trung Hoa, và bây giờ sử liệu cũng đã ghi rõ như vậy. Quý vị nào muốn biết về ngài, mình có một quyển sách nói về ngài, Thiền Sư Khương Tăng Hội, quý vị có thể tìm quyển sách đó để đọc, để biết được những cái công hạnh tu tập của ngài. Và hôm nay Pháp Hòa chỉ đọc cho đại chúng nghe một đoạn mà vua đã tán thán ngài qua một bài minh như thế này: lặng lẽ một mình đó là khí chất, tâm không bận biểu, tình không vướng mắc, đêm đen soi đường lay người thức giấc, vượt cao đi xa, thoát ngoài cõi tục. Đó là những cái lời tán thán của hoàng gia Đông Ngô thời đó, và người ta đã tán thán ngài khi ngài viên tịch. Thì quý vị có thể tìm lại cái bài giảng Tổ Khương Tăng Hội, hay là tìm quyển sách Thiền Sư Khương Tăng Hội để mà đọc. Và ngài là người đã truyền bá cái pháp thiền căn bản của Phật, đó là thiền an ban thủ ý, tức là quán niệm hơi thở. Ngày nay chúng ta đang theo đó, hít vô biết mình thở vô, hít thở ra biết mình thở ra. Rồi bây giờ mình còn pha chế thêm chút nữa để giữ tâm, không? Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Thay vì mình nói hít vô biết, những cái phương pháp trong kinh an ban thủ ý, kinh quán niệm hơi thở, thì mình thêm để cho giúp cho hành giả tu tập có nhiều cái tiến bộ. Cho nên là hôm nay mình thì cách tổ xa quá rồi, cho nên đâu có ai biết hình dáng của tổ ra sao nữa. Rồi sau này khi mà các nhà nghiên cứu lịch sử Phật giáo Việt Nam phát hiện ngài Khương Tăng Hội là người đầu tiên truyền thiền tại Việt Nam, và ngài Khương Tăng Hội lớn tuổi hơn tổ Đạt Ma rất nhiều, cho nên là mình thờ tổ Đạt Ma là tại vì mình ảnh hưởng cái lịch sử là tổ Đạt Ma đi sang Trung Hoa vào cái thế kỷ thứ 6 thí dụ vậy.
Nhưng mà thật ra thì Tổ Đạt Ma sau Ngài Khương Tăng Hội. Cho nên sau này các chùa Việt Nam cũng có cái đề xướng là nên thờ Tổ Khương Tăng Hội để kỷ niệm. Và vì mình không có biết được cái hình dáng của Tổ, cho nên mình chỉ phát họa lại. Và có một cái bản phát họa mà ngày nay quý vị thấy mình thờ ở Trúc Lâm đó, đó là một bản vẽ nét của họa sĩ vì Dì Binh Pháp mấy chục năm trước mà quên rồi. Thì mình lấy cái nét đó để mà mình tạo ra cái bức phù điêu Tổ Khương Tăng Hội. Rồi sau này ở Việt Nam mình cũng tạo ra một cái bức tượng của Ngài trên Tây Thiên có để đó, Ngài chống cái gậy đó, không có đeo đội có nón lá đó. Thấy ông Tổ cầm nón lá với ông Tổ đó Việt Nam cầm nón lá đi quốc dông. Ngày xưa các thầy ở Việt Nam là cái đi ra đường là như vậy, áo tràng nâu, đội nón lá, mang quốc dông. Và quý vị thấy hình ảnh đó là quý vị thấy đây là một thầy rất Việt Nam. Còn một sư cô Việt Nam ra đường á, là áo nhật bình màu lam, đội khăn khăn lá sen, đội khăn lá sen cầm theo cái nón lá nữa. Đó là sư cô Việt Nam đó. Thưa đại chúng, hôm nay nhân hàng tuần mỗi chủ nhật chúng ta học kinh Pháp Cú. Thì hôm trước á, Pháp Hòa có định nghĩa một chút, nói về một chút hai chữ thiện ác. Bởi vì cái phẩm mà chúng ta đang đọc, đang học ở đây, đó là phẩm ác. Tức là những cái điều gì nó xấu, nó tổn hại đến người, thì người ta gom vào một cái phẩm kinh gọi là phẩm ác. Thì cái phẩm kinh này Đức Phật chỉ cho mình biết cái gì gọi là ác. Nhưng mà trong cái nghĩa căn bản nhất, ác là gì? Cái gì mình nói, mình làm mà tổn hại đến người khác là ác. Có nhiều khi không phải giết họ mới ác đâu. Mình nói một câu mà người ta khổ suốt đời, cái đó còn ác dữ nữa. Cho nên ở trong cái quyển gọi là Thiền Lâm Bảo Huấn, có một vị tổ nói vậy đó, nói cầm dao giết người chưa gọi là ác, nói một lời mà người khổ đau nhiều năm, cái đó ác. Thì hôm rồi nhân đọc lại kinh Đại Bát Niết Bàn, thì trong khi mà đọc cái phẩm kinh đó thì Pháp Hòa đọc được một đoạn kinh, trong đó Đức Phật dạy cũng liên hệ đến cái ác. Mà hôm trước, tuần trước Pháp Hòa có nói một đoạn, bữa nay Pháp Hòa đọc đoạn này cho đại chúng nghe. Tạo nhiều điều ác chẳng bằng một điều lành. Chỉ cần mình làm một điều lành thôi còn hơn mình làm nhiều điều ác. Tạo nhiều điều ác chẳng bằng một điều lành. Phật nói tu một tâm lành phá trăm điều ác. Một tâm lành mà mình khởi thì tất cả cái ác nó mất. Đúng như vậy. Ví dụ như ngày xưa là mình tham, mình sân, mình si, mình đủ thứ hết. Mà bữa nay mình ngộ đạo, mình tu, chỉ cần một tâm lành mình khởi thôi, thì mấy cái kia tuy nó không hết, nhưng ít ra nó làm sao? Nó giảm và nó không có tăng trưởng. Ngày hôm qua quý vị nhớ chữ tổng trì không? Đà ra ni đó. Chữ đà ra ni là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là tổng trì. Mà tổng trì là gì? Là người có đủ khả năng giữ cái ác không để nó phát sinh, và giữ cái thiện không để nó tổn giảm. Cho nên như chút kim can có thể phá hoại núi Tu Di, cũng như chút lửa có thể đốt cháy tất cả, như chút thuốc độc có thể hại chúng sanh, phải không? Một cái diêm quẹt mà lên thôi là cháy cả rừng. Một chút thuốc độc thôi có thể chết người, mà không phải chết ít mà chết nhiều nữa. Giống như một con virus COVID vừa rồi thôi không, nhỏ xíu vậy thôi, nó lan truyền cả thế giới, dễ sợ không? Cho nên một cái tâm niệm xấu, một cái tâm niệm ác đó, nó hại rất nhiều. Tại vì mình khởi cái tâm niệm đó là mình sẽ hại một người. Mà hại được một người thành công thì mình giữ cái tâm niệm đó hai người. Mà chúng sanh đó, người có nhiều người người ta đâu có tỉnh. Có nhiều khi người ta bị hại cái người ta hận đời, người ta hại người khác. Ta nói tại vì tôi tốt với mọi người, không ai tốt với tôi, bây giờ tôi không thèm tốt với ai nữa hết. Cho nên cứ cái ác như thế mà nó sanh. Thì đây là cái phẩm, phẩm ác này tổng cộng có 13 bài kệ. Đây là bài kệ thứ 116 trong phẩm ác. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Đó là cái câu kệ. Còn cái câu trường hàng là hãy gấp rút làm lành, chế chỉ tâm tội ác.
hễ biếng nhác việc lành giờ phút nào thì tâm ưa chuyện ác giờ phút ấy. Có một lần Pháp Hòa mùa thu, Pháp Hòa đi thiền hành ở trên Tây Thiên, thì sắp sửa tới mùa khóa tu, Pháp Hòa mới nảy một cái câu: thời gian trôi rất nhanh, kiếp người thật mong manh, giây phút nào tỉnh thức, giây phút ấy tu hành. Tại vì cái giây nào mình thức tỉnh thì mình tu mãi, mà hãy mình tu giây nào thì cái ác nó mất. Cũng giống như bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, quý vị nào mà chưa ăn chay trọn một ngày được đó, đừng có lấy cái cớ đó rồi không ăn. Thí dụ bây giờ quý vị ăn một bữa nửa ngày chay ăn nổi không? Được. Thậm chí bây giờ nói là tôi không ăn nửa ngày được, tôi ăn một buổi sáng thôi. Buổi sáng đó thường thường là bacon với lại món này món kia, thì bây giờ buổi sáng này sẽ trở thành ra cereal, oatmeal, bagel đồ, thì buổi sáng đó là chay. Nói chung là bữa ăn nào không có sinh, không có những cái sinh mạng của chúng sanh khác, bữa ăn đó đều được gọi là chay hết. Mình chưa chọn ngày chay thì mình một buổi chay. Cũng như vậy, mình chưa xuất gia được thì mình tu tại gia. Mình chưa làm Phật full time thì mình làm Phật part time. Người ta nghèo thì người ta đi làm 2-3 job, phải không? Và thậm chí bây giờ là mình tu tập á, mà các ngài thường hay đưa ví dụ giống như tu mót vậy thôi. Pháp Hòa nghe mấy vị mà người ta làm vàng, người ta nói, ta kể tuần rồi cũng được nghe. Đến nỗi mà một cái tiệm mà làm vàng mà cái khăn lao bàn người ta cũng không bỏ. Người ta đem, người ta giặt, người ta ngâm nước, người ta mòn bòn lại hết những cái mạ vàng lúc mà bào đó ra, mài đó, nó văng khắp hết. Nghĩa là miếng đất đó bất cứ chỗ nào người ta cũng đều giữ lại hết. Rồi lâu ngày người ta gom lại thành vàng. Thì người ta có vàng người ta gom, mình không có vàng mình gom lúa thóc. Người ta cũng tu bòn tu mót đó chứ. Người nào có tiền thì người ta đeo cả chiếc nhẫn, mình không có mình làm cho người ta, nhưng mà nó bay mấy cái đó rồi cứ đi lượm riết, lâu ngày có vàng. Và nghe nói là những miếng đất nào mà nó ở đó mà tiệm vàng lâu năm là miếng đất đó có giá lắm. Tại vì đào đất đó lên mà ngâm nước thời gian là ra vàng dữ lắm. Mới biết chuyện đó. Thì Pháp Hòa nghe xong rồi nói: ồ, cái này giống mình tu mót quá. Thì bây giờ mình chưa tu nổi trọn ngày, trọn tháng, trọn năm, thì mình tu theo thời thôi. Cho nên á, trong một cái khóa tu ha, một ngày từ 6 giờ sáng tới 10 giờ đêm, hiếm có người nào đi hết khóa lắm. Hết ngày là hiếm lắm. Có chứ không phải không. Thế nào cũng cúp cua một buổi à. Có người thì cúp cua buổi sáng, có người cúp cua buổi trưa. Bữa nào mà tu được trọn ngày là ngày đó hạnh phúc. Rồi nói sao rồi không ra, nói tôi đau lưng quá, thôi để tôi nghỉ ngơi, chiều nữa tôi mót lại. Tôi vòn tôi mót. Người ta có lúa, ta đập lúa, ta đập rồi ta dục mấy cái bó lúa to ra. Những người nghèo đó ta lượm mấy cái đó lại, ta lặt, ta lượm. Nhiều khi người ta chịu khó vậy suốt ngày, tới chiều người ta có được lon gạo. Người giàu thì người ta ăn gạo thoải mái, còn người nghèo không có thì mót mấy cái đó. Tu hành cũng vậy. Đừng có đợi đến khi nào mình trọn vẹn mình mới làm. Không có đâu. Ở trong kinh Bách Vụ có kể câu chuyện này. Kinh Bách Vụ kể là có cái ông đó, ông nuôi bò. Thì ông chuẩn bị lấy sữa bò để đãi khách. Thì ông mới nói là còn tới 2 tuần lễ nữa mới tới ngày đãi khách. Bây giờ mình lấy sữa bò sớm quá để đâu. Thôi cứ để cất ở trong cái bụng con bò đi. Rồi tới 2 tuần sau đó mình lấy sữa bò cho nó nhiều. 2 tuần sau ra dắt không còn giọt nào hết. Thì cái câu chuyện đó Đức Phật nói cũng như thế. Nhiều khi chúng ta muốn bố thí, muốn làm lành mà chúng ta đợi. Thí dụ như muốn giúp người ta, nói thôi để khi nào tôi trúng số mới giúp. Nếu cả đời không mua vé số lấy gì trúng. Mà ngàn người mua mấy ai được trúng. Phải không? Cái quan trọng á, hay là mình nói để khi nào tôi giàu tôi bố thí. Để khi nào tôi có nhiều đi tôi bố thí. Người ta đâu có, người ta mà đợi mình giàu là ta rụt xương rồi. Mà bây giờ người ta chỉ cần mình cho người ta một chén cơm thôi. Mình có khả năng cho không? Có khả năng thì cứ cho chén cơm đó. Người ta chỉ cần mình cho người ta một ly nước thôi, mình có thể làm được không? Mình làm được cứ làm. Hãy gấp làm điều lành.
ngăn tâm làm điều ác. Tại vì một cái tâm lành mình khởi lên thì cái tâm ác nó mất. Ví dụ như mình gặp một cái người đó, người ta đói, người ta xin chén cơm, mà mình khởi cái tâm để tôi vô tôi bới cơm cho anh ăn, thì cái tâm mà chửi bới, cái tâm mà ích kỷ, cái tâm keo kiết nó mất rồi. Bây giờ nó khởi được cái tâm là biết cho. Thì ngay cái giây phút mình cho một chén cơm đó đó, là cái tâm xấu, cái tâm ích kỷ, cái tâm mà gọi là tiếc rẻ nó mất đi, mà cái tâm cho nó còn. Rồi cái người mà người ta không muốn cho, ta nói gì? Cho hết lấy gì ăn. Còn cái người mà lúc nào cũng muốn cho, nói ăn hết lấy gì cho. Cũng một cái câu nói đó mà nó đảo thôi. Người không muốn cho thì nói cho anh hết lấy gì tôi ăn. Còn người muốn cho thì nói ăn hết lấy gì cho. Cho nên ăn chừa. Rồi bây giờ mình nói tới vấn đề niệm Phật nè. Quý vị có 10 phút tu, quý vị tu niệm Phật. Bây giờ thậm chí bận rộn quá, xuống vô nhà cái là không có thời giờ niệm Phật trong xe. Niệm Phật trong khi mình làm việc. Tại vì trong khi mình niệm Phật là mình không niệm cái khác. Còn nếu mình không niệm Phật là mình niệm khác. Tại cái đầu mình bao giờ nó không có niệm hết đó. Lúc nào cũng phải niệm hết đó. Cho nên hồi sáng này mình đọc á, niệm Phật nè. Niệm Phật niệm sao? Đức Thế Tôn là như thế, bậc ứng, bậc giác ngộ toàn vẹn vân vân. Rồi giáo pháp của Thế Tôn, rồi tăng đoàn của Thế Tôn, rồi giới luật của Thế Tôn. Bốn niệm rồi. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới. Còn sáu niệm nữa đó. Đó là niệm Thí, niệm Thiên, niệm Hưu Tức, niệm Vô Thường, niệm Chết. Thập niệm. Vì mình đâu có phải chỉ có một cái niệm Phật. Mình nhớ một lời kinh mà hãy lúc nào mình nhớ kinh không nhớ khác. Cho nên cái việc mà mình trả giá tu hành nó đợi. Vô thường nó đâu có đợi ai. Thí dụ bây giờ một ngày nào mà tử thần nó tới, nó đã đợi tôi lên chùa tôi thắp cây nhang được không? Không, tới giờ rồi. Diêm Vương đã định canh năm chết, canh ba chết, chẳng để cho người tới năm canh. Người đó ba canh, canh ba mất rồi thì không ai lưu luyến gì được. Cho nên hãy mình thức tỉnh giây phút nào, mình tu giây phút đó. Mà quý vị tu trong bận rộn, tu trong mọi hoàn cảnh. Quý vị nào có đọc cái quyển gọi là 48 pháp niệm Phật, trong đó cái câu của bà, cái quyển là đã 48 pháp niệm Phật, pháp môn dễ tu dễ chứng, hợp thời cơ. Mà người ta thậm chí người ta hướng dẫn mình đó, đi trong nhà vệ sinh niệm Phật cũng được. Nhưng mà mình biết cách niệm, không lẽ vô trong đó Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà, niệm trong tâm thôi. Mình cũng niệm Phật nhưng mà mình biết cách niệm, còn không bao giờ dừng cái tu. Mà quan trọng là biết cách tu. Phải nhớ cái đó. Không bao giờ dừng cái tu mà phải biết cách tu. Không biết cách tu, ta nói mình tưởng tưởng. Tự nhiên vô trọng ngồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái ta nói làm gì tu niệm Phật. Ta nói trời, bả tu càng ngày bả càng. Ông tu ông càng ngày. Nên phải biết cách. Mình vẫn đi hộ niệm cho người mất trong bệnh viện. Nhưng mình nhớ đây là bệnh viện chứ không phải là chánh điện đạo tràng. Sách vô mỏi vô trống làm gì? Tụng cho cái người mà ngáp ngáp sắp chết. Họ chưa chết mà cái bà bên cạnh bà tức của bà chết rồi. Tôi đang ngủ mà nó cứ gõ bóc cốc men men. Tôi không biết cái đó là cái gì. Không bao giờ dừng cái tu mà phải biết cách tu. Không bao giờ dừng sự hành thiện mà phải biết cách hành thiện. Nếu mình không biết cách thì cái cách hành thiện của mình sẽ làm cho người khác khó chịu. Cái cách tu của mình làm cho người khác khó chịu. Mà người khác khó chịu đó là cái tu mình nó cũng chưa trọn đó. Mình ăn chay sao mà người khác bực bội với chuyện ăn chay của mình đó là mình biết là cái cách ăn chay của mình là mình ăn chay mà người kia bị cháy. Mình ăn như thế nào để người ta rất là nhẹ nhàng với cách ăn của mình là do mình. Thành thử ra nhiều khi mình trách người á, mình phải nhìn lại mình cái cách mình sống như thế nào, cách mình tu như thế nào mà người ta phản đối mình. Trừ khi nào mình quán lại mình thấy mình cũng khéo léo lắm rồi đó chứ. Mà sao giờ mình vẫn bị chống bán thì mình biết đây là thật sự là chướng duyên. Nhưng mà có những cái chướng duyên không phải từ bên ngoài mà từ nơi mình.
Rồi lúc đó mình nói trời ơi, tôi tu mà tôi bị khảo quá. Tại mình khảo người ta trước. Người ta đi làm 11 giờ sáng, người ta mới về tới nhà, người ta mới nằm được có 2 tiếng, mình bon. Mình tụng lăng nghiêm, mình tụng đủ thứ hết. Mình khảo lỗ tai người ta thì người ta phải khảo mình thôi. Cái nơi cũng phải, cho nên tất cả phải có sự quán chiếu. Tu là phải có cái nhìn lại. Trước hết tu diện biết, mà mình thiếu cái sự nhìn lại bản thân mình là cái tu đó nó chưa đúng. Anh nói trời, nói đất, nói hay, nói dở gì biết, nhưng mà thiếu sự nhìn lại mình, thiếu sự quán chiếu. Tại sao mình bị người ta ghét? Tại sao người ta chống mình tu? Tại sao người ta thế này? Cho nên Pháp Hòa hay kể cho đại chúng nghe. Ai cũng hiểu bà Thạch Đề đem chén cơm, chén gạo vô, rồi bị các thầy coi thường á. Bà đem con chén gạo và mấy thầy lo tiếp mấy bà đại gia, cho nên rồi bà tức quá, bà đổ cái chén gạo, bà chà đạp cái chén gạo đó, bà phỉ báng, cho nên giờ bà đọa địa ngục. Thì cái đó cũng được, mình hiểu vậy cũng được. Nhưng mà rồi mình cũng quên ngồi hỏi lại coi tại sao bà vậy. Cũng tại mấy ông. Chứ bà hồi đầu bà thành tâm lắm mà. Bà thành tâm, bà đem một chén gạo vô, bà cúng bằng tất cả tâm thành của mình mà. Nhưng mà tại rồi mình cứ nhìn cái vẻ bên ngoài của mỗi người rồi mình tiếp, cho nên mới làm cho cái bà này bà nổi sân lên. Cho nên là nói bà Thanh Đề, chứ tôi cũng phải nhìn lại tại sao bà Thanh Đề bả như vậy. Đây là một cái tư duy, cái quán chiếu. Nhiều khi mình nói một chiều mà mình quên cái khác. Tự khi khổng ta lại, ta nhào ta đã đập mình. Mình cũng trời thần đất lỡ. Mình cũng nói gì đó để cho người ta nổi cơn lên. Mà thậm chí có nhiều người cũng chướng lắm, biết người ta giận cứ chàng vàng trước mặt như này. Nói theo người Việt á, chọc nư á. Chọc cái nư của người đó. Mà cuối cùng ai lỗ? Mình là người lỗ, tại mình bị đắp. Thật ra Pháp Hòa xin thưa đại chúng là cái thiện cái ác, đôi khi á, cái thiện mình làm, nhưng mình không khéo thì mình lại trong cái thành thiện đó, mình lại làm cho người khác sanh cái pháp ác. Thí dụ mà bây giờ mình thương cái người đó quá, mình biết cái người đó chuyên về, chuyên đánh bài hay là cái gì đó, xài tiền không đúng, mà mình cứ đưa tiền cho người đó. Có đôi khi cái này cũng phải nhìn lại. Cái này Phật gọi là trong kinh này, cho nhiều mà phước ít. Tại không có tư duy. Nếu mà có cái phước đi nữa là phước của cái người kia, họ thương mình, tại vì mình lúc nào cũng đưa tiền cho họ. Nhưng mà có nhiều người cho ít mà phước nhiều. Quý vị cúng vô cho những cái cơ sở từ thiện 10 đồng tháng thôi, 10 đồng thôi, nhưng mà mình người ta duy trì cả một cơ sở từ thiện. Cho nên mình làm việc thiện, những cái nơi mà người ta phát huy cái thiện cái lành, mình yểm trợ những công trình đó, mặc dù cái của mình rất nhỏ. Mình nói thôi ôi, tôi chỉ là giọt mua hoặc muối thôi, tôi là một giọt nước. Nhưng mà không có một giọt nước thì không có một chén nước, một lu nước và một sông. Một sen đâu có nghĩa lý gì, nhưng mà thiếu một sen thì cái 99 sen kia không được gọi là một đồng. Mặc dù một sen nó nằm bên ngoài này thì nó là lẻ loi, nó là gì hết đó. Nhưng mà bây giờ 99 sen này rất cần một sen này cộng vào đó, để bên này được thành một đồng. Và đại chúng cứ như thế mà tu tập. Mỗi ngày bất cứ giây phút nào suy nghĩ làm lành được cho ai, cứ làm. Trưa nay là Pháp Hòa cũng bận lắm đây. Lát nữa có cái đám cưới nè. Rồi lát nữa có cái đám tang online nữa nè. Cho em làm overtime mà. Vậy mà còn không đủ sống nữa nè. Rồi mình nói theo thế gian ta nói vậy đó. Nhưng mà mình gọi là mình ý là mình bất cứ giây phút nào mình cho được người khác, không từ chối. Mà cái đó đôi khi mình không có tâm lực mình làm được. Mà không có muốn được cái tâm lực đó, phải có tâm nguyện. Tâm nguyện là gì? Tờ là cái tâm, cái ước nguyện từ trong lòng mình. Mình không cần phải nói với ai. Nhưng mà hễ mà tâm nguyện mà có thì tâm lực nó có. Tâm lực mà có thì sức lực nó đi theo. Cho nên cái đó gọi là tinh tấn.
hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm điều lành, ý ưa thích việc ác. Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Đây là câu thứ 117. Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Cũng giống như bây giờ mình đã ăn phải một cái món độc trung thực thì không dám ăn nữa. Thậm chí không phải là món đó, thí dụ bây giờ mình đang ăn trúng thực, làm gì mà dám ăn nước cốt dừa, làm gì mà dám ăn những cái món sống, tại vì mình biết trong người mình đang không khỏe thì không tiếp thêm nữa. Mà phải làm sao mình tẩy cái đó ra để mình có thể ăn được. Thì Đức Phật dạy câu này, câu thứ 118, nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện, chứa thiện được an lạc. Hai cái câu này nó đi với nhau. Một bên thì chứa ác là tất chịu khổ, còn bên này thì gì? Chứa thiện được an lạc. Bây giờ trong lòng mình mà chứa tất cả điều lành thì dĩ nhiên lời nói của mình sẽ lành. Đơn giản là quý vị thuộc thơ, đụng chuyện gì quý vị cũng nói thơ. Quý vị thuộc kinh thì chuyện gì quý vị cũng đem kinh ra, mà không cần phải nói với ai, mà mình nói với chính mình. Tại vì mình chữa trị được cái tâm bất thiện của mình thì cái cách hành xử của mình, cái cách sống của mình nó khác. Cho nên cái phẩm này Đức Phật, thưa đại chúng, là Đức Phật không có nói kinh gì gọi là kinh Pháp Cú hết. Nhưng mà bởi vì trong suốt 45 năm của Ngài, đi đến đâu đụng chuyện, đụng việc thì Ngài nói lên một câu kệ, một câu kinh, một câu kệ để nhắc nhở người ta. Rồi sau này các ngài mới sưu tập lại những cái câu đó và chia nó ra thành từng cái mục và đặt cho nó một cái tên là Kinh Pháp Cú. Cú là câu, Pháp là Phật Pháp, là giáo lý. Những câu này được Đức Phật giảng dạy đầy, chứa đầy những cái giáo pháp ở trong đó và gom lại thành một quyển sách, chúng ta gọi là Kinh Pháp Cú. Và nếu mà đi tra trong kinh điển, trong kinh tạng, nhiều loại kinh Pháp Cú lắm, nhiều lắm. Hồi xưa mình không biết, mình tưởng có một cuốn này thôi, mà tới hồi bây giờ mà được tra trong kinh tạng thì thấy trời, kinh Pháp Cú rất nhiều thể loại khác nhau. Có những loại kinh Pháp Cú gọi là Pháp Cú thí dụ, đưa một câu chuyện xong, đưa một câu thí dụ xong liền có một bài kệ, có một câu chuyện thí dụ xong liền có bài kệ, rất hay. Thành thử ra Phật Pháp như biển cá, bơi hoài càng bơi càng thích, càng tắm mình trong đó càng thích. Thì mình mới thấy rằng nếu mà cái đầu của mình mỗi ngày á, nó không suy nghĩ gì hết ngoài những cái việc làm thiện, sống lành của mình á, ngày đó tối mình ngủ ngon. Cho nên ra trong kinh cũng vậy á, khi nào á mà mình biết cái tối mình ngủ bất an, thí dụ như mình ngủ khó, mình trằn trọc, mình khó ngủ, và trong giấc ngủ của mình thường hay thấy chiêm bao những cái điều xấu, thấy người ta rượt mình, thấy những cái điều mà bất tường, rồi mình hay hét, mình hay bị mớ, rồi ngủ dậy thì mệt mỏi. Trong kinh có đưa ra 11 cái điều mà nếu như ai phát triển được cái tâm từ á, thì những cái đó nó dần mất. Cho nên ví dụ như vị nào mà thường ngủ bị nằm chiêm bao, thấy tầm bậy tầm bạ rồi hay mớ rồi đó, không có sao. Quý vị cố gắng ngồi tịnh tâm nhiều một chút, mỗi tối dậy mỗi sáng dành cho mình 10 phút rồi mình niệm Phật, rồi tối đi ngủ mình có thể lại 50 lại, giống như ngủ bách danh hay là vạn Phật vậy đó. Mình không có khả năng lại nhiều, lại 50 thôi. Hay là quý vị lại trong hồng danh bảo sám 35 vị Phật sau cùng. Ở đây ai cũng biết cái quyển sám hối hồng danh phải không? Thì cái hồng danh bảo sám ở trong đó là tổng cộng là 89 vị Phật. Thì từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuống cho tới Pháp Giới Tàng Thân 35 vị. Mà trong kinh nói 35 vị Phật đó giúp cho mình tiêu trừ vô lượng tội lỗi của nhiều kiếp. Nếu không có thời gian, mỗi tối cứ lại 35 lại đó.
lại xong rồi ngồi tịnh tâm chút xíu. Quý vị cứ làm điều đặn như vậy đi, biến nó thành một món ăn mỗi ngày của mình, cho tâm linh, cho tinh thần của mình. Quý vị cứ nhớ là mỗi ngày mình ăn ba cử, người nào mà diet thì cũng cử. Nhưng mà nếu như đó là thực phẩm cho thân, mà nếu như một ngày mà mình không có một chút gì gọi là có thực phẩm cho tâm, đây là một sự thiếu thốn. Và tâm thức của mình nó đói khát vô cùng, không được. Thỉnh thoảng nói thỉnh thoảng thì cũng không đúng. Thỉnh thoảng Pháp Hòa bước ra thấy một thầy đi học trễ về, không có tham dự được thời kinh. Nhưng mà tối lại thầy vẫn cầm cái gối, thầy lên chánh điện, thầy ngồi thiền. Mỗi khi Pháp Hòa thấy cái hình ảnh đó, Pháp Hòa vui dữ lắm. Pháp Hòa vui mà đệ tử không cần cho thầy gì hết. Thầy chỉ cần thấy đệ tử tinh tấn tu mà siêng tu, đó là một món quà lớn cho thầy. Cho nên nhiều khi tối Pháp Hòa làm việc đi tới lui, thấy thầy đang ngồi thiền trên chánh điện, trong lòng hết sức vui. Thấy một đệ tử nào mà tranh thủ thời gian của mình có được, lên lại sám hối, mở kinh ra đọc, mở sách ra đọc. Cho nên mấy thầy cứ lên phòng Pháp Hòa lấy sách này sách kia, tiếng Anh tiếng Việt, Pháp Hòa vui lắm. Tại vì mình biết giây phút nào mình cầm được quyển kinh quyển sách lên đó, dù cho một câu một chữ, chữ nghĩa kinh điển nó cũng ở trong tâm mình. Và giây phút đó mình không nghĩ cái khác. Có thể mình đọc mình không nhớ, nhưng mà giây phút mình đọc đó là mình không có cái niệm khác, chỉ có cái niệm kinh điển thôi. Mình phải tẩy trừ cái tâm nhiễm ô của mình bằng cách đó thôi. Tại vì đợi mà đến khi nào mình rảnh rỗi chắc không có. Còn nếu mà rảnh rỗi là trừ khi nào mình nằm mình bệnh rồi, lúc đó mình sẽ có cớ bệnh quá lấy gì tu. Phật dạy rõ trong kinh, cái người mà làm biếng có cách nói nghe: nóng quá không tu, lạnh quá không tu, no quá không tu, đói quá không tu, mệt quá không tu, bận quá không tu. Đó, ví dụ như bữa nào nóng quá biểu lên lại Phật thôi, bữa nào mát mát lại Phật, mà mệt đổ mồ hôi mệt, bữa nào mà lạnh quá nó thôi, để trong nhà ra đường cảm chết. Lúc nào mình cũng có cái lý do. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa đọc ba câu kinh Pháp Cú trong phẩm ác cho đại chúng nghe. Và người xưa đã định nghĩa chữ thiện ác đơn giản thôi, phải không? Thiện là gì? Thiện là tăng ít, ác là tổn giảm. Lời nói của mình, hành động của mình làm cho người khác vui, mà trước khi họ vui là ai? Ai hưởng trước? Mến. Thành ra mình thí dụ bây giờ mình vừa khởi lên, tôi chẳng dám khinh quý ngài, chưa nói ra lời nhưng cái điều đó nó ở trong tâm mình rồi. Thành thử ra cái điều thiện mà vừa khởi á, cái người nghe chỉ là người thứ nhì thôi, còn cái người mà tiếp nhận nó ngay đầu tiên nhất chính mình. Vì vậy mà điều thiện như vậy thì điều ác nó cũng không khác. Hễ điều ác mà khởi lên thì ai là người hưởng? Là mình. Chỉ vì vậy mà Minh Tâm Bảo Giám có cái câu á: hàm huyết phúng nhân, tiên ô tự khẩu. Ngậm máu mà mình phun người khác á, thì trước hết là miệng mình đã nhiễm ô. Hàm huyết phúng nhân, tiên ô tự khẩu. Cái câu đó là người xưa đó, trong cái quyển gọi là Minh Tâm Bảo Giám. Cái quyển đó nhiều câu hay lắm. Cho nên là khi mà mình thanh lọc tâm mình bằng câu niệm Phật, bằng một thời kinh, bằng một thời ngồi thiền, bằng một thời niệm Phật, tốt lắm. Mà quý vị nhớ là mình cái gì nhiều cái đó nó nhiễm. Nhiễm không phải là một lần rồi nha. Ví dụ như đậu hũ mà quý vị vừa để vô nước tương đem ra liền, đâu có thấm. Quý vị phải ngâm, ngâm lâu nó thấm, mà thấm gọi là nhiễm. Kho mà mình không có dặn lửa riu riu thì củ rau nó đâu có thấm, nó đâu có ngon. Muốn nó ngon là phải kho lửa riu riu nó mới thấm. Cũng y chang như vậy. Cái điều bất thiện mà cứ tiếp xúc riu riu, nhỏ nhỏ, chút chút, lâu ngày nó thấm, mà nó thấm rồi nó mặn, không cách chữa. Cái đời sống của mình như thế nào, hằng ngày mình sinh hoạt như thế nào, thì đời sống tâm linh mình nó cũng không có khác.
Cho nên Phật Pháp và thế gian không có rời. Nếu mình rời thế gian mà đi tìm Phật Pháp thì không bao giờ có. Tại vì Phật Pháp là để dành cho thế gian, cho con người. Ngày nào không còn con người, Đạo Phật không còn có mặt, không cần có mặt. Tại vì mục đích của Phật giáo là để chuyển hóa con người. Mà quý vị thấy con người rắc rối không? Quá trời rắc rối luôn. Ngay cả thậm chí đi tu rồi mà cũng còn rắc rối, chứ đừng chứ đừng nói là mình sống theo thế gian đó. Mình vô chùa mình tu rồi đó, cũng rắc rối dữ lắm. Chứ không phải là mình đơn giản. Tại sao? Tại vì mình đã huân tập cái rắc rối đó. Rồi bây giờ mình đi đâu mình cũng vung vẩy ra hết. Cho nên tu là để thúc liễm, nhìn lại, thấy mình, chuyển hóa. Mà chuyển hóa được mình là thiện. Mà thiện được tự mình thì thiện được xung quanh. Mà nếu mình còn làm khổ mình, mình còn làm khổ mình, cái đó vẫn gọi là ác. Thấy người ta mình cũng khổ, bực bội chuyện này. Pháp Hòa tu thiền, thí dụ đó ha, mà nghe ai không tu thiền bực. Pháp Hòa tu niệm Phật mà nghe không ai chịu niệm Phật mình bực. Cái đó mình khổ đó. Pháp môn là cái cửa, mà cả đã là cửa thì phải tự tại ra vào. Mình đừng có bám vào cái pháp môn của mình rồi bắt người khác phải theo. Vì mỗi người, người ta có một cái phương cách nó khác nhau. Ví dụ như quý vị nói niệm Phật phải niệm trước bàn Phật. Như vậy những người bận rộn không bao giờ tu được, tại vì không có thời gian. Bây giờ mình nói lại, ai có thời gian niệm trước bàn Phật thì tốt, không có niệm trong xe. Một tiếng đồng hồ họ lái xe, một tiếng đồng hồ niệm Phật, đỡ hơn không? Còn hơn họ bỏ một cái CD toàn là nhạc đau khổ không? Rồi họ nghe mà họ khổ đau từ ở chỗ hãng về tới. Mà quý vị để ý coi, nghe những cái nhạc buồn nó đâu có gì hay đâu. Một người đi với một người, nghe là thấy khổ rồi đó, thấy không? Cái người thứ hai mới khổ rồi. Một người đi với nụ cười hắc hiu, khổ dữ nữa. Cho nên theo rồi nếu mà đúng mình, đúng cái tâm trạng đó, trời ơi, vừa lái xe vừa nghe nhạc vừa khóc. Còn bây giờ nếu mình nghe pháp, vừa lái xe vừa nghe pháp cười, người khác người ta ngồi, người ta đậu xe kế bên, ta tưởng mình khùng. Nhưng mà khùng mà biết cười, khùng này tốt. Khùng cười với giáo pháp. Còn thí dụ mình không biết thì mình đậu xe mình khóc thì người khác cũng nhìn mình, nhưng mà hai cái tâm trạng nó khác. Cho nên có nhiều Phật tử ngày xưa lái xe đi xa về, đi làm trên đường freeway mà kẹt xe stress dữ lắm. Nhưng mà từ ngày mình có những cái MP3, những cái USB, những cái mini chip để pháp đó, vị Phật tử đó không còn stress nữa. Tại vì có ông thầy, ông nói cho mình nghe đủ trò, đủ chuyện hết. Mình cứ nghe hết chuyện này tới chuyện kia, về tới nhà tâm thoải mái vô cùng. Một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ kẹt xe, mình học quá chừng việc trong hai giờ đồng hồ đó. Còn mấy cái nhạc kia nghe để giải trí thôi. Em không có nói không nghe nha, ca sĩ chửi chết. Vẫn nghe. Nhưng mà đã nghe nhạc thì mình hay dùng cái từ gì? Giải trí. Chút thôi, chơi vui vậy thôi, chứ không có nhiễm. Mà mình hát cái đó, một thầy tu mà đứng rửa chén mà vừa hát nhạc tình này là bắt đầu biết có nhiễm rồi đó. Nhiễm rồi đó. Tự nhiên thầy tu mà vừa quét nhà mà nói em ơi nếu mong không thành thì sao, là mình biết ông thầy thì có vấn đề, nhiễm lộn chỗ rồi. Nhiễm lộn món rồi ha. Thôi chúc đại chúng cuối tuần vui vẻ. Là nói gần nhất là trong cuộc sống của chúng ta. Nếu một người bạn trai ngồi với mình, hẹn mình đi uống cà phê, mà anh không có nhìn mình, anh cứ nhìn vô cái phone nè. Hỏi anh nhìn cái gì? Anh đang nhìn hình em. Cô này cô cũng nghe, cô cũng 50%. Người thiệt ngồi thì không nhìn, không, mà nhìn vô cái phone mà trả lời anh đang nhìn hình em. Thử thử ra mình hay bị dụ khị á. Bây giờ mình cứ nhìn trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hàng ngày chúng ta sống, và bao nhiêu lần trong một ngày chúng ta thật sự có mặt cho cái công việc mà chúng ta làm.
I love you. Chính vì vậy đó mà cái chữ thực tập nó đang rất cần với chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Cái lý thuyết mà chúng ta học một phần thôi, nhưng mà phải chúng ta phải biến cái lý thuyết nó trở thành ra cái điều thực tập. Mà chính cái đó là cái mục đích của Đạo Phật. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, và tu là thực hành. Cho nên đối với cái người gọi là hữu sư trí, tức là trí tuệ có thầy dạy dỗ đó, thì trí tuệ đó phải được thực hiện bằng ba bước: văn, tư, tu. Tiếng Anh dịch là learning, reflecting and practice. Văn là mình nghe, mình học. Tư là mình suy nghĩ. Tu là mình thực hiện. Bây giờ mình nhìn lại, mình tu là mình quán chiếu mà. Thì cái chữ quán chiếu không phải là ngồi trên bồ đoàn nhắm mắt lại để quán chiếu, hay cần ngồi lấy một cái kiến để quán chiếu. Mà quán chiếu nghĩa là mình có khả năng nhìn lại mỗi sự việc trong đời sống của chúng ta. Ví dụ khi mình ăn cơm, mình có khả năng tắt cái tivi không? Hay là mình mở tivi lên để mình coi nhạc, mình nghe cải lương, mình xem phim Tàu, xem phim Hàn Quốc. Ở trong Hàn Quốc phim là ăn mì gói mút mùa. Khi mình ăn cơm với người thân, đừng mở tivi. Mình phải ngồi thật sự mình ăn cơm với người đó. Tại vì gì, trước sau gì á, mình chỉ ngồi mình ngó người đó ăn, tức là đem bàn thờ cúng đó. Thành ra cái quan trọng là chúng ta phải có mặt với nhau trong mỗi giây phút. Tại vì bây giờ mình nghĩ một ngày mình được bao nhiêu giờ có mặt với nhau? Không có thời gian. Đi làm một ngày là 8 tiếng rồi. Về là nhiều khi mình có lý do là mệt quá, tôi ngủ một lát tôi ăn sao. Rồi là người đó ăn một mình. Tới khi mình ngủ một giấc, mình dậy mình ăn thì người đó đi ngủ. Thành ra có nhiều khi một ngày, hai ngày và thậm chí một tuần lễ không biết mặt nhau ra sao. Tới hồi ngồi lại, ủa sao lúc này chị ốm nè, lúc này anh mập vậy. Nhưng mà bởi vì sao? Vì chúng ta sống trong nhà mỗi ngày, nhưng hình như mình không có mặt với nhau cho mỗi ngày. Và thậm chí là mình ăn cơm, có người không mở tivi thì mở báo ra đọc. Và thậm chí là mỗi người có một thế giới riêng, là mỗi người có một cái phone, rồi mạnh ai nấy nhắn tin. Nhiều khi mình chụp chung một tấm hình với nhau là mình quăng lên Facebook liền. Rồi chừng 2 phút sau là mình bấm vô mình coi có ai khen chê gì không, có ai thả tim không, có ai giục bông không. Rồi cái người kia mà nói trời cơm ngon rồi nha, à, cho tôi ăn với cái này, mời qua đây, hì hì hì. Mà mình rất là dễ hì hì với cái người ở trên Facebook, mà cái người đối diện là ăn lẹ đi, ăn lẹ cho tôi dọn. Mình sẵn sàng mình ngồi hàng giờ với cái người ở trên Facebook, nhưng mà hình như cái người đối diện ăn cơm với mình là mình hối ăn cho lẹ, ăn lẹ để tôi dọn. Nhưng mà mình đâu có biết là mình còn thời gian bao nhiêu với người đó. Thành nữa là đã về, đã tới. Tới ở đâu? Tới giây phút này, tới cái chỗ mà anh đang ngồi đây. Có một cái câu chuyện bên có một cái câu chuyện Tây Phương mới kể là có một ông vua nọ đó, ông muốn đi tìm một cái nhà hiền triết để trả lời cho ông ba câu hỏi.
người nào là người quan trọng nhất, việc gì là việc quan trọng nhất, và giờ nào là giờ quan trọng nhất. Thì hôm đó ông nghe người ta đồn ở trên núi Tà Lơn có một hiền triết đang ở trên đó. Thì ông đi lên đó để mà ông hỏi. Thì khi lên tới thì gặp đạo sĩ đang cuốc đất. Ông nói: dạ thưa ngài, tôi nghe nói ngài hiểu biết rất nhiều, và những lời của ngài phần lớn là chân lý. Vậy thì xin hỏi ngài, ai là người quan trọng nhất, việc gì là người quan trọng nhất, là giây phút nào quan trọng nhất trong đời người? Thì đạo sĩ không trả lời, tiếp tục cuốc đất. Cho đến khi trời tối, ông vẫn không nghe được câu trả lời. Thì lúc đó ông mới đi xuống núi. Thì trên đường đi xuống núi thì ông bị một cái tên địch bắn một cái mũi tên hành thích ông, và ông té xỉu. Và khi ông tỉnh dậy, ông gặp cái người đạo sĩ đã cứu ông. Thì sau khi mà cứu ông vậy đó, thì ông mới cảm tạ và xin xuống núi. Thì trước khi ông đi về thì ông nói là: bây giờ trẫm đây là một vị hoàng thượng. Ông đạo sĩ nói: dạ tôi biết, khi cứu ngài là tôi biết ngài là hoàng thượng. Và thôi bây giờ trẫm đã chờ suốt ngày hôm qua mà đạo sĩ không trả lời trẫm. Và khi trẫm xuống núi thì bị một cái người kẻ thù, một cái thích khách, họ đã bắn trẫm. Và cũng may là nhờ đạo sĩ cứu. Và xin đạo sĩ hãy cho trẫm biết ba câu hỏi trẫm vừa hỏi ngày hôm qua. Lúc đó đạo sĩ mới nói: hoàng thượng là người quan trọng nhất, cứu hoàng thượng trong lúc bị thương là quan trọng nhất, và giây phút tôi nhận ra hoàng thượng đang bị thương và tôi cần phải cứu hoàng thượng là giây phút quan trọng nhất. Thế nên trong cuộc sống của chúng ta, cái gì nó đang xảy ra cũng là nhất hết đó. Ví dụ hỏi thầy Pháp Hòa: sáng nay việc gì quan trọng nhất? Em phải ra ngồi đây là quan trọng nhất. Và đang tận hưởng sự có mặt với nhau là quan trọng nhất. Và giây phút này, thí dụ như quý vị ngày mai, quý vị có thể rảnh nguyên một tuần lễ, nhưng mà giây phút này ngày mai không có nữa. Võ chừng nào có, không có bảo đảm. Có thể lần sau Pháp Hòa trở qua, có vị trong này đã không có mặt do một nguyên do nào đó, đi xa, đi Việt Nam, thăm gia đình, hay là có bệnh vân vân, cho nên mình không biết. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải tự nhắc chúng ta: tôi đã về, tôi đã tới. Tôi đã về với giây phút hiện tại, tôi đã tới với giây phút hiện tại. Bây giờ mình kiểm lại coi, mình lăn xăng hết một ngày rồi được cái gì? Cũng vậy thôi. Lây hoay cho hết một ngày, một ngày đã hết, lây hoay vẫn còn. Từ lúc mình bé tí hon đến nay già cả vẫn còn lây hoay. Vì vậy mà trong cái cuộc sống của chúng ta, chúng ta hãy thật sự cái thực tập của đạo Phật, thực tập chánh niệm, nghĩa là chúng ta có đủ cái khả năng sống an ổn trong những giây phút hiện tại mà chúng ta đang có. Quý vị thấy là có nhiều khi mình làm gì mình hơi mệt, thí dụ như mình ấy: trời ơi làm biếng ghê vậy, giờ phải đi đánh răng nữa. Thỉnh thoảng mình nói vậy đó: trời làm biếng ghê vậy, phải ước gì giờ ngủ khỏi rửa mặt, khỏi đánh răng. Nhưng mà thiệt sự ra mình ấy, nếu mình không có đánh răng thì mình sẽ bị hư răng, và sức khỏe mình nó không đủ, ví dụ vậy. Cho nên thường thường nếu mình có một cái gì đó nó khởi lên là mình cố gắng liền à. Nhất là sức kem dưỡng da bữa tối. Vì cái đó là mình sợ già nhất, cho nên chịu khó nhất. Mệt cỡ nào cũng phải ngồi dậy rửa cái mặt rồi sức cái kem đó vô rồi mới đi ngủ. Hay là mình nói một cách khác là mình bệnh,
thuốc này cần phải uống liên tục, nếu ngừng một ngày là không được, hay là một ngày phải ba cử là nhất định mình sẽ không quên. Thì mình hãy sống như mình uống thuốc vậy. Nó cấp, nó cần thiết và nó quan trọng, và chúng ta để tâm cũng giống như là chúng ta phải uống thuốc vậy. Cho nên Đức Phật có nói trong một bài kinh đó, khi khỏe phải nên tu, khi trẻ phải nên tu, khi không có bệnh phải nên tu, khi còn sống phải nên tu. Tại sao? Tại vì mình không có thể đợi được. Cũng giống như là mình muốn đi phơi quần áo thì trong lúc nó nắng phải phơi, chứ nó đợi một chút nữa nó mưa, hay là một chút nữa là mình có thể bận rộn việc khác. Vì vậy cho nên mà cái cuộc sống của chúng ta là cái gì mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần thiết nhất mỗi ngày, mà trường hợp ăn cơm với nhau, có mặt cho nhau. Chứ ở trong chùa cũng vậy, Pháp Hòa đi giảng hay là đi Phật sự, thì khi nào Pháp Hòa về thì phần lớn Pháp Hòa đều muốn có mặt mỗi buổi cơm chiều với đại chúng. Cái chùa cũng giống một cái gia đình của mình vậy. Mình đi tu, mình đã rời người thân của mình, thì tất cả những thành viên trong chùa chính là người nhà của mình. Và mình ăn cơm, mình ngồi đó, mình có mặt cho đại chúng. Và đôi khi Pháp Hòa nhìn xuống các vị thành viên đang ngồi ăn cơm, Pháp Hòa nhìn mỗi người nhai cơm, nhìn cũng dễ thương lắm. Và đôi khi mình ngồi như vậy, cái tự nhiên cái trong tâm mình nó một cái cảm xúc nó trào dâng, và Pháp Hòa thấy mình hạnh phúc, và mình thấy người nào trong chùa cũng có cái nét dễ thương. Nhất là mỗi lần khóa tu ngồi ăn cơm, Pháp Hòa hay nhìn qua bàn thấy mấy bác ngồi ăn. Mà khi Pháp Hòa thấy mấy bác ăn cơm là mình thương dữ lắm. Tại vì Pháp Hòa thấy rằng mấy bác là những người đã mấy mươi năm với mình, biết mình từ nhỏ tới lớn, mà ngày nay mình một người bốn mươi mấy tuổi, gần 50 tuổi, các bác vẫn còn đây để ngồi ăn cơm với mình. Thì tự nhiên Pháp Hòa hạnh phúc. Mà thậm chí ngồi mà mình nghĩ tới cái đó, cái nước mắt mình nó trào ra. Và hạnh phúc, nước mắt của hạnh phúc, nhưng mà trong đó nó len lỏi một cái lo là cái hạnh phúc này nó đang dần không có nữa. Cho khi mình thấy mình ngồi ăn với một người lớn tuổi, mình biết rằng cái người đó sẽ không còn với mình được bao lâu. Nói như vậy không phải để mình đau khổ, mà chúng ta biết chân quý cái giây phút mà chúng ta đang có mặt với nhau. Ngày hôm qua đi ra phi trường thì có một cái gia đình, cái em này không có biết Pháp Hòa tới. Thì giây phút cuối cùng không biết làm sao mà gia đình biết được Pháp Hòa đã tới Brisbane. Thì gia đình tranh thủ chạy ra phi trường để chờ, để gặp Pháp Hòa, để mà bày tỏ cái niềm vui là được gặp trực diện. Thì cái người con trai út trong gia đình mới vừa học xong lớp 12, thì em nó ngồi nó nói chuyện với Pháp Hòa, nó cứ lắc đầu, nó nói nó không thể believe là nó đang ngồi bên cạnh thầy, nó nói chuyện với thầy. Vậy nó không nghĩ tới là nó sẽ có được cái cơ hội này. Cái thì cuối cùng nó mới hỏi Pháp Hòa một câu: tôi thường hay buồn một mình, và cái buồn của tôi là tôi sợ một ngày nào đó mọi người xung quanh tôi sẽ xa tôi. Nó nói tiếng Anh. Thì Pháp Hòa mới nói cái điều du sợ là đúng đó. Nhưng mà trong cái thực tập của Đạo Phật á, là khi chúng ta nhận diện ra cái điều đó nó sẽ đến chưa được, chúng ta phải làm gì trong khi nó còn có mặt. Cái này mới quan trọng. Tức là mình nhận diện cái vô thường là được, và chúng ta đang sống như thế nào để trước khi nó thật sự nó xảy ra. Cái này là cái good intent. Khi mình biết nó sẽ hư thì chúng ta phải làm gì dụng nó trong khi nó chưa hư. Mình chưa bệnh
thì phải sống như thế nào, ăn uống như thế nào để cái bệnh nó lâu tới chứ không phải nó không tới. Hay là nó đã tới thì chúng ta phải biết như thế nào để cái bệnh đó nó đừng có tăng trưởng. Chánh niệm là vậy đó. Thí dụ như mình tưới hoa, nó nước nó quá đầy, dừng đi, có thể ngưng 2 ngày không tưới để cho nó rút bớt cái nước trong cái bình này. Rồi thì mình cứ tưởng là nước đầy vậy thôi, khỏi tưới. Không đâu, 5 ngày sau mà không tưới nó héo. Cho nên có những lúc phải dừng đừng tưới nữa, vì nó đã quá đầy. Có những lúc phải tưới thêm vì nó khô. Và có những lúc không thể chỉ tưới trong cái nước mà phải có cái chai spray cái nước nó lên, cho cái nước nó làm tươi nhuận cái mặt. Cuộc sống chúng ta cũng không khác nào chúng ta tưới hoa vậy. Hay là chúng sao thân chăm sóc bản thân và người thân chúng ta cũng thế. Thí dụ mình quá no thì phải ngưng, đâu có ăn nữa. Hễ đói thì phải ăn thêm. Mình chăm sóc bệnh tiểu đường của mình đó, lúc nào trong giỏ cũng có viên kẹo. Lỡ mà nó xuống đường, nó biểu tình đó, thì mình ăn kẹo lên để cho nó gì, nó đường nó nguyên bình. Mà trong khi nó bình thường mà ăn á thì nó đường tăng. Cho nên không tu mà làm đường tăng rồi. Hồi xưa ngày đường tăng. Là mình không khéo mà ăn đường nhiều là đường tăng. Có khi người ta kêu là đường lên. Mẻ đường lên là sắp sửa lên đường. Chứ cái bệnh tiểu đường nó không chết người. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết điều chỉnh cái mức đường ở trong ta, trong máu của ta. Thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Con người chúng ta có những lúc nó buồn thật là buồn, có những lúc nó vui thật là vui. Chứ những lúc nó chán ơi là chán, chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn. Có những lúc nó như vậy. Nhưng mà nó chỉ là những cái trạng thái vô thường của tâm thức. Mình học cái đó đó là mình học giáo lý đó. Vì Phật dạy là thân bất tịnh, tâm vô thường. Thật ra có những lúc cái tâm mình nó buồn, có những lúc nó vui. Mà tất cả mấy cái đó chỉ là những trạng thái cảnh duyên bên ngoài thôi. Cho nên mình trở về được với chính mình thì mình giữ được cái mức quân bình. Như mình đường mà nó quân bình vậy, hay là như muối trong người mình nó quân bình, nó không bị cao mạo. Cái chữ mà tôi đã về, tôi đã tới, hay là đã về, đã tới, nó rất là sâu sắc. Và nó cho chúng ta thực tập đủ cách ở trong cuộc sống chúng ta. Từ cuộc sống giữa con người với con người, từ cuộc sống vật chất cho đến cả tâm thức của mình. Ví dụ mình buồn thì có nhiều người ta buồn, ta biết làm gì, người ta đi ăn. Cho nên có một cái dạng bệnh đó, con người càng depressed là con người càng mập. Tại vì buồn quá không biết làm gì là ăn. Mà ăn mà trong khi buồn là nó khó tiêu hóa. Cho nên ăn vô bao nhiêu nó giữ là hết. Và nó phát phì. Và càng phát phì nó càng bệnh. Càng bệnh nó làm càng mình càng khổ hơn. Tại vì việc này chưa giải quyết mà bây giờ thêm cái bệnh, nó trầm mình xuống. Cho nên Phật dạy rất hay: cái này có thì cái kia khó, cái này sanh thì cái kia sanh. Do cái này phát sinh cho nên cái kia nó phát sinh. Ví dụ như do buồn mà đi giải buồn bằng cách là đi vào trong chơi đánh bài, ví dụ vậy đó. Thì trong khi mà chơi đánh bài như vậy, mới đầu mình định giải buồn, ai ngờ đâu buồn không có giải mà hết tiền. Khi mà bắt đầu hết tiền mà bây giờ ghiền, tiền thì hết, buồn thì còn, mà sanh thêm cái bệnh là bệnh nghiện. Rồi khi đó bắt đầu mới đi ăn cắp, ăn trộm, nói dốc, nói láo để giải quyết những cái cơn nghiện của mình. Thành thử ra từ cái khổ này nó lây sang những cái khổ khác. Cho nên cái này có là cái kia có, cái này sanh vì vậy cái kia sanh. Và cái thực tập của chúng ta là chúng ta cố gắng làm sao chúng ta giữ được
cái nguồn tâm an tịnh của mình. Cho nên trong nhà Phật có câu bình thường tâm là đạo. Đạo là gì? Đạo là khi nào chúng ta có một cuộc sống bình an, bình thường, đừng có bất thường. Mình không cần phi thường thì cũng không cần bất thường, cứ giữ bình thường. Bình thường là gì? Đói ăn, mệt ngủ. Mình không cần giàu nhưng mà tháng nào cũng đủ chi phí là mừng. Bây giờ giữa cái đủ và cái thiếu, mình muốn cái nào? Không, không, vì cái phước mình không có cho nên đừng đặt vấn đề dư. Vì cái quan trọng là giữa đủ và thiếu, mình muốn cái đủ hay muốn cái thiếu? Ai cũng muốn đủ. Muốn đủ nghĩa là quân bình. Thí dụ mình nè, tôi không cần cường tráng như thanh niên, tại giờ tôi 70 rồi, nhưng tôi không muốn bệnh tật. Ngày nào sức khỏe ăn được, ngủ được, cơ thể mỗi ngày tốt như thế này, mừng. Vì cái tuổi 70 rồi, theo như người ta là 5 năm 6 tháng 7 ngày. 50 tuổi còn dám nói năm, 60 tuổi còn dám nói tháng, 70 tuổi dám nói ngày thôi. Mà tới 80 tuổi là nói gì? Nói giờ. 90 tuổi là nói phút. Hơn 90 tuổi nói giây. Cho nên 5 năm 6 tháng 7 ngày. Ai mà bây giờ hơn 70 mà ở tới hàng 8 rồi là cái đó là bonus. Phật ngày xưa cũng có 80 tuổi à. Mình bây giờ mà qua tới 82, 83, 84 mà còn được như thế này là biết là một món quà. Bonus. Cho nên đã về đã tới. Mình có thể mình viết cái câu đó ra như một câu thiền ngữ, như một câu mật chú, để làm sao nhắc nhở mình luôn luôn mình trở về được, đừng có đi quá xa. Tại vì mình không biết được sức khỏe của mình, cho đôi khi mà mình cuộc sống mà nó càng nhiều những cái mà nó lôi mình á, thì cái sự mà định tĩnh của mình nó khó. Thật sự ra ngay thời buổi này tu là đã một cái khó rồi đó. Ngày trước là không có phone, là không có cái gì để hấp dẫn mình hết. Ngày trước không có tivi, không có phone, không có Facebook, không có internet, không có YouTube. Bây giờ mà một người nào mà có cái phone là có tất cả, có thế giới nằm trong đó đó. Thành thử ra rất, không phải là mình sai, nhưng mà ở cái chỗ là mình khó thắng được những cái giây phút mà mình cần yên tĩnh. Tại vì nó cứ sờ sờ trước mặt, nó cứ ngoắt ngó mình hoài. Thật sự trở lại với sự tu tập khó lắm chứ không phải giờ. Trở thời buổi này mà người nào mà còn định tĩnh trong sự tu tập là cả một cái sự công phu nỗ lực. Cũng giống như các con của mình đi học, nó ở một cái xã hội mà đầy đủ những cái sự khuyến dụ nó, mà nó vẫn tiếp tục, nó còn học hành, nó còn bên cạnh mình, thì quả thật là một cái điều tốt. Nhưng mà nó lỡ nó sa vào những cái đó thì cũng không trách được nó, bởi vì cái môi trường nó là như vậy. Chúng ta chỉ còn một cách là làm sao ôm ấp tiếp nhận nó, để trợ duyên cho nó vô trong cái đường rầy, cho nó đúng được giây phút nào hay giây phút đó. Cho nên trong kinh Địa Tạng á, có một cái đoạn á, ngài Địa Tạng Bồ Tát cứu chúng sanh ra rồi, nhưng mà cuối cùng sao? Chúng sanh trở vô lại làm nhọc lòng cho ngài Địa Tạng. Quý vị nhớ câu đó không? Thì quý vị biết ngài Địa Tạng là ai không? Ngài Địa Tạng là mình đó. Ngài Địa Tạng là mình đó, mà ngài Địa Tạng cũng là cái tâm của mình đó. Có đôi lúc đó, ăn năn hối hận dữ lắm. Rồi thôi tôi tu à, kỳ này tôi tu miên mật à. Nhưng mà đâu chừng tuần hai tuần à, là bắt đầu cái khác nó lôi ra, cái là nhảy ra lại. Rồi ngài Địa Tạng phải, cái tâm mình lâu lâu cái nó tỉnh dậy, cái nó sao em vô lại. Nhọc lòng ngài Địa Tạng lắm, có phải không? Cho nên ngài Địa Tạng là tâm. Ngài Địa Tạng là tượng trưng cho một người biết hướng thượng. Vì vậy mà trong kinh mới có câu là Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường,
Thường thường cái tâm mà không biết hướng thiên đường thì hướng đâu? Ngược lại với thiên đường là gì? Địa ngục. Chờ hôm nay mà tâm mà biết hướng thiên đường là một niềm vui. Cho nên câu kinh mới diễn tả cái niềm vui mà tâm biết hướng thượng. Phật rằng địa tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Nay con sẵn có thiện nhân duyên, ngợi khen địa tạng đức vô lượng, lòng từ do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp độ sanh khỏi nạn. Đó là những câu diễn tả khi một cái tâm con người biết hướng thượng. Tại sao Phật mà phải khen mà Bồ Tát phải quy y? Vì Phật Bồ Tát ai muốn tu cũng không ngoài tâm. Cho nên Phật phải quy y tâm, Bồ Tát phải quy y tâm. Người nào muốn tu mà tâm chưa được trở về thì vẫn còn rong ruổi. Cho nên chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng, ngợi khen địa tạng đức vô thượng, lòng từ do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàng. Vì sao có thể làm được việc đó? Trong tay đã sẵn gậy vàng. Gậy vàng là gì? Là tâm kiên cố, giọng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh. Đó là minh châu. Tay cầm châu sáng trọn vình, hào quang soi khắp 3000 đại thiên. Tích trượng là tâm vững chắc, minh châu là trí tuệ sáng suốt. Người có trí sáng, có tâm vững, nhất định sẽ đi ra địa ngục. Cho nên mình thỉnh thoảng cũng viết xích á, cũng thăm á. Có nhiều khi ngày thăm địa ngục 2-3 trận, thiên đường thì không lên mấy bữa. Tại vì sao phải không? Trên trời hai đứa hai nơi. Thôi anh chỉ muốn làm người trần gian. Tại vì có người trần gian mới có người gây lộn. Chứ ở trển rồi có ai đâu gây. Tới người nào mà được lên tới trển rồi là không có, nghĩa là người mà được lên tới đó là đủ chất lượng lắm chứ đâu phải bình thường. Mà đủ chất lượng gì? Giảm tham, giảm sân, giảm si, hoặc không tham, không sân, không si mới ở cõi trển được. Cho nên lên tới đó rồi là đừng hòng có người để gây lộn. Tại vì ai cũng thuần tu mới lên được. Cho nên có một vào hôm rồi có một Phật tử ở Sydney mới hỏi Pháp Hòa đó: thầy ơi, lên cõi cực lạc rồi người ta nói tiếng gì? Pháp Hòa nói: biết có lên trên được không mà lo nói tiếng. Và còn như nếu như mà mình lo là mình lên trên không biết nói tiếng gì cũng không cần phải worry. Tại vì nếu Phật Di Đà chấp nhận sponsor mình lên đó thì Phật phải chịu trách nhiệm mở lớp dạy ESL. Phật như thể mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Lầu vàng đài báo thiếu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Không ơn, không oán, không sầu, không già, không chết, có đâu luân hồi. Những cái đoạn kinh đó, nó chỉ để diễn đạt một cảnh giới an lạc. Khi mình sống được sự an lạc đó rồi đó, là cái ân oán nó không có là ân oán nữa. Tại vì mình thôi, mình quy định cái này là ân, cái này là oán, chứ thật sự ra mọi việc nó là bình thường. Tại vì mình quy định cái này là xấu, cái này tốt chứ. Ví dụ như nè, bây giờ á, mình đưa một đứa nhỏ một ly nước ấm cho nó uống, thì cái người mà người ta không đồng ý, ta nói trời sao ác quá vậy, cho đứa nhỏ uống nước nóng. Nhưng mà thật sự nước nóng cũng đâu phải là nước độc, chẳng qua là nếu uống thì phải thổi thôi. Thì cái người mà không đồng tình thì thấy ly nước nóng cho một đứa nhỏ là ác. Nhưng mà thật sự nước nóng nó không hề có độc tố hay có ác gì trong đó. Cho cái người mà sống như một trạng thái không ơn, không oán, không sầu, không già, không chết, có đâu luân hồi. Chữ già chết luân hồi là gì? Là khổ vui đắp đổi cứ ngày nào vậy. Còn cái người mà ta sống được cái trạng thái của thiên đường, của niết bàn, là tâm họ bình lặng. Vì họ thấy cái gì nó cũng bình thường. Cho nên bình thường tâm là đạo. Người ta hỏi ngài Lục Tổ Huệ Năng: thưa ngài, thế nào gọi là tu đạo? Thì ngài trả lời: bình thường tâm là đạo.
Nhưng mà thường bây giờ mình nghiệm lại coi một ngày mình bình thường nhiều hay bất thường nhiều. Đa số là bất thường. Mình bất thường từ cái cách nghĩ của mình. Mình bất thường từ cái cách, từ cái suy nghĩ đó nó dẫn tới lời nói bất thường. Ví dụ như á, mình chưa bao giờ xác định là người đó đang cái gì với mình, nhưng mình nghe người ta nói thôi. Mình nghe người ta nói mà người đó, cái người kia có nguy cơ hại mình thôi, là mình gặp họ là bắt đầu mình nói móc, nói méo, nói xa, nói gần. Thí dụ người ta nói chị biết không, trời ơi tôi thấy chị đi chơi với cái anh đó ha, cái chị đó ha, ở sau lưng chị ha, nó nói xấu chị quá trời luôn, nó chị giàu mà ỷ rồi ha. Cái lần sau gặp ta, thôi tôi đâu có dám, mắc không người ta nói tôi giàu mà ỷ. Mà mình không xác định cái gì hết. Thì tự mình nghe một cái điều đó rồi mình lại sống theo những cái đó. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh gọi là chỉ khi nào mình viễn ly điên đảo mộng tưởng, chừng đó mình mới thật sự có cứu cánh Niết Bàn. Niết Bàn chúng ta có. Niết Bàn là gì? Khi tâm không còn mọi khổ đau phiền não là Niết Bàn. Có giây phút nào mình được vậy không? Có. Nhưng mà chưa có cứu cánh, chưa có rốt ráo, chưa có viên mãn, chưa có trọn vẹn, chưa có 100%. Toàn là Niết Bàn bạc tham. Không có nước Niết Bàn phun tham. Vì vậy cho nên đối với Đức Phật, Ngài vẫn sống như chúng ta, Ngài vẫn đi khất thực như chúng ta. Ngài là người mỗi ngày đi ăn buffet, ôm bình bát ra ngoài phố, đi từng nhà. Một là không bao giờ nhìn địa chỉ để biết nhà này giàu. Hai là không nhìn cái người cho. Không phải khi rễ người ta, không phải khi dễ người ta, mà để đừng dính mắc với thí chủ cúng dường. Tại đa số chúng ta để ý, trời, cái cô này nè nấu món này ngon lắm nè, lần sau nhớ ghé đường này nữa nè. Cho nên khi mà Phật ôm mình bác, Phật đi khất thực, là cái cách của Phật dở bác là Phật không có dở như thế này, mà Phật dở ngược lại. Cái nắp Phật, ví dụ một cái ba cái nắp vậy nè, Phật dây cái nắp vậy nè, để chi biết không? Che cái tầm nhìn của mình, để mình không nhìn coi ai để cái gì trong cái bát đó. Còn kiểu của mình là phải ngó một cái. Mình nhìn để chi biết không? Để mình hấp dẫn cái món ăn. Chà, trưa này ngon nha. Rồi xong rồi mình nhớ luôn cái Phật tử cúng á, mình nhớ luôn cái người cúng. Cho nên trong kinh Pháp Cú có câu á, như con ong hút mật, chỉ hút mật của ong mà không làm hại hoa. Tỳ khưu đi tới xóm làng nhà cửa của Phật tử, nhận thức ăn để nuôi thân mà không làm tổn hoại tính tâm của Phật tử. Nghĩa là nhiều khi mình nhận cái đó, nhưng mà cái cách hành xử của mình thiếu cái tế nhị, thiếu cái chánh niệm, có thể mình làm người ta buồn do sự khen chê của mình. Người ta lòng thành người ta dâng, nhưng mà mình không hưởng cái đó bằng cái tâm thành, mà mình hưởng theo kiểu thế gian là ngon dở khen chê. Và chính vì vậy ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến cái sự tu tập của mình. Mà đại chúng cứ nghĩ á, thí dụ như là một cái tượng đồng, tượng gỗ, tượng đá, mỗi ngày ai đi ngang quẹt một cái, thì chỉ cần một cái quẹt thôi, thì lâu ngày cái miếng gỗ đó nó cũng bóng loáng cái chỗ đó, nó mòn cái chỗ đó. Thì có hai chuyện. Một là mỗi ngày chúng ta chịu khó chùi cái tâm ngày một cái thôi, thì lâu ngày chỗ đó cũng sáng lên. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta mỗi ngày quẹt theo cái cách negative, thì cái kiểu này có ngày cái tượng nó cũng hư. Mình đâu có cái gì mà lớn lao đâu, chút chút vậy đó. Cho nên một chút giận, hai chút hờn,
lận đận cả đời ri cũng khổ. Trăm lần bỏ, ngàn lần xả, thông dông tất dạ rứa mà vui. Cuộc đời nó có ri với rứa à. Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Ri là như vậy á. Cho nên cái tu tập của chúng ta mỗi ngày chúng ta rất cần cái giây phút tĩnh lặng 15-20 phút tụng kinh ngồi thiền, làm gì cũng được hết á. Phải có cái khoảng thời gian đó để mình hạ thủ công phu. Hạ thủ công phu là gì? Đưa cái tay mình xuống, đặt cái tay mình xuống trong sự thực tập. Thường thường ta nói hạ thủ tức là đưa cái tay mình xuống để chặt, nhưng mà đây là hạ thủ công phu. Đó là những từ mà chúng ta thường dùng cho sự tu tập của chúng ta. Và làm sao chúng ta có mặt với nhau để chúng ta không có lãng phí, đừng để mình phải hối hận. Một á, con người mình á, một là đừng bao giờ làm điều sai, hai mà lỡ sai thì hối hận ăn năn. Nhưng mà cái điều ăn năn là tốt, nhưng mà không thể để nó tiếp tục, để rồi mình cứ phát nguyện ăn năn mà chưa bao giờ thật sự có năng để ăn. Thôi thì hôm nay buổi sáng này sự thực tập của chúng ta là nhân cái ngày rằm tháng 10, rằm Hạ Nguyên. Cái lễ này nó thật sự không có nằm trong truyền thống Phật giáo. Đây là cái lễ của nhân gian. Ý muốn nói đây là cái mùa thu hoạch. Và những người thu hoạch được sau cái mùa, cái khoảng thời gian này là cái mùa thu hoạch, thì người ta sẽ làm một cái lễ để tạ ơn trước khi bắt đầu vào một cái mùa khác. Và người ta sẽ bắt đầu lại một cái trồng trọt. Cho nên khi thu hoạch thì người ta bày tỏ sự biết ơn. Đối với đạo Phật, thượng quân, trung quân, hạ quân tượng trưng cho ba thời kỳ của một con người. Chúng ta cũng có thanh niên, trung niên và lão niên. Đó là ba thời của một kiếp người. Một ngày chúng ta cũng ba lần, sáng, trưa, chiều. Một tháng, đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng. Một năm, đầu năm, giữa năm, cuối năm. Như vậy thì trong cái truyền thống đạo Phật, nếu chúng ta nương theo thế gian cúng rằm Hạ Nguyên cũng không ngoài mục đích là hướng dẫn chúng ta hãy nhận diện ba thời kỳ của một kiếp người, như ba buổi của một ngày, như ba lần của tháng. Có thể ngồi đây chúng ta đủ ba thời kỳ, có những người đang thượng nguyên, có những người trung nguyên, và có những người đang hạ nguyên, downhill. Nhưng mà dù thượng trung hạ gì, quan trọng vẫn là cội tâm an bình. Người trẻ mà không bất an thì cả đời người trẻ cũng khổ, người xung quanh cũng khổ. Người trung trung, trung niên mà khổ, người xung quanh khổ, người chính bản thân khổ. Người già mà khổ thì những giây phút cuối đời cũng khổ, rồi làm cho con cháu người xung quanh cũng khổ. Thế thì làm lễ Hạ Nguyên, tụng kinh cầu nguyện, thì chữ cầu nguyện đó là gì? Là ước nguyện cho chúng ta có được một sự bình an bằng sự thực tập của chúng ta. Và nhắc chữ nguyên để nhắc nhở chúng ta ba thời kỳ. Thôi anh biết anh ở thời kỳ nào mà anh cố gắng. Nếu anh đang ở thanh niên thì nhớ rằng anh còn một khoảng thời gian dài. Đó là mình nói theo cái lý bình thường, chứ còn nói theo vô thường là không có bảo đảm à. Còn nếu theo cái lý bình thường là anh là một thanh niên còn trai trẻ, một thiếu nữ còn trẻ, thì phải cố gắng giữ con đường này cho nó trong sáng. Nếu mà đạt trung niên thì phải nhớ rằng anh đã qua hết một chu kỳ rồi,
anh nhìn lại anh được cái gì trong một chu kỳ qua. Và sắp sửa đây anh đang chuẩn bị, đang chuẩn bị dần xuống núi để thành một người lão niên. Anh đừng phí khoảng thời gian này nữa, vì một thời kỳ hưởng quân đã qua mà anh nhìn là anh không được gì hết, thì anh còn cơ hội của trung niên. Còn hạ nguyên là tuổi lão già rồi, nhìn lại hai thời kỳ qua hình như mình không được gì hết, thì phải cố gắng những giây phút cuối đời này chúng ta còn được một chút gì cho nó vui vẻ. Mình không còn khiêng gạo nữa nổi nữa đâu, thì thôi cầm chổi quét nhà. Mình vẫn có chuyện để mình làm mà. Mình không còn phải bươn chải để nuôi con, để dành tiền cho con nữa, cầm sâu chuỗi niệm Phật hồi hướng công đức cho con. Mình không còn để là tiền của được cho con nữa, hãy ráng tu tập để lại cái đức, cái đạo cho con. Thì con cái nó nhìn cái hình ảnh mẹ tu, bà ngoại, bà nội đang tu, thì nó sẽ nương theo cái hình ảnh đó nó tu tập. Cho nên già rồi không còn gì cho được con cái đâu, mà thậm chí có tiền của cho nó chắc gì nó giữ đủ, mà thậm chí nó còn nói nhiều đây đâu đủ. Thì chỉ có một cái chúng ta cho thôi, đó là tình thương và đạo đức. Vì sao? Vì cái đó là cái kế lâu dài nhất. Mình để lại cho con tiền của, tích tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn dĩ tắc năng thủ. Tích là chứa, tích di tử tôn để vàng kim, tích kim dĩ di tử tôn để vàng lại cho con cháu, chắc gì nó giữ. Chỉ có một gì, tích cái âm đức. Đây là trường cửu chi kế, đây là cái kế lâu dài. Cho nên á, dù cuộc đời có thịnh có suy, cái lòng ta vẫn không có suy thịnh theo nó, bởi vì cái sự định tĩnh của mình có được. Mà cái lời nói đó chính là lời nhắc nhở của Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư. Trước khi Ngài mất, Ngài đã nhắc nhở chúng ta: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu qua rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Sự thịnh suy chẳng qua là một giọt nước đậu trên đồng cỏ thôi, nắng tới giọt sương tan. Thì thịnh cũng chắc chắn gì thịnh lâu đâu, suy cũng chưa chắc suy lâu đâu. Quan trọng là cái tâm mình thấy được rõ thịnh suy chỉ là những giọt sương trên đầu ngọn cỏ. Và cái quan trọng là thấy chúng ta có được cách nhìn đó để chúng ta vững chãi đi tới. Một con cọp không ai có thể tới gần nó băng bó vết thương được. Con cọp khi bị thương, con sư tử khi bị thương, nó chỉ làm một việc thôi, nó đi tìm một cái hang vắng không có người, không có những con thú mà có thể hành hung nó, lợi dụng khi nó bị thương hành hung nó. Nó đi tìm chỗ đó, nó nằm im để cho cái vết thương tự lành. Chúng ta cũng thế. Chúng ta cũng những lúc chúng ta cũng cần tìm một chỗ để tự cho cái khổ đau mình nó lắng xuống. Cho nên khi mà hai vợ chồng họ đang buồn nhau đó, họ đang tách ra với nhau đó, họ đang cần thời gian để lắng xuống những vết thương trong tâm họ. Và họ cần thời gian để nhìn lại coi cái mái gia đình đang thật sự đối với họ quan trọng không, để họ tiếp tục gì. Khi mà khổ đau nó áp ấp, nó chồng chất, càng cố sống chung chỉ là càng gây thương tích, vùng vẫy độc tố cho nhau thôi. Mà nếu chúng ta có được cơ hội mỗi người một góc để yên tĩnh một thời gian để mà lắng xuống cũng tốt, chứ không phải là không tốt. Chúng ta cũng phải cần có những lúc yên tĩnh như vậy để lắng mọi khổ đau phiền não của ta. Đâu có, không có ai giải quyết khổ đau được cho mình, bất quá là người ta chỉ nói cho mình nghe cái cách thôi, chứ họ không làm được gì đâu. Mình phải tự người làm, mình tìm cái thời gian nào để làm cho khổ đau đó được băng bỏ. Cho nên Phật có một điều Phật có thể làm và không làm được là gì? Phật cứu chúng sanh chi khổ, bất năng giải chúng sanh chi nghiệp. Giống như người bệnh cảm mạo, cảm lạnh có thể cho thuốc,
nhưng mà họ sanh ra họ có tật, có nguyền, làm sao sửa? Cho nên bệnh thì có thể chữa mà tật thì khó, thậm chí là không được. Thì Đức Phật cũng thế, có thể cứu cái khổ của chúng ta nhưng mà cái nghiệp thì không thể. Vì vậy cho nên chúng ta phải là cái người thực tập để giải quyết cái khổ đau của chính mình. Và thực tập tốt nhất là mỗi người phải tự trở về, nhận diện mình như thế nào để từ đó giải quyết. Thôi mình sẽ dừng ở đây để đại chúng đi sinh hoạt. Bây giờ mình sẽ dùng cơm và tiếp tục chương trình chiều nay. Là sau ăn cơm là phần quy y, quy y xong thì sẽ có phần giải đáp câu hỏi cũng như là cái phần thiền tràng. Mời đại chúng nếu hôm nay đã sắp xếp thì ở lại sinh hoạt cho vui. A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, mỗi đêm con đều trì chú Đại Bi, thường thì hay nằm, con hay nằm. Xin hỏi Thầy có tội hay không? Nếu mà nằm mấy năm nay bình thường thì thôi, đâu sao đâu hỏi. Mấy năm nay nằm mà không hỏi, mà trước khi nằm không chịu hỏi, giờ nằm mấy năm rồi mới chịu hỏi. Thưa đại chúng, là thật sự ra đó, tụng kinh trì chú niệm Phật á, nó chẳng qua là một cái phương tiện để giữ tâm mình. Thì mình hãy tùy theo sức khỏe, hoàn cảnh, bệnh duyên mà chúng ta tùy ghi chúng ta hành trì. Cái quan trọng là tâm chúng ta đừng bất kính, thì cái đó nó thành tâm thôi. Ví dụ bây giờ mình mệt mỏi quá, không thể ngồi trì chú được, thì mình nằm, đó là vì hoàn cảnh mình nằm, mình trì chú bằng tất cả tâm thành thì có đó không có tội. Còn ví dụ mình có khả năng mình ngồi, mình nói ơi mệt quá nằm trì chơi coi. Nó khác. Có một cô cũng hỏi Thầy ơi, con nghe Pháp Thầy từ sáng tới tối, vô xe vô bếp, chỗ nào con cũng ấy, vậy con đem Thầy vô washroom luôn được không? Có hỏi vậy đó. Pháp Hòa nói bây giờ có đem em vô trỏng em cũng có biết đâu. Nhưng mà cái vấn đề là như thế này, nếu như mà mình đem vô đó, mình ngồi mình nghe mình chứng đạo đó, Thầy cũng chịu khó vô trỏng nữa. Nhưng mà có điều là bây giờ thôi, bây giờ mình nghe ổng từ trong xe vô tới trong nhà, tới nhà bếp phòng khách, thôi chỗ đó cho ổng nghỉ. Cái đó tùy mình thôi. Bây giờ nó tóm lại là tùy lòng hảo tâm. Bạch Thầy, con ở đâu mỗi đêm con ngủ con cũng thấy má con, không biết như vậy là sao? Chữ M có phải là má không? À, ma. Trời đất ơi, tiếng Mỹ không biết mà tiếng Việt thì đã quên. Con ở đâu mỗi đêm con ngủ con cũng thấy M. À, con cũng thấy ma. Tại vì em ít khi nào nghĩ tới ma, bởi em không đọc chữ này không ra. Khi mình nằm chiêm bao á, nó có 5 cái hiện tượng. Một cái là do mình ngủ, cái thế nằm của mình nó không đúng, thì nó sanh ra những cái giấc chiêm bao, chúng ta gọi là ác mộng. Nhưng mà cái đó là do thế nằm. Thứ hai là tâm lý, tức là thường ngày có đôi khi mình cũng hay nghĩ về cái đó. Cái thứ ba là cái nghiệp của quá khứ. Thấy không? Nhiều khi mình gặp một cái gì nó quá trong quá khứ, nó tác động mạnh vào cái tâm thức mình, cho tới giờ nó không quên. Thì thôi bây giờ nói đơn giản là khi mình ngủ mình thường hay thấy những giấc chiêm bao không lành. Nói chung thì quý vị cứ tập ngồi thiền,
Bởi cái đó là tượng trưng cho cái tâm nó thiếu sự an tịnh. Cái đó là nên tụng kinh, ngồi thiền, giữ tâm mình tịnh cho nhiều thì mình sẽ giảm cái này. Quý vị thấy con nít không? Nó mà chơi giỡn, nó hét cả ngày là tối ngủ nó mơ. Thì mình cũng vậy, trước khi đi ngủ mà coi phim bạo động, tối ngủ thế nào cũng quơ tay quơ chân. Hay là mình thích coi phim ma thì trước sau gì mình cũng ngủ, mình thường gặp những cái giấc chiêm bao. Tại mình thích cái phim đó. Tại vì cái tâm mình hướng về cái gì thì nó thu vô cái tàng thức của mình. Mà cái tàng thức của mình là cái kho chứa. Tối ngủ mấy cái thức khác nó ngủ, nhưng mà cái ý thức nó làm việc, cho nên nó vô kho nó moi ra, nó kiếm ra, cho nên mình có chiêm bao. Có nhiều khi á, cũng tự mình suy diễn nữa, chứ không có ai hết trơn á. Trong duy thức học cái gọi là đọc cảnh, tự mình suy diễn nữa. Cho nên cái chuyện mà mình quen với người ta hỏi anh tên gì, thấy không, rồi anh làm gì, cái mình diễn tả, mình tưởng tượng ra một con người đó tới hồi gặp nhau chớ giới không. Vậy là lâu nay mình đọc cảnh, đọc ảnh cảnh, tức là một mình suy diễn, một mình tạo lên một cái ước hình đó. Cho nên cái câu chuyện mà Trương Chi Mỹ Nương đó, đó là một cái ý nghĩa, một cái câu chuyện mà trong Phật giáo có thể giải thích một hình thức là tưởng tượng đó. Đó. Mà cái tưởng của mình là nhớ là ít khi nào chính xác. Nghe tiếng sáo thổi hay, tưởng một chàng trai đẹp. Tới hồi gặp đúng chàng Trương Chi rồi, té ngửa. Thì khi mà cái cô công chúa gặp được cái anh chàng thổi sáo mà lâu nay mình tưởng anh đẹp đó, cái mình hết rồi. Tất cả những hình ảnh xưa nay mình nghĩ vậy biến mất hết. Bây giờ sợ quá, không dám gặp anh nữa. Nhưng mà cái anh chàng kia xưa nay chỉ thổi sáo trên bờ sông một cách rất nhẹ nhàng, thanh thản, hồn nhiên. Bỗng nhiên hôm nay gặp cô gái này hút ảnh, ảnh bị nội kết. Cho nên một bên vừa xả được nội kết thì một bên bắt đầu nội kết. Con chăm sóc mẹ con nhưng mẹ con lại hay gây sự với con. Xin thầy quan hỷ cho con biết con phải làm sao cho mẹ con vui. Mẹ muốn vui cho nên mẹ mới gây sự. Vì không gây sự thì hai mẹ con rất là buồn. Bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh. Nếu không sinh sự, sự nào có sinh? Thì bây giờ á, bây giờ mình nghĩ như thế này nè. Nó có hai trường hợp để sinh sự. Có nhiều khi buồn quá không có chuyện gì, có nhiều nhất là già cả rồi. Nhiều khi hai vợ chồng hồi trẻ romantic lắm, mà tới về già gây lộn quá. Tại sao phải không? Già giờ đâu còn chuyện gì nói, chỉ kiếm chuyện để gây cho nó có vui nhà vui cửa. Có nhiều khi người già đó, thật sự ra không phải họ muốn cố tình đâu, nhưng mà đó là cái mình có thể gọi là cái sinh tật của người già. Thì thôi bây giờ á, mình đã chăm sóc mẹ được rồi thì thôi chịu khó chăm sóc luôn tâm lý. Chăm sóc mà thực sự ra chăm sóc về thức ăn sức khỏe không khó, chăm sóc tâm lý người già mới khó. Mà tâm lý người già thì nó thiên hình vạn trạng. Có người thì khó tính, cái gì cũng bắt lỗi. Có người thì thích kiếm chuyện để gây. Mỗi người mỗi kiểu, mà có người không nói gì hết, mình cũng biết đường đâu mà mình làm. Thấy không? Thì đó là những tâm lý của người già. Nếu mình chăm sóc được thân rồi thì thôi chịu khó chăm sóc luôn tâm lý. Nếu mà mình cảm thấy rằng mỗi khi mẹ nói cái gì mình chỉ nghe mà im lặng, mà mẹ sau đó mẹ cũng im lặng luôn, thì thôi mình cứ nghĩ đó như những tiếng vang rồi nó sẽ tắt. Chứ còn bây giờ hỏi làm sao, bây giờ Pháp Hòa suối, một là gây lại không được. Hai là biểu nhịn, cái quý vị nó sao lỗ vậy. Bây giờ nếu cho là lỗ đi thì thôi mình nhịn, mình mẹ mình chứ ai đâu mà lỗ với lời. Cũng giống như người ta nói tại sao anh sợ vợ, nó trời vợ tôi không sợ, sợ ai. Thì bình thường thôi. Thật sự cuộc sống á, nếu chúng ta coi nó nhẹ cái tự nhiên mọi thứ nó nhẹ theo. Mình hãy cho nó nặng cái tự nhiên nó nặng. Ví dụ một lời nói người ta nói, mình có để được lên cây cân đâu mà mình kêu là lời đó nặng. Nhưng mà chẳng qua là nó nghe nó không có hợp với ý mình thì mình cho nó là lời nói nặng. Chứ bản chất lời nói nhiều khi người ta nói ra cái câu đó người ta không có ý đó. Có nhiều khi người ta vô tâm người ta nói, nhưng mà mình hữu ý mình nghe thì tự nhiên hai cái ý nó khác.
Thôi thì bây giờ đơn giản là mình là một vị Bồ Tát lắng nghe. À, có một cái cô đó cũng mới phone qua, cô nói thầy ơi bây giờ con khổ quá, chăm sóc ông chồng mà ông cứ chửi, ông nói sùm mỗi ngày cũng mệt ghê, nhiều lúc con muốn bỏ ông luôn vậy đó. Cái Pháp Hòa nói bây giờ qua chỉ cô khách quán nha, giờ cô quán vậy nè, thôi kệ đi, bây giờ ví dụ như ông còn tỉnh ông khỏe, ông nói tôi muốn ăn, cái ông nói cái mình làm muốn ăn khỏe. Nếu mà lỡ bữa nào mà ông bị stroke ông hết nói nữa, cái mà ông muốn nói cho mình phải ráng nghe, chừng đó còn khổ hơn nữa. Thôi bây giờ ông còn đang nói rõ, mình nghe từng câu nghe cho nó khỏe đi. Hai tuần lễ sau của phone tôi cảm ơn rối rít. Cô nói trời ơi, giờ con nghe con khỏe lắm, không có sao. Thật sự là tất cả là do cái mình quán chiếu, không? Do cái mình nhìn. Thì bây giờ quý vị thấy một cái người mà cứ lải nhải nói, thì thôi bây giờ mình quán vậy nè, nếu lỡ một ngày nào họ không nói được nữa, họ ớ cái nói gì, nói gì, nói sao, nó nói kỹ tôi nghe, còn khổ hơn. Thôi vợ nói được nghe đi cho nó khỏe. Cho nên bồ, quý vị thấy Bồ Tát Quan Âm không? Mình rù rì ngài cũng chịu, mà mình nói lớn ngài cũng chịu. Thí dụ mình đứng trước tượng của ngài mà nói Nam Mô Đại Bi Quan Âm Bồ Tát Phục Nguyện Phổ Môn Thị Hiện Thuyết Pháp Độ Sanh Lâm Nạn Xưng Danh Tầm Thanh Cứu Khổ, khen ngài, ngài cũng cười. Mình lâm lâm mẹ ơi con khổ quá mẹ ơi. Ngài cũng ngài, ngài cũng ngồi ngài chịu thôi. Kính bạch thầy, con có câu hỏi xin mạn phép hỏi thầy và xin thầy hoan hỷ giảng dạy. Câu hỏi của con được đặt ra như sau: Kinh Đại Thừa có phải là Phật thuyết hay không? Thế giới Tây Phương Cực Lạc có thật hay không? Hai cái này thì nếu mà mình nói trả lời đơn thuần mà dễ thương là không biết. Thì cực lạc thì mình chưa tới, mà cực khổ là tới hoài. Bây giờ như thế này, bây giờ Phật tử này mới luận. Theo con biết, Đức Phật nhập Niết Bàn 544 trước công nguyên, sau đó hơn 300 năm Kinh Đại Thừa mới được viết, và cho đến hơn 500 năm sau Kinh Đại Thừa mới viết xong. Thời gian quá lâu để thuyết phục được mọi người, đó có phải là kinh của Phật thuyết hay không? Bây giờ đối với các Phật tử nào mà ngồi đây, hay các vị nào mà ngồi đây mà không có biết một chút gì giáo lý, nãy giờ nghe là không biết đang nói gì hết trơn. Cái gì mà Đại Thừa, Tiểu Thừa ở trong này luôn vậy, phải không? Đại Thừa, Tiểu Thừa, Đổ Thừa. Giờ Phật có ba thừa, mình thêm thừa nữa là Đổ Thừa. Thưa đại chúng, theo như lịch sử của Đức Phật, sau khi Đức Phật mất 100 ngày sau, tức là khoảng 3 tháng sau, thì có một cuộc kết tập kinh điển. Kết tập kinh điển là gì? Có nghĩa là quý thầy thời đó kêu gọi một đại hội, tất cả quý thầy đã từng nghe Đức Phật thuyết pháp hãy tập trung lại một chỗ để ôn tụng lại lời Phật dạy. Thì thí dụ bây giờ các vị tập hợp lại, cái nói bây giờ chúng ta sẽ ôn lại bài giảng hôm thứ bảy tuần rồi. Thì cái vị đó nói giơ tay đó, tôi xin nói trước. Vị đó nói là thứ bảy tuần rồi tôi nghe Đức Phật nói này, này. Và đó là những gì tôi nhớ. Tôi xin hết và mời huynh đệ khác bổ sung. Thầy khác mới giơ tay lên đó, à, thầy nói đúng nhưng mà còn một điểm thầy sót. Cứ như thế mà lặp đi lặp lại, gọi là khẩu truyền. Khẩu truyền nghĩa là lên đọc để cho mọi người nghe rồi bổ túc, chứ không hề có viết sách, viết lách gì hết. Mà thưa đại chúng, cứ như vậy lần lượt mà kết tập. Tổng cộng Phật giáo có 6 lần kết tập kinh điển. Mà đến hơn 1000 năm sau, kinh điển của Đức Phật bắt đầu mới được viết ra bằng chữ. Mà thời đó chưa có giấy, mà người ta phải viết trên cái lá. Cái lá đó là lá cây thốt nốt, mà chúng ta thường gọi là lá bối. Mà cái lá bối đó, đó viết phải rất, rất là kỹ. Tại vì sai một chữ là bỏ. Tại vì khắc trên lá mà, nó đâu có cái gì bôi đâu. Lấy cái cọng kẽm, một cái thứ nhọn đó, khắc ở trên đó để chữ nó lưu trên đó. Mà hễ mà nó sai là bỏ.
rồi chuốt cái lá ra như vậy, xong rồi lấy chỉ xỏ lại, xỏ lại thành một cái cây vuông vậy nè. Rồi khi nào muốn đọc thì mới mở từng trang ra, nhờ những cái sợi chỉ nó kết lại với nhau như vậy đó. Cho nên cũng gọi là kinh. Kinh nghĩa là kết lại. Chữ kinh nghĩa là kết mang, là kết những cái, nếu về hình tướng thì nó xỏ, nó chỉ, nó kết lại với nhau thành một cái quyển. Và nếu về cái nội dung nghĩa lý thì giáo lý này nó chứa đựng giáo lý kia trợ duyên cho giáo lý nọ, cho nên được, cũng được gọi là kết mang. Này, cái này là kết mang nè. Một cái hoa, nhiều cái hoa kết lại thành một cái tràng, mang là một cái tràng hoa. Như vậy thì đây là hoa mang. Hoa mang có nghĩa là tràng hoa. Nếu rứt nó ra thì nó chỉ là một cái hoa, nhưng mà nhờ nhiều cái hoa kết thành một tràng hoa. Cũng như thế, chúng ta học Phật, nghe Pháp, chúng ta lấy lời giáo lý này kết hợp với giáo lý kia để trở thành một tràng hoa, trở thành một hệ thống để chúng ta tu tập. Chữ kinh nó nghĩa vậy đó. Kinh có 5 nghĩa nha, bây giờ nói nghĩa thôi, đó là kết mang. Rồi bây giờ 6 lần kết tập kinh điển như vậy thì sau này có một cái thời mà kết tập kinh điển nó chỉ chung quy vào những giáo lý căn bản thôi, mà người ta gọi là những bộ Nikaya A Hàm. Rồi sau này khoảng 500 năm, 600 năm sau bắt đầu mới xuất hiện một thể, một loại kinh mà người ta gọi là kinh Đại Thừa. Giống như bây giờ kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã, kinh Địa Tạng, kinh Lăng Nghiêm, mấy cái kinh đó thuộc kinh điển Đại Thừa đó. Mà bây giờ tất cả các chùa nào theo Bắc Tông, Phật giáo có hai nhánh, Nam Tông, Bắc Tông. Bắc Tông là những thầy ăn mặc bình thường giống như các thầy hiện nay mà quý vị thấy vậy đó. Còn Nam Tông là các thầy quấn y. Pháp Hòa nói đơn giản để cho quý vị dễ nhận biết thôi, chứ giờ nói nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Thì bây giờ kinh điển hả? Mật tông là tông nó không được, tông nó mật. Mật tông đó là người ta trì chú, cái đó thuộc về một cái tông chứ không phải giáo phái. Cái tông đó là cái phái đó là người ta chuyên dùng những câu thần chú để người ta tu hạt tu. Còn mình đây là mình có niệm Phật, có trì kinh. Sao cái tông đó là sau này các tổ chia. Cái đó mình nói ở gì, mình ở một cái trường hợp khác. Ở đây là mình nói theo cái câu hỏi nè. Thì Pháp Hòa phải giải thích chút xíu cái gì gọi là kinh Đại Thừa, kinh Tiểu Thừa, để các vị mà chưa có bao giờ nghe thì quý vị cũng nắm bắt được một chút. Kinh Đại Thừa là những bộ kinh đưa những cái giáo lý rất là cao xa, thậm chí nó còn rất là trừu tượng, khó tin và rất khó hiểu. Thì có vị mới nói rằng á, kinh này nó xuất hiện sau 600 năm thì kinh này cũng phải Phật nói. Và họ cho rằng đây là những lời của các vị tổ, các vị sư, các vị thầy sau này kết tập. Thì bây giờ ở đây á, mình là Phật tử, cái tinh thần của chúng ta là tìm hiểu để nuôi dưỡng cái niềm tin, vẫn giữ cái niềm tin trong sự tu hành, chớ không phải chúng ta hiểu để đả phá, để công kích, để bài bác. Cái đó không phải là tinh thần của người học Phật. Dù là mình một tiến sĩ về Phật học, nhưng nếu chúng ta khám phá một điều gì mà chúng ta không làm cho nó đẹp hơn, mà chúng ta lại đã phá, làm cho hoang mang những cái người hậu học, thì cái đó nó chưa phải. Thì ở đây nè, quý vị cứ nhận như thế này nè. Phật giáo luôn luôn quan niệm là phải đưa cái lời dạy của Đức Phật như thế nào để nó có thể đi đến gần mọi người, phù hợp với mọi người, thích ứng với mọi căn cơ thời đại. Thì bây giờ mình cứ tưởng tượng như là thức ăn. Căn bản thức ăn lúc mà người ta nói, người ta chế biến ra được món ăn đó nó vậy thôi. Nhưng trong một quá trình đi qua, nó đi qua tất cả mọi cái đất nước các nơi, thì nó có thể thêm thắt để làm sao cái nghĩa lý nó được dồi dào.
Ở đây quý vị có biết cái cọng udon của Nhật không? Ở miền Tây nó có cái món bánh tằm bì. Bánh tằm bì là một cái loại cọng mì nó to, ăn nó giống như udon vậy đó. Rồi để bì vô, chan nước cốt dừa, nước mắm, rồi rau sống rồi vô vậy ha. Thì bây giờ nếu mình qua tới đây mà mình không có cái cọng bánh tằm bì nguyên thủy của Việt Nam, mình có thể chế bằng cọng udon. Về làm thử đi, ngon như thường. Rồi quý vị nhớ ở dưới miền Tây nó có cái món xôi mà ăn với cái bánh phồng không? Cái miếng bánh phồng mềm mềm. Ở đây á, nếu mình không có bánh phồng đó, mình ăn cái miếng của mễ thịt thiêu là gói xôi vẫn ngon như thường. Thì Pháp Hòa nói như vậy, thì nếu mà mình cũng là một cái món ăn đó, nhưng nếu nó đi đến một cái thời điểm nào, nó có thể biến thể mà cũng không ngoài mục đích là cống hiến món ăn cho người. Kinh điển Đại Thừa cũng thế. Tất cả những giáo nghĩa Đại Thừa, mặc dù nghe như vậy, nhưng nó không có thể nào nó tách rời kinh điển nguyên thủy. Bất quá là đưa cái nghĩa nó cao xa hơn, làm cho mình hơi khó hiểu vậy. Nhưng mà khi chúng ta hiểu ra rồi thì nó cũng là một nghĩa đó thôi. Pháp Hòa nói ví dụ á, cái hình ảnh mà Đức Phật đưa cái đóa hoa lên, thỉnh thoảng quý vị thấy cái tượng Phật Thích Ca đưa đóa hoa lên, rồi Phật mỉm cười, rồi đại chúng ngơ ngác, thì có một số mới nói rằng á, cái điều đó nó không hề có trong lịch sử của Đức Phật, cái này là bịa đặt. Thì Pháp Hòa nói bây giờ mình giải thích cái trường hợp đó. Tại sao giữa đại chúng đông người Đức Phật cầm đó hoa lên, Đức Phật mỉm cười và Ngài Ca Diếp mỉm cười với Đức Phật mà cả chúng ngơ ngác? Tới hồi giải thích ra đơn giản thôi, Phật thấy hoa đẹp, Phật mỉm cười. Ngài Ca Diếp thấy hoa đẹp, thấy Phật mỉm cười, Ngài cười theo Phật. Cuộc sống đôi khi nó đơn giản như vậy đó. Mà đôi khi chúng ta thấy người ta làm gì hơi mà khác, cái bắt đầu mình chuyện gì vậy. Mình hằng, cái đó là cái thói quen của chúng sanh, mà ít có ai sống được cái đơn thuần đơn giản là thấy hoa thì cứ mỉm cười, phải không? Chính vì vậy mà Đức Phật mới tuyên bố chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm trao cho Ngài Ca Diếp. Thì có ý của Đức Phật chỉ muốn nói gì? Chỉ có Ngài Ca Diếp là thấy được cái cốt lõi tu hành của đạo Phật là phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Cho nên bây giờ mình đặt ra một cái vấn đề là kinh điển này không phải của Phật. Rồi ví dụ như bây giờ mình đem ra mình nói là kinh điển này không của Phật, để rồi gây bao nhiêu cái, ủa vậy lâu nay tôi tụng kinh này tụng của ma sao? Không. Mà chúng ta phải nhận ra rằng đây là một quá trình lấy cái nguyên thủy nhưng làm cho nó dồi dào bằng mọi hình thức để đưa cái giáo lý này đến với chúng sanh. Như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ ở trường hợp món ăn vậy. Bây giờ người Việt Nam ta mà nấu spaghetti là bảo đảm khác với người nguyên thủy Ý, người Ý nấu spaghetti. Tại mình là thêm thắt đủ thứ vô, làm cho cái nồi nước nước sốt spaghetti đó ngon hơn, linh động hơn. Quý vị có biết mấy cái miếng cái burger chay không? Người Mỹ họ đơn giản một thứ thôi là cái miếng đó nướng lên hay chiên lên kẹp bánh mì ăn. Nhưng Việt Nam mình mua về kho tiêu. Việt Nam mình đem về kho tiêu nha, rồi bóp nó ra nhuyễn để nấu spaghetti nha, rồi chiên giòn nó lên cắt từng miếng cuốn bánh tráng ăn nha. Cũng là món burger chay, một món đó thôi, nhưng mà mình có thể ra nhiều món nữa. Thì nhiều món đó là gì? Đó là đại thừa thôi chứ gì đó. Con thấy đâu có ông thầy nào mà tự nhận mình là tiểu thừa đâu. Mà kinh điển, nếu mà nói như vậy làm sao mình có thể phân biệt được là kinh điển đại thừa hay kinh điển tiểu thừa? Chỉ là một cái câu nói đại thừa, tiểu thừa thôi. Thật ra con thấy chẳng có người nào mà tự nhận mình là tiểu thừa. Không phải. Cái chữ tiểu thừa, đại thừa đó, ý ở đây muốn nói không phải là phân biệt giai cấp bự với nhỏ,
tu cao tu thấp, không phải cái ý vậy. Cái tiểu thừa là theo cái nghĩa là nếu như là mình một chiếc xe bốn cửa thì mình chỉ có khả năng chở được 4 người hoặc 5 người là maximum. Nếu mình là một chiếc xe van 7 chỗ thì mình chở được maximum là 7-8 người. Nếu mình là một chiếc xe van 12 chỗ thì mình chở được hơn người. Cái ý nghĩa chữ thừa là của cái xe, mà xe lớn thì chở được nhiều người, xe nhỏ chở ít người, thế thôi. Chứ nó không có cái nghĩa là phân chia lớn nhỏ cao thấp ở trong hai cái chữ đại và tiểu này. Cho nên khi chúng ta nói chữ tiểu đại, không có là chị tiểu thừa, tôi đại thừa, không có cái ý đó. Cái ý là tôi xe nhỏ thì tôi chỉ có thể chở nhiêu đó thôi. Cũng giống như các vị quan niệm là thôi bây giờ tôi chưa đủ khả năng độ ai hết, tôi tự lo cho tôi trước. Đó, cái quan niệm vậy là quan niệm tiểu thừa. Còn quan niệm vừa tu học cho mình, vừa giúp đỡ người khác là quan niệm của tinh thần đại thừa. Ý người ta chỉ có vậy thôi, chứ không có cái vấn đề cao thấp ở trong này. Con hỏi là Phật giáo Nguyên Thủy phải là tiểu thừa. Thì nó đó. Nhưng mà tại vì ngày nay á, chúng ta muốn tránh hai chữ tiểu thừa, đại thừa, để tránh đi cái trường hợp gây hiểu lầm ở hai cái chữ đó. Cho nên bây giờ chúng ta gọi là Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Bắc truyền, hay nói cách khác là Nam tông, Bắc tông. Con thấy đầu giờ người Nhật đi tu có để tóc gì họ đại thừa hay là họ... Cái đó còn thừa khác nữa. Giờ chắc muốn đi gia nhập hay sao mà hỏi. Rồi bây giờ trở lại chuyện này. Thở đây Pháp Hòa chỉ giải thích như vậy để cho tất cả, đây là cái quan niệm. Thật sự ra cái điều này không phải tới bây giờ mới nói. Ngàn năm trước cũng đã có những người, người ta nói việc này. Hiện tại chúng ta cũng đang phanh phui nói bàn chuyện này. Rồi tương lai cũng sẽ có người tiếp tục nói chuyện này. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng như thế này nè. Chúng ta là những người Phật tử hay là không Phật tử, nhưng chúng ta có cái tâm tôn trọng lời dạy Đức Phật. Vì chúng ta thấy lời dạy Đức Phật có những cái đạo lý để nhắc nhở chúng ta tu hành. Chúng ta không cần phân biệt mình là đạo gì, nhưng mà có nhiều khi mình không phải Phật giáo, nhưng vì mình tôn trọng những lời dạy này, mặc vì lời dạy này có cái khả năng hướng dẫn chúng ta, thì chúng ta nên lượm lặt những cái gì nó có khả năng hướng dẫn cho chúng ta. Chúng ta không có đủ thời giờ, không đủ thời giờ để ngồi luận nghị cái đó là của ai. Ví dụ bây giờ cái điều đó của một vị tổ nói, nhưng nó không xa cái ý của Phật, thì cái điều này cũng không có gì sai trái. Quý vị nhớ, một đứa con nít khi nó còn nhỏ nó thích ăn món đó, nhưng khi nó lớn lên tư duy nó khác, sở thích nó khác, nó có thể không còn thích món đó nữa, nó có thể ăn món khác. Mà có thể món ăn đó phải phù hợp với cơ thể nó, bệnh tật của nó. Có nhiều khi mình rất thích cái đó, nhưng mà giờ bệnh rồi, ăn không được nữa, cũng phải thay đổi. Thì cái tinh thần đại thừa là ở cái chỗ đó. Nếu cái gì nó không còn phù hợp, chúng ta có thể thay đổi, chuyển hóa. Bây giờ Pháp Hòa nói, mình ra nước ngoài nè. Nếu mà chúng ta chấp trước y chang như ngày xưa, thì có lẽ chúng ta không đủ thời giờ để làm gì hết. Và thậm chí không có khả năng truyền tải giáo lý cho con cháu mình. Bây giờ quý vị thấy không, kêu nó đi chùa thôi là đã khó rồi, chứ đừng nói mà kêu nó vô chùa lại Phật tụng kinh mà nghe Pháp đó. Thì bây giờ mình phải phương tiện như thế nào? Cho nên gần đây tổ chức các khóa tu, tổ chức các khóa tu để cho giới trẻ nó bắt đầu hướng về khóa tu ở một những hình thức khác, không gò bó về mặt hình thức nghi lễ, mặc áo tràng tôn giáo, mà quan trọng là nó nắm được cái cốt lõi của đạo Phật để nó ứng dụng, nó sống trong cuộc sống của nó. Cái đó mới là cái quan trọng. Còn cái chuyện hình thức nó mặc gì, nó tụng gì, mình gia giảm. Rồi bây giờ đây trong này có một câu nữa. Hết giờ chưa? Chà, coi bộ câu này cái nó hết rồi. Ba trang. Thôi bây giờ Pháp Hòa xin phép như thế này nè. Cái này, cái câu hỏi này Pháp Hòa xin
sẽ nói một cái buổi riêng, một buổi này ở một cái nơi nào đó. Rồi sau đó thì, tại vì bây giờ nếu mà mình nói thì mình lại phụ những câu hỏi này, và đồng thời nó không hết, không có đủ giờ để nói. Thôi Pháp Hòa xin phép trả lời được một câu đi cho nó công bằng ha, rồi những câu khác mình sẽ nói tiếp. Giờ câu hỏi kế: xin thầy giải thích cho con hiểu thế nào là tâm thanh tịnh. Cái này không thể giải thích, bởi vì tâm thanh tịnh làm sao giải thích mà ta mà chỉ từ khi nào mình tịnh không mình tự biết, chứ làm sao chỉ, làm sao giải thích. Ví dụ như bây giờ nè, cái người đó ta ngồi giữa đám đông gì nè, ta cũng cười cũng nói nhưng mà tâm ta vẫn tịnh, còn mình lặng lẽ trong phòng tưởng mình tịnh, mình loạn muốn chết. Ví dụ bây giờ nè, ta ngồi ở đây nè, ta ngồi ở đây là ai cười ta vẫn cười, ai nói ta cũng nói, nhưng mà ta đứng dậy là tâm ta bình thản, ta không ấy. Còn mình trong phòng thiền bấm phone, ở ngoài đó có chuyện gì không. Bây giờ mình send cái text im lặng một góc trời, nhưng mà mình loạn dữ lắm, tại mình chat, mình nói chuyện như thế này kia. Thành thử cái điều đó không thể nhận định ở hình tướng nữa, mà tịnh hay không là mình tự biết. Cũng như sự giác ngộ không thể chỉ, giác ngộ là tự tâm mình biết. Hỏi thầy giác ngộ chưa? Không dám nói. Nếu mình nói dạ tôi giác rồi, cái đó ngạo mạn. Mà nếu mà mình không, mình nói là mình chưa, thì cũng không chắc, phải không? Thành thử ra như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri, như người uống nước lạnh nóng tự biết, mà không thể nói được. Quý vị cầm cái ly này à, đây, Pháp Hòa nói ví dụ, Pháp Hòa cầm cái ly này. Bây giờ ai biết ly nước này nóng lạnh? Không biết. Chỉ ai biết? Một bà già biểu một cô thiếu nữ ôm ông thầy, hỏi thầy ơi thầy cảm thấy làm sao? Ông thầy nói tôi bây giờ tu đến cảnh giới tâm thanh tịnh yên bình lắm, cô đừng có hòng làm lung lay trái tim tôi. Và ông thầy trả lời vậy đó. Bà già nghe, bà già nói ông thầy này tu chưa tới. Bởi vì tu mà biến mình thành sỏi đá vô cảm vô tri thì vậy là đâu phải người tu. Rồi thời gian sau cái bà kiếm một cô khác đẹp hơn nữa ôm thầy, hỏi how do you feel, giờ thầy thấy làm sao? Thì lúc này cô này, ông thầy mới trả lời cô biết, tôi biết, đừng cho bà già đó biết. Cô ôm tôi, cô cảm sao cô biết, tôi cảm làm sao tôi biết, bà già là người thứ ba làm sao biết được chuyện hai chúng mình. Quý hiểu được cái chỗ đó. Cho nên hỏi là thế nào tâm thanh tịnh, chỉ không được. Cũng giống như người ta nói cõi trời là ở đâu? Thiên, thính, tịch, vô âm. Cõi trời nghe không thấy tiếng, thiên, thính, tịch, vô âm. Thương thương hà xứ tầm, mơ mơ ở đâu thấy, tìm ở đâu? Phi cao diệt phi viễn, không có cao cũng không có xa, đô chỉ tại nhân tâm, thiên trời nằm ngay trong tâm này. Thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi viễn, đô xứ thị nhân tâm. Nghe không thấy, nghe không được, nhìn không thấy, sờ mó không được, rốt cuộc nó nằm ở ngay trong tim mình. Địa ngục ở đâu? Địa ngục không phải lòng đất. Khi nào sự hiểu biết mê lầm của mình tối tâm mà cố chấp không chịu nghe lời người khác giải thích, cứ khư khư cái kiểu của mình hiểu mà hiểu không đúng gì hết, cái đó gọi là địa ngục. Địa là dày chắc tối tâm để thôi. Địa ngục là khổ cụ, là khả yểm, là bất lạc, là vô gián, vân vân. Rồi thứ hai, làm sao mình tự biết mình tâm thanh tịnh? Bây giờ cái này cũng khó nói, nhưng mà không là tạm ha. Nếu như á, người ta nói mình một, người ta khen mình một câu mà cái khen đó nó không có đúng, mà mình vẫn âm thầm mình nhận. Rồi nếu mà người ta chê mình không nói ra, nhưng mình vẫn nhẹ nhẹ mình buồn.
thậm chí tháng cho thôi khỏi, lần sau tôi khỏi làm nữa, khỏe. Nó biểu thật ra thì tịnh hay không là mình tự biết, đúng không? Ở trong này nó làm sao tự biết. Bây giờ muốn tự biết không? Đối cảnh không tâm, tức là những lời nói khen chê buồn vui, tất cả những cảnh. Cái chỗ nhà Phật muốn nói là chỗ vô tâm á, thì không có phải là thờ ơ lạnh lùng, không phải vậy. Nhưng mà đối với tất cả các cảnh, nhưng mình biết cảnh nào cũng chỉ là tạm có thôi. Như chiều hôm nay thấy không, mới ngày nào em đeo 20 vòng hoa ở phi trường, chiều nay còn có 1 vòng. Cái cuộc đời vô thường không. Lúc mà mình welcome mình tới cái mỗi người như sau, Pháp Hòa nhớ cái năm đầu tiên Pháp Hòa tới 11 cái dây đeo này mà những cái hương nó nồng nặc, trời ơi, mình nhức đầu muốn chết luôn. Suốt cái buổi giảng mình nhức cái đầu chịu không nổi, mà không biết vì sao nhức đầu. Tới hồi lột nó ra được rồi, cái từ từ nó khỏe trở lại. À, thì bây giờ mà biết chính là mi. Đẹp nó cũng có cái giá của đẹp chứ bộ. Như vậy thì mình mới thấy rằng giác ngộ từ chỗ đó thôi, thanh tịnh ngay chỗ đó thôi. Là mình làm tất cả mọi việc, nhưng mà khi cần mình có mặt, xong rồi nhẹ nhàng, không có gì cả. Điều này không ai nói được với mình, mà mình tự phải cảm nhận cái chỗ đó. Bây giờ làm sao biết thì chỉ có thể nói sơ sơ vậy thôi. Còn được hay không thì tùy ở mỗi cái sự thanh tịnh của mỗi người. Câu thứ ba: nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Cái câu này á, là trích ở trong cái tác phẩm gọi là Quy Sơn Cảnh Sách của một vị thiền sư tên là Di Sơn. Ngài ở núi Quy cho nên chúng ta thường gọi là Ngài Quy Sơn. Chứ thật phải tên của Ngài không phải là Quy Sơn, tên của Ngài là Di Sơn. Nhưng mà Ngài vì trụ ở trên núi đó và Ngài viết cái lời nhắc nhở này. Cái lời này, cái tác phẩm này rất là ngắn, nhưng mà lời văn rất là hay. Và theo truyền thống của Trung Hoa và Việt Nam, các chùa đó, một người nào đi xuất gia là phải thuộc lòng cái tác phẩm của Ngài, của cái tác phẩm Quy Sơn Cảnh Sách này. Thì trong đó có một câu gọi là nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Cái câu này nghĩa là gì? Khi mà chúng ta đi tu rồi thì ở bên trong chúng ta phải luôn luôn ghi khắc cái công đức là gì? Là mình phải chinh phục những cái tham đắm ở trong lòng mình. Cái đó là cái công. Vì sao? Vì ở bên trong mình không ai thấy, cho nên mình phải tự khắc chế nó, đừng để nó tu hoành. Thật ví dụ như giờ mình tu mình còn thèm mặn, mới ăn chay mà. Nhưng mà nếu mình thèm mà mình không có khắc phục cái đó, mà mình lén mình đi ăn thì mình thua. Còn bây giờ nếu mình thèm, tối ngồi thiền thèm lắm, nhưng mà tự khắc phục, cái đó là cái bên trong của mình. Mình phải thể hiện được cái công của sự tu hành là mình khắc phục được cái đó. Đó là ở bên trong. Còn nói về bên ngoài là ngoại. Bên ngoài thì mình phải thể hiện, mình phải thể hiện cái đức của cái người không có tranh cãi với đời, với người, với huynh đệ. Cái câu của Ngài rất khéo ở cái chỗ là công đức. Mà hai chữ công đức Ngài tách ra để Ngài viết thành hai câu: nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bức tranh chi đức. Công đức, cái công phu tu tập của mình là tự khắc kỹ. Khắc kỹ là gì? Tự mình khắc chế với mình. Còn cái đức mà nó tỏa ra bên ngoài là ở cái chỗ chúng ta thể hiện cái đức không có tranh giành. Ai muốn hơn thì tôi lùi, ai muốn một thì tôi thứ hai, ai mà muốn nữa thì tôi thứ ba. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình sống ở trong chúng phải thể hiện cái đức không có tranh. Còn nói về cái nội tâm của mình, tự mình phải khắc phục những cái tham muốn của chính bản thân mình. Mà mỗi người tham mỗi kiểu. Quý vị biết nhiều khi mới tu chứ,
mình chưa có thắng được những cái dục ở trong lòng mình. Chỉ dục này là ham muốn thôi, chứ không có gì hết đó. Mà nổi cái chuyện mà thèm ăn là một cái khổ. Đừng có nói thèm ăn gọi là ăn mặn nha. Nổi cái chuyện mà mình bây giờ mình nó thành ra một cái thói quen ăn vặt, tối nào cũng phải gói mì, không gói mì thì phải nảy kia, mà đi lên chùa người ta không dám gõ cửa xin hoài, trong phòng thèm muốn chết. Nếu mà mình khắc phục được cái đó, hiểu ý không, thì là mình thể hiện được cái nội lực của mình. Hồi đó Pháp Hòa xúc ruột, nghĩa là nhịn ăn 2 tuần, chỉ uống nước thôi. Thì quý vị biết đến cái ngày thứ 5 á, người mình nó mệt mỏi vô cùng. Nhưng mà cái mệt mỏi đó không phải là tại mình nhịn đói mà nó mệt, mà do những cái tạp dơ trong người mình nó đi ra, nó làm mình mệt. Tại mấy chục năm mình ăn mình không có xúc ruột, mình không có rửa. Thì bây giờ mình uống nước 2 tuần để cho nó rửa cả cái bao tử của mình. Đến cái ngày thứ 8, thứ 9 là bắt đầu nó sổ dơ đen, thì mình biết cái bụng mình nó sạch rồi đó. Mà đến cái ngày thứ 9, thứ 10 là hết thèm. Giờ cái ngày 3 ngày đầu quý vị thèm dữ lắm, thấy ta ăn là ngứa miệng, thèm lắm. Nhưng mà không phải đâu, thắng được cái đó thì mình ruột mình mới sạch được, phải không? Còn mình không thắng được thì làm sao ruột mình nó sạch. Cũng như thế, người tu là phải nội cần khắc niệm. Cái đó là cái quan trọng. Rồi bây giờ xong câu đó ha. Câu kế: kính mong thầy giải thích cho con hiểu thêm Phật giáo Nam Tông, Bắc Tông vì sao có sự khác nhau như thế. Hồi nãy giờ mình cũng nói sơ sơ rồi đó. Thưa đại chúng, thời của Đức Phật không hề có Nam Tông, Bắc Tông gì hết. Trong thời Đức Phật duy nhất chỉ có một thôi, đó là Tăng Đoàn. Nhưng mà sau khi Đức Phật mất rồi, một thời gian sau là khoảng 150 năm sau, thì trong nội bộ Tăng bắt đầu có sự rạn nứt. Nghĩa là rạn nứt đây là gì? Đó là những cái tư tưởng có thể nó hơi khác biệt với nhau. Một bên thì muốn phát triển để hội nhập với xã hội, một bên muốn giữ nguyên thủy như vậy để mà tu tập. Thì bây giờ ai muốn phát triển thì đi về phía Bắc của Ấn Độ thì gọi là Bắc Tông. Vị nào giữ nguyên thủy như vậy ở miền Nam của Ấn Độ gọi là Nam Tông. Vậy thì chữ nguyên thủy là gì? Là giữ nguyên bản. Đức Phật ăn ngày một cử, ai cúng gì ăn nấy, đắp y, đi khất thực, thí dụ vậy. Còn đó là nguyên thủy đó. Còn Bắc Tông là mình khi mình đi vào, thì khi mình đi phát triển về phía Bắc của Ấn Độ là gặp các nước gì? Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam. Mà Phật giáo đi vào các cái nước đó mà không hội nhập vào văn hóa của nước đó thì làm sao mang đạo Phật tới? Cho nên buộc lòng bây giờ đạo Phật phải cải đổi chút để nó phù hợp với đất nước đó. Bây giờ quý thầy quấn cái y đi vô cái nước đó, ta nhìn lạ quá, ta không quen mắt. Bây giờ quý thầy đổi cách mặc y. Người Ấn, bởi vì thời Ấn Độ là phải hở cánh tay phải hở trần ra để tỏ sự cung kính. Mà đối với người Á Đông mình á, kính là phải kính đáo. Chứ còn mà ăn mặc hở hang thì không biểu lộ được sự kính đáo. Cho nên buộc lòng phải theo đất nước người ta là mặc cái áo tay dài để che kín cái tay mình, vì đi đến đất nước ta phải đi thuộc lệ thuộc cái văn hóa đất nước đó. Nhưng mình vẫn giữ lại cái truyền thống Ấn Độ là hở cánh tay. Cho nên bây giờ quý vị thấy quý thầy đắp y không? Quý thầy Bắc Tông đắp y á, mặc cái áo tay dài như Tàu, như Việt Nam. Nhưng khi đắp y là hở cánh tay phải ra để giữ cái truyền thống Ấn Độ. Đó, thì quý vị thấy rằng bây giờ đó, cái vụ này nè, nó khi nào qua đây mới có thôi. Còn thỉnh thoảng đi đến các nơi khác mà có là người ta làm cho nó vui. Chứ còn đây là cái truyền thống nguyên thủy của đất nước này. Bây giờ mình đi tới đất nước này, quốc độ này thì mình phải tùy thuận quốc độ này. Hay là người ta gặp nhau, người ta chào không phải là hello, hello hi gì nữa, mà người ta nói sao? Ahola. Thì mình nói theo cái câu đó. Vậy thì khi Phật giáo Bắc Tông á, đi về phải là các ngài muốn như vậy. Mà bởi vì mình phải biết, đã nói là hội nhập thì mình phải hội nhập với hoàn cảnh đất nước đó. Châu như ngày hôm qua Pháp Hòa nói, quý vị thấy bây giờ đất nước Việt Nam ta vẽ cái bản đồ, hễ nói miền Bắc vẽ chùa Một Cột, nói miền Trung vẽ chùa Linh Mụ, nói miền Nam vẽ chùa Xá Lợi.
Chỉ cần điểm ba cái chùa ở ba cái điểm ở trên bản đồ, biết đó là miền nào. Như vậy đạo Phật đã đi vào cái dân tộc Việt Nam. Không phải chỉ hình ảnh không, mà ngay cả những cái lời nói, những cái câu chúng ta nói thường ngày. Ai mà nói lớn tiếng quá, mình nói sao, trời ơi làm gì mà nói ôm sồm bát nhã vậy. Bát nhã là tiếng của Phật giáo, ví dụ vậy đó. Cho nên Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng là thấy là Phật giáo hội nhập vào cái đất nước. Bởi vì khi Ấn Độ, cái tất cả các cái nước nằm phía Bắc Ấn Độ là Việt Nam, là Trung Hoa, là Triều Tiên, là Nhật Bản, mà tới bốn cái nước này mà ông hội nhập quốc gia người ta thì sao phát triển được đâu Phật. Còn Nam Tông thì nằm ở phía Nam thì vẫn ăn mặc hình thức đó thì nó dễ thôi. Cho nên nó đơn giản như vậy thôi. Không lẽ giờ quý vị, thí dụ Pháp Hòa nói vậy nè, bây giờ Pháp Hòa nói mình ở đây rồi mình qua đây cái đeo này, nhưng mà nếu một vị nào mà khó tính á, tu hành mà còn bông hoa, nói như vậy tội nghiệp em. Em có muốn đâu. Em đâu có đòi hỏi gì đâu. Nhưng mà cho dù mình đeo như vậy cũng là gì, cũng là văn hóa của ở đây, chứ không phải là ở cái mặt gọi là mình ham thích gì cái xe xua, nhưng mà cái văn hóa truyền thống đó. Quý vị hiểu được cái ý đó. Rồi. Kính chào thầy, trước hết con cầu chúc thầy nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc. Con mới học được thầy về trợ duyên. Vậy con nên làm gì để trợ duyên giúp cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp trong lúc họ trầm cảm, bị bệnh? Thì thưa đại chúng, là trầm cảm là một cái bệnh về tâm mà hiện nay là phần lớn. Mình muốn giúp người đó, trước hết là mình phải có lòng thương và sự nhẫn nại. Kế đến á, là mình phải có thời gian để tạo những cái sinh hoạt. Ví dụ như á, mình đi đâu chơi, thỉnh thoảng nên dẫn họ ra ngoài. Tâm lý trầm cảm là tại vì họ có gặp nhiều khó khăn, không thể chia sẻ được với ai. Đâu phải mình tới mà họ nói mình nghe đâu, nhưng mình cứ kéo họ ra khỏi cái hoàn cảnh mà họ đang nuôi cái trầm cảm của họ, đem họ ra khỏi đó trước cái đã. Mình đem ra khỏi một cái môi trường để mình làm cho người đó tươi tắn bằng cái một chút nào mình có thể, rồi từ từ mình mới có thể mình nói chuyện được với người đó. Cái điều này á, nó đòi hỏi tình thương lớn, nhẫn nại lớn và có thời gian. Rồi nhiều khi cái người trầm cảm á, họ rất là khó, tại vì mình không nói chuyện được. Nhưng mà nếu mình bỏ phế họ, họ sẽ rút dần vào cái chỗ tối, cái bóng tối của họ, thì cái bệnh nó nặng hơn. Cho nên người nào mà thương bạn bè của mình á, quý vị có đi đâu dẫn họ theo. Nhưng mà họ, cái tâm lý họ là không thích ở đâu lâu. Cho nên rồi mình, chỗ nào mình biết là mình sẵn sàng đưa họ đi và sẵn sàng đưa họ rời khỏi chỗ đó khi họ cần. Mình giúp họ bằng nhiều cách thì mới có thể được. Nhất là bạn bè đó, tạo những cái nhóm sinh hoạt với nhau để họ có thể gần gũi được và từ từ họ cởi mở. Kính thầy, con hỏi là trong Phật giáo có nhiều tông phái, hiện nay có nhiều vị thầy đề cao tông phái của mình đã làm cho một số Phật tử sơ cơ như chúng con rất hoang mang khi đi chùa vì chẳng biết theo pháp môn nào là phải, xin thầy chỉ dạy. Thưa đại chúng, là như hồi nãy Pháp Hòa thưa đó, thời Đức Phật không hề chia tông nào hết, chỉ một tăng đoàn duy nhất. Nhưng sau đó Phật giáo được chia làm hai. Rồi khi Phật giáo truyền đến Trung Hoa thì do các cái pháp tu, một vị tổ nào đó tâm đắc với cái pháp đó thì cái pháp đó được xiển dương, rồi từ lâu ngày nó thành ra một cái tông. Ví dụ như là cái pháp môn niệm Phật. Đúng ra thời Đức Phật á, niệm Phật là niệm sao? Không phải như mình bây giờ là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật gọi là niệm Phật đâu. Ngày xưa người ta niệm Phật là vậy nè. Phật là bậc ứng cúng, là bậc chánh biến tri, là bậc minh hạnh túc, tức là nói những công hạnh cao cả của Đức Phật để chúng ta học theo những cái hạnh đó gọi là niệm Phật. Thì khi mà cái pháp môn niệm Phật được truyền, khi mà cái pháp môn niệm Phật được truyền đến và vị tổ khai sơn, xiển dương cái giáo pháp đó,
để gọi là gọi là gì, Tịnh Độ Tông. Nhưng mà thật sự không phải tổ Huệ Viễn, nếu mà nói là ngài là cái tổ gọi là khai sơn pháp môn, khai sáng pháp môn niệm Phật cũng chưa đúng nữa, vì cái đó là ngay có đã thời Đức Phật rồi. Và có thể nói tổ là một cái người phục hưng lại và duy trì và làm cho cái pháp môn này nó cụ thể một hình thức nào đó để cho người ta có thể nương theo, thì bắt đầu lập ra cái tông gọi là Tịnh Độ Tông. Rồi cái vị tổ kia, ngài thích nghiên cứu về luật giới, ngài nghiên cứu về luật giới, chỉ dẫn, hướng dẫn tu hành theo giới luật, lâu ngày cái tự lập cái tông là Luật Tông. Rồi thích kinh Pháp Hoa, phát triển kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa, giảng kinh Pháp Hoa, tu theo kinh Pháp Hoa, cái gọi là Pháp Hoa Tông. Như vậy thì các cái tông, rồi giờ người đó trì chú, lấy câu thần chú để làm cái đề, làm cái kinh mình thường tụng. Thí dụ như tụng Án Mani Bát Di Hồng, tụng hoài câu đó để giúp cho tâm mình tịnh, thì cái đó gọi là mật tông. Như vậy thì 10 tông không phải của Phật, mà 10 tông đó là do tổ nương vào 10 cái pháp môn tu mà Phật đã dạy để gom nó lại thành một cái tông, để ai đó thích hợp với pháp nào, tông nào thì đi tìm cái tông đó cho nó dễ. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, ở nước Mỹ mình á, một cái floor shopping á, nó có thể mình tìm được nhiều shop khác nhau. Nhưng mà qua Hàn Quốc á, muốn đi tìm mua đồ rất là dễ, tại vì người ta chia theo lầu. Ai muốn mua dụng cụ nhà bếp, lầu số 2. Ai muốn mua đồ chơi cho trẻ em, lầu số 3. Tất cả những chủ tiệm, có thể hàng trăm tiệm trên cái lầu đó, nhưng mà chung quy chỉ bán một thứ thôi, đó là đồ chơi. Thì ai thích mua đồ chơi lên lầu đó rất là dễ, khỏi cần phải chạy đôn chạy đáo đông tây về để tìm. Thì các tổ cũng có cái nghĩ như vậy, thôi bây giờ mình gom nó lại thành một, để ai có cái thuận duyên với cái nào thì đi tìm với cái đó cho nó dễ. Cũng giống như mà quý vị đi ăn nhà hàng thôi, thích ăn đồ Mỹ thì vô nhà hàng Mỹ, thích ăn đồ Việt vô nhà hàng Việt. Nhưng mà thủy chung cũng đều là thức ăn để cống hiến no đủ cho mọi người. Thì pháp môn không phải phân cao thấp, mà pháp môn để hướng dẫn chúng ta tu. Bây giờ ha, nếu như mình tu cái tông của mình mà mình không có hiểu được mục đích của tông, chữ tông là gì? Là tông phái, là tông chỉ của cái pháp này. Không hiểu được cái điều đó, rồi đem cái này luận cao thấp, thì cái đó thuộc về si mê. Mà muốn đưa cái của mình lên, thuộc về tham. Mà người khác ta nghe vậy ta bực bội, cái người kia sân, ta chống lại mình, cái cả hai người leo thang sân, leo thang si, leo thang tham, bằng pháp môn tu mà vướng tham sân si mà không hay. Cho nên á, thôi cái việc này á, là việc của các vị. Bây giờ ở đây trong phạm vi những vị có duyên với Pháp Hòa, hôm nay nghe là quý Pháp Hòa chỉ có cái lời chia sẻ vậy. Quý vị uống thuốc nào hợp, quý vị cứ uống. Và nhớ rằng, quý vị nhớ rằng, nếu đã là uống thuốc thì không thuốc nào hơn thuốc nào. Bệnh bao tử không thể nói anh thấy không, anh nghiệp chướng nặng bề bởi đau đau gan, rồi anh đau gan chê anh đau bao tử, anh nào cũng đau giống nhau. Đã là bệnh thì không bệnh nào hơn bệnh nào, mà đã có bệnh mới uống thuốc, mà đã là thuốc thì chỉ nhằm trị bệnh chứ không phải để phân biệt cao thấp. Tóm lại một lời của tổ Ấn Quang, thuốc không phân tốt xấu, trị được bệnh là thuốc tốt. Pháp tu không phân cao thấp, pháp nào trị được tâm bệnh là pháp tốt. Tổ Ấn Quang dạy như thế. Câu thứ hai, xin thầy giải rõ cho ba pháp quy y. Quy y Phật, không quy y trời thần quỷ vật. Quy pháp không quy ngoại đạo tà giáo. Quy tăng không quy bạn đảng xấu ác. Xin thầy giải rõ. Thưa đại chúng, ba câu này là sau này các tổ viết ra để cho chúng ta nương vào đó, để chúng ta phát nguyện thôi. Thì cái câu này nói là khi mà quy y Phật rồi thì mình không có quy y
bất cứ thần quỷ vật nào nữa. Tại vì Phật là gì? Là người thầy giác ngộ, phải không? Mà đã là mình có một người thầy giác ngộ thì mình theo người thầy là mình học. Còn thần quỷ là gì? Là những vị người ta còn phạt thưởng mình theo cái vui buồn của người ta. Mình cúng cho người ta thì người ta hoan hỷ, rồi không cúng, hay là mình hứa cúng mà không cúng thì người ta giận. Cho nên rồi nhiều khi mình cũng đồng hóa Phật với mời Phật cũng giống như các vị này. Cho nên Phật tử không nên nói những câu này: tháng rồi tôi hứa cúng chùa 200 mà tôi kẹt tiền tôi cúng còn có 100, bởi Phật quở tôi bệnh nguyên tháng. Đấy, mình đã biến Phật thành thần rồi. Nếu như mình hứa cúng 200 mà cúng còn có 100 mà Phật quở mình bệnh thì không phải là Phật. Cái này là thần quỷ. Chứ Phật tử là không bao giờ nói như vậy. Xin lỗi, bây giờ mình nói Phật ơi con hết tiền con không cúng, Phật cũng không hề phạt gì mình, huống chi cúng phân nữa muốn gì nữa. Cho nên đừng bao giờ nói như vậy. Nói tôi hứa ăn chay 3 tháng mà tôi ăn mới còn có 2 tháng tôi ngã mạng, cho nên tôi bởi vì Phật quở tôi đau bệnh suốt. Không phải vậy. Phật không hề rảnh rỗi đi làm việc đó. Mà nếu thật sự Phật làm điều đó thì đâu phải là một đức Phật, phải không? Vậy thì mình quy y Phật thì không thể đồng hóa Phật với thần quỷ cái kiểu đó. Cho nên tại vì mình cứ nghĩ thần quỷ vậy cho nên mình đem Phật kiểu đó luôn. Cho nên nhớ là quy y Phật rồi thì không quy y cái kiểu đó thì nghĩa là không đồng hóa Phật thần quỷ. Quy y Pháp nghĩa là Pháp là lời dạy của Phật, nói cho đủ là Phật Pháp. Mà lời dạy của Phật có đủ hai yếu tố là trí tuệ từ bi. Còn nếu mà Pháp thế gian thì nó lệch lạc vô cùng. Như nãy Pháp Hòa nói vậy đó, Pháp thế gian là mình là Phật tử rồi mà chụp hình không dám chụp ba người thì đó không phải là Phật tử. Làm gì sợ chụp ba người? Hỏi tại sao? Nói ba người xui. Vậy chứ mình quy y Phật Pháp Tăng không xui hả? Rồi hàng ngày mình chưng phước lộc thọ cũng ba ông à, phải không? Không có cái vấn đề. Những cái pháp như vậy đó là ngoại đạo tà giáo, nó không phải của Phật giáo. Rồi ví dụ như bây giờ mình nói là mình đem Phật về mình thờ, rồi người ta mới nói tại làm sao anh thờ Phật đứng, bởi số anh khổ hoài, thấy không? Bởi vì đứng nó khổ. Hỏi sao mới hết khổ? Thờ Phật ngồi. Rồi ta bưng ông Phật đứng vô gửi, thỉnh Phật ngồi về để. 3 tháng sau người khác chạy lên nói tại sao anh thờ Phật ngồi? Bởi lúc này anh thấy không, làm ăn chậm chạp không? Bởi vì ngồi mà anh cầu Phật đứng dậy hơi lâu. Anh thờ Phật đứng, anh réo Phật đi liền cho nó lẹ. Cả hai đều là tà kiến hết, ngoại giáo hết. Lời dạy nào của Đức Phật có đủ từ bi trí tuệ. Cho nên quy y Pháp thì không đồng hóa giáo Pháp của Phật với những cái giáo nghĩa như vậy. Thí dụ như nói cúng cơm á, không có được cái người mới chết á, không có được cúng mì, cúng bún, không có được cúng đậu đũa, đậu que, không có được cúng dưa leo. Hễ tất cả những thứ gì mà trồng mà nó có dây á, có nhợ là không được. Hỏi tại sao? Nó cột chân người chết. Nó mì á, không được cúng mì, cúng bún, tại vì người chết mà bị quấn mấy cái đó lại cái họ đầu thai không được. Trời ơi, làm họ làm như họ không biết bức họ đi. Đó là một quan niệm không phải của đạo Phật. Cho nên nếu mình còn cái tư tưởng đó thì mình chưa phải là người học Pháp của Phật. Rồi thậm chí là mình còn cố chấp vô những cái giáo Pháp như là thọ Bồ Tát giới, là không được ăn đồ cúng, tụng chú Đại Bi không được ăn đồ cúng, ở nhà không được mở nái niệm Phật, không được mở máy tụng kinh. Tại vì mở máy niệm Phật, mở băng tụng kinh là ma quỷ nó theo, làm như ma quỷ nó mê nó lời kinh lắm vậy. Rồi ở nhà mở nhạc cả ngày, lỡ quỷ ma nó mê nhạc rồi sao? Sao không nghĩ? Sao không nghĩ vậy mà cứ nghĩ mở kinh là ma nó vô? Rồi mở nhạc cả ngày, rồi rủi gặp ma nó không thích kinh, nó thích nhạc rồi sao? Đi tụng đám tang không dám đi về nhà, ghé vô công viên nào mở cửa ra nó mờ ma đi xuống. Bây giờ nếu mình mở cửa mà nói ma ơi xuống đi,
Nó đi xuống thiệt, mình dám đứng đó, mình đóng cửa lại đi về không? Đó là ngoại đạo tà kiến. Bây giờ quy y tăng, không quy y bạn hữu ác đảng. Tức là tăng là gì? Tăng là đoàn thể của những người sống thanh tịnh hòa hợp. Đó là nghĩa của chữ tăng. Thế thì chúng ta là những người có thể có hình tướng tăng, danh nghĩa tăng, nhưng mình hãy nhìn lại cái cách sống của mình có hòa hợp không? Nếu mà không hòa hợp là mình là đảng khác rồi, không phải là cái tăng thể của như Phật. Và cái câu nó là vậy. Ráng hai câu nữa thôi. Con có thắc mắc mong thầy giúp con. Tại sao tỳ kheo ni thọ tỳ kheo thọ 250 giới? Tại sao tỳ kheo ni phải thọ 348 giới? Có phải người nữ nhiều tội lỗi hơn không? Thưa đại chúng, ở một cái đất nước Mỹ 52 tiểu bang, mà có thể nói không tiểu bang nào luật lệ giống nhau. Tại sao? Tại vì quốc độ mỗi nơi nó mỗi khác. Phó Hòa ví dụ, ở Cali vì có động đất cho nên không có xây basement. Nhưng mà qua Oklahoma, nhà nào xây cũng phải có một cái hầm để mà trốn những cơn trốn. Nhưng mà nếu mà mình nói qua Cali xét nhà phải làm cái hầm đó có cần không? Không cần, bởi vì Cali nó không có những cơn trốn đó. Nhưng mà qua Oklahoma là nhà nào cũng có cái hầm hết, ở ngay cái garage. Nếu mà hầm cũ thì trong nhà, mà sau này là nằm ngay ra, mà sau này làm rất là tối tân, để khi báo động lên có một cơn trốt đi ngang thì tất cả chui xuống hầm đó. Mà thậm chí bây giờ có nước nôi đổ dưới để mình trốn một cái thiên tai nó tới. Như vậy thì nó tùy theo mỗi quốc độ mà nó có những cái trường hợp luật lệ khác nhau. Cũng như thế, nam và nữ khi đi tu có những khó khăn khác nhau, thì có những cái điều kiện làm cho mình đẹp hơn. Đại chúng cứ nhớ như thế này, giới luật không phải làm cho chúng ta bị gò bó, mà giới luật làm cho chúng ta đẹp hơn, thanh tịnh hơn. Nhưng mà nói là giới luật, nhưng mà thật sự không có gì giới luật cả. Phần lớn là nó thuộc về ở cái mặt oai nghi, nét đẹp. Ví dụ, một thầy tỳ kheo đi không được đánh đằng xa, đi không có tay chân bài hải vậy. Tỳ kheo không được đi kiểu đó. Ví dụ vậy, đó là một giới. Mà tại sao phải thiết lập nó thành giới? Bởi vì thiết lập nó thành giới để chúng ta thấy cái tầm quan trọng chúng ta ráng giữ. Mà giữ được cái đó đẹp cho ai? Đẹp cho mình. Một vị tỳ kheo không được ngồi chồm hổm thì nó thành một giới. Nhưng bây giờ đối với người nữ, người nữ có những khó khăn về mặt đời sống của người nữ. Ví dụ nội thân thể thôi là cũng đã có nhiều khó khăn rồi. Thì nó có những cái điều lệ để nói lên, để giữ được cái sự thanh tịnh, trong sạch, đẹp của người nữ. Vậy thì đại chúng, cái này nó không có phân biệt. Và cũng không phải vì người nữ tội lỗi nhiều mà có giới nhiều, không phải vậy. Mà do chúng ta có nhiều vấn đề trong cái cuộc sống của người nữ thì chúng ta cần có những cái điều lệ được đặt ra để chúng ta áp dụng, để chúng ta có được một cái đời sống tu rất là an tịnh. Quý vị thấy được cái điều, cái giới không? Giới không phải làm cho chúng ta gò bó, mà giới làm cho chúng ta đẹp hơn. Ví dụ như trong luật nói không được vừa nhai cơm vừa nói chuyện. Tại sao? Tại mình nhai cơm nói chuyện thì cơm bún nó văng ra. Mà người ta nhìn vô miệng mình, ta thấy mình tùm lum miệng, nó mất cái đẹp của người tu. Vậy không lẽ nói Phật bất công, ăn cũng cho nói nữa. Thì cái đó là cái nét giữ được cái đó nó đẹp. Rồi ví dụ như này, trong khi ăn không được gãi đầu. Tại sao? Tại vì sợ bụi văng qua tô người khác. Trong khi ăn lỡ thấy một sợi dây thun, một con ruồi mũi gì, im lặng lấy giấy, lấy đồ gói lại. Chứ không có giờ, trời ơi trời, coi nè. Coi nè, coi nấu ăn nè. Mình to vậy sợ con ruồi. Mà thí dụ như mình không thấy con ruồi nó chết trong đó, ăn không? Vẫn ăn bình thường mà có chết đâu.
Nếu mình nói lên mà mọi người người ta gớm nhờm cái chuyện đó, người ta bỏ nguyên nồi canh đó, có phải là cái lỗi không? Cho nên mình nói ví dụ vậy đó. Rồi ví dụ như đó là khi đi ra khỏi nhà vệ sinh phải chỉnh đốn lại áo quần cho ngăn nắp. Cái đó là nét đẹp của mình. Thế thì một người tu nói với nhiều như vậy đó, nhưng mà thật sự tất cả phần lớn nó đều là cái ở cái mục oai nghi hết. Nó có hai phần: ác tác và ác thuyết. Ác tác là cái lời, cái hành động nó có thể làm nên cái xấu. Ác thuyết là lời nói. Ví dụ như một vị không được đi nó thọc tới thọc lui chuyện của hai người đó, nếu mình làm điều đó gọi là ác thuyết. Còn mình ví dụ như đi đánh đằng xa là ác tác, tức là làm hành động không đẹp. Mà người nữ thì nó cũng có những cái khó của người nữ, cho nên người nữ được cái nhiều hơn. Mà cái nhiều hơn đâu phải là tội lỗi nhiều, mà làm cho mình càng đẹp hơn thôi, chứ không có gì hết. Chờ quý vị đừng có buồn là ôi sao Phật bất công. Phật không bao giờ chế giới trước nha, ai phạm tới đâu chơi tới đó. Cái đó nhà Phật gọi là tùy phạm tùy chế, tùy theo cái chỗ phạm của người mà Phật chế một giới. Vì vậy cho nên trong hàng ngũ của chư ni có 348 trường hợp được phạm, được vi phạm, cho nên 38 trường hợp được thiết lập thành quy luật. Chư tăng có 205 trường hợp vi phạm, cho nên mới có 205 trường hợp giới. Chứ Đức Phật không hề nói rằng hôm nay các thầy tập hợp lại đây nghe tôi đọc một bản 250 điều các thầy không được làm. Người ta sẽ hoang mang và nói rằng Phật không có dân chủ. Chúng tôi có phạm đâu mà áp đặt điều luật. Phạm điều nào chế điều đó. Rõ ràng ở quốc gia quốc độ này cũng thế. Cái thời chưa có cái cell phone, luật Mỹ chưa bao giờ có cái chuyện là cấm nói cell phone trong khi lái xe. Mình cũng chẳng biết cái cell phone là gì nếu 30 năm trước. Vì sau này có chuyện có cell phone. Mà lúc có cell phone cũng chưa có cái luật mà cấm nói phone. Do sau này tai nạn xe cộ quá nhiều, bắt đầu luật mới áp dụng là khi lái xe không được nói phone. Khi lái xe không được bấm GPS, vì lo ngó cái đó lủi ràng trước. Nhưng mà có người phạm, nó hình thành những cái điều phạm rồi, nó gây những tai nạn rồi, luật chế ra tất cả phải tuân hành vì nó là một sự thật. Đức Phật là một bậc thầy đầy đủ dân chủ. Điều gì chúng ta phạm Phật mới nói, chứ không phải tự khi khổng khi không rảnh quá ngồi suy nghĩ điều gì phải làm. Cho nên thưa đại chúng là gần 350 vấn đề được xảy ra thì 350 vấn đề được hình thành. Giờ câu cuối. Cha mẹ con đã mất trên 10 năm, tro cốt của cha mẹ con được gửi trong chùa. Nay con có nên lấy tro cốt của cha mẹ để rải trên núi hay không? Nếu muốn biết điều này, tối nay hỏi hai bác. Ba má ơi, con muốn rải ba má có ok không? Thưa đại chúng, ngay bây giờ Pháp Hòa nói chỗ này một chút. Thật ra đó, nếu chúng ta hiểu tận cùng của đạo lý thì tro cốt cũng chỉ là cát bụi. Rải xuống sông, xuống núi, xuống gốc cây đều được hết. Nhưng bởi vì chúng ta là người sống có tình cảm, người cha mẹ đi rồi, chúng ta giữ chút gì đó để gọi là cái kỷ niệm, thì chúng ta có để chúng ta tưởng nhớ vậy thôi. Nhưng đến một lúc nào đó mình già yếu rồi, bây giờ mình biết rằng thế hệ con cháu sau này của mình chắc gì nó giữ, nó thăm viếng, nó thờ cúng, thì thôi trước khi mình theo ông bà, mình giải quyết những cái gì mình có thể giải quyết được, đem đi rải sông, rải biển, rồi lên núi gì đó tùy mình. Bởi vì mình biết cái tốt sau con cháu mình là nó không còn được cái điều như mình làm rồi, thì mình giải quyết ở đây là vì mình muốn gọn cho mọi việc thôi. Chứ còn không có chuyện đúng sai gì trong vấn đề này hết. Mà cũng không có nên hay không nên gì trong việc này hết. Mà mọi nó phải tùy theo mỗi hoàn cảnh, nó tùy theo mỗi gia đình mà chúng ta quyết định một cái việc gì đó thôi. Chứ còn có gì đâu không nên với nên. Cát bụi mà, phải không? Mình cứ ca hoài những cái bài hát đó đó.
Rồi một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi tuyệt vời, phải không? Cho nên á, mình trở về vào cát bụi là điều tất nhiên thôi. Không trước thì sao? Có những ngôi mộ chôn xong mấy chục năm sau không còn người thăm viếng, siêu mồ lạc mã, thì cũng trở thành phân bón trong tương lai thôi. Cho nên cái vấn đề này tùy theo mỗi hoàn cảnh, mỗi gia đình. Quý vị cứ làm gì mà thuận tiện nhất cho gia đình mình thôi là được. Thì hôm nay trong cái buổi tối này chúng ta mất gần 2 giờ tiếng chứ tiếng rưỡi ha, để trả lời những câu hỏi đúng theo cái sinh hoạt chương trình của mình. Thì Pháp Hòa xin lỗi vị Phật tử viết những câu hỏi mà thuộc kinh điển Đại Thừa, dẫn chứng rồi vân vân đó, thì Pháp Hòa không đủ thời gian, và ở đây phần lớn thì có thể cũng khó hiểu được những cái điều mình sắp nói. Thôi thì quý vị hoan hỷ cho Pháp Hòa gửi lại câu này, Pháp Hòa sẽ nói ở một cái buổi nói chuyện khác. Tối hôm nay vì mình đã kêu gọi rồi cho nên là những câu hỏi rất đông. Nếu trả lời hết cái này thì hết thời gian, thì phụ lòng những câu hỏi khác. Mong quý vị hoan hỷ, ai cũng công bằng là mỗi người một câu hỏi. Thì chúng ta đã giải quyết xong tất cả những câu hỏi này theo cái khả năng của Pháp Hòa. Có thể Pháp Hòa chưa giải tỏa được hết, chỉ mong là các vị tạm nhận một chút gì đó, rồi sẽ cầu thỉnh ở các bậc cao đức khác. Phần Pháp Hòa biết nhiều nói tới đó thôi. Thì mong đại chúng hoan hỷ cho những thứ sót.